Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 49. Trên trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, xảy ra chuyện, đích thật là xảy ra chuyện. A, à, chuyện gì? Mọi người càng phát ra khẩn trương. Các ngươi luyện công pháp có vấn đề, tất cả mọi người đều có vấn đề. Diệp Quân Lâm càng là nhìn xem Tu La Chiến Thần cùng Phiền Thắng Nam bọn hắn cũng nói, liền các ngươi cũng đều có vấn đề. Không sai. Cứ việc Tu La Chiến Thần bọn hắn thuộc về Thánh Kinh tổ chức. Nhưng Hắc Ám Thượng Đế vẻn vẹn chỉ điểm 1-2, bọn hắn luyện vẫn là thời đại mới sản phẩm. Bao quát Lý Tử Nhiễm cũng thế. Nàng luyện rất nhiều thứ, có Hắc Ám Thượng Đế dạy cho nàng, cũng có thời đại mới chính nàng đạt được công pháp. Nhất là lần này bị phế sạch về sau. Lý Tử Nhiễm luyện đều là thời đại mới tốc thành công pháp. Cho nên mới sẽ khôi phục nhanh như vậy, tăng lên nhanh như vậy. Hắc Ám Thượng Đế nhiều lắm là lên chỉ điểm cùng huấn luyện. Luyện hoàn toàn không phải đồ đạc của nàng. Hắc Ám Thượng Đế rất âm hiểm, chỉ là muốn đem Lý Tử Nhiễm bồi dưỡng thành một cái máy móc. Làm sao sẽ đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lấy ra, dạy cho Lý Tử Nhiễm đâu? Nghe ta, từ giờ trở đi, từ bỏ các ngươi luyện công pháp. Càng nhanh từ bỏ càng tốt. Không sai, ở đây tất cả mọi người muốn từ bỏ, tranh thủ thời gian từ bỏ. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem hắn. Thật sâu không hiểu. Nhất là Tu La Chiến Thần cùng Phiền Thắng Nam bọn hắn. Càng là mộng. Người này xảy ra bất ngờ một câu, để bọn hắn từ bỏ tu luyện công pháp. Vì cái gì? Ngược lại là Lý Tử Nhiễm. Thanh Long bọn hắn không có kinh ngạc như vậy. Dù sao tại trước đó Diệp Quân Lâm cũng đã nói, để bọn hắn luyện trụ cột của hắn công pháp. Vứt bỏ hết thảy bọn hắn hiện tại tất cả công pháp chiến kỹ vân vân. Rất là không hiểu. Lúc trước còn tốt. Dù sao Diệp Quân Lâm còn không hiểu rõ thời đại này, tư tưởng còn dừng lại tại 3 năm trước đây. Nhưng giờ phút này, để bọn hắn từ bỏ hiện tại công pháp. Là vì sao? Hắn không phải hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Hắn không phải khắc khổ tu luyện sao? Làm sao lại đột nhiên chạy đến, để bọn hắn từ bỏ đâu? Không hiểu. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người, nói như vậy, ta nghiên cứu một ngày một đêm, các ngươi cho ta đổ vật ta toàn bộ nghiên cứu một lần. Phát hiện hai cái vấn đề trọng đại. Cái gì? Mọi người đều nhìn lại. Cái thứ nhất, đừng nhìn công pháp của các ngươi chiến kỹ đủ loại. Kỳ thật trên bản chất là một loại đồ vật. Là một loại tốc thành phương pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi cùng bọn hắn đều là giống nhau. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Tu La Chiến Thần cùng Phiền Thắng Nam bọn người. Ý là bọn hắn cũng đi theo trận những người khác đồng dạng. Cái gì, sư phụ ý của ngươi là chúng ta ở đây tất cả mọi người luyện đều là một loại công pháp. Tiêu Phong trong mắt đều muốn bay ra ngoài. À, điều này có thể sao? Tuần khác mấy người cũng trừng to mắt. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, không sai, là một loại tốc thành biện pháp, chỉ có điều bị cao nhân diễn hóa thành ngàn vạn công pháp. Đủ loại, các loại đều thích ứng, trong đó các ngươi tất cả mọi người luyện đều là cùng một loại đồ vật. Đánh giám, quả thực buồn cười, Côn Luân, chúng ta làm sao có thể luyện là cùng một loại đồ vật. Chúng ta cũng không phải không có giao thủ qua. Tu La Chiến Thần không đáp ứng. Kỳ Lân cũng lập tức nói, đúng. Ta cùng Tu La Chiến Thần giao thủ qua. Hai người chúng ta công pháp hoàn toàn không giống. Đúng vậy à, chúng ta giữa lẫn nhau đều giao thủ qua à. Còn không có phát hiện ai là ai công pháp giống nhau à. Mà lại chúng ta đạt được công pháp địa phương cũng không giống. Giống như là Kỳ Lân là tại Đại Hạ Tây thuộc một vùng tìm tới. Ta là phương Tây biển sâu, hắn là Bắc Cực một vùng. Chấm. Mọi người bắt đầu biện luận. Bọn hắn công pháp nơi phát ra. Thuộc tính chờ một chút toàn bộ đều không giống. Diệp Quân Lâm lại nhất định phải nói cái là đồng dạng. Tất cả mọi người có chút sinh khí. Lý Tử Nhiễm càng là phẫn nộ trừng mắt Diệp Quân Lâm. Hắn bế quan này một ngày một đêm đến cùng là thế nào rồi? Đến, nói một chút ngươi lý do. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng là đồng dạng? Tu La Chiến Thần chất vấn Diệp Quân Lâm. Cái này, ai, lấy thực lực của các ngươi ta rất khó giải thích với các ngươi. Diệp Quân Lâm ngược lại là muốn hảo hảo giải thích xuống. Thế nhưng là đám người này thực lực đều quá yếu.
căn bản giải thích không rõ a. Nếu như chính bọn hắn có thể minh bạch, mình chẳng phải sớm phát hiện vấn đề sao? Làm gì chờ tới bây giờ đâu? Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười lạnh, thực lực các ngươi quá yếu. Ta căn bản không có cách nào giải thích với các ngươi. Các ngươi không cách nào nhìn thấy bản chất. Hoặc là có được mã nhã công nghiệp kỹ thuật, tới đếm theo phân tích. Nhưng cái này cũng rất khó. Trong lúc nhất thời không cách nào thực hiện. Tốt tốt tốt, chúng ta quá yếu, giải thích không ra đúng không? Tu La Chiến Thần cười lạnh. Vậy ngươi không phải nói hai vấn đề sao? Đến, cái thứ hai đâu? Tu La Chiến Thần hỏi. Các ngươi tất cả mọi người công pháp luyện đến cuối lời nói chính là diệt vong. Luyện đến độ cao nhất định về sau, sẽ tao ngộ phản phệ. Đều phải chết. Cho nên, từ giờ trở đi các ngươi nhất định phải từ bỏ luyện công pháp. Không phải thuyết phục, là cưỡng chế các ngươi từ bỏ. Diệp Quân Lâm trịnh trọng căn dặn. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhưng Diệp Quân Lâm, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng. Cái này hoàn toàn không thành lập. Một đám thần bảng hàng đầu cường giả cũng nhìn không ra, người một cái chuẩn thần bảng hơn 7.000 tên người liền có thể nhìn ra. Đây không phải kéo con bê sao? Một cái nhà trẻ đến giáo dục một đám tiến sĩ rồi. Cái gì một đám tiến sĩ nhìn không ra, người một cái nhà trẻ liền có thể nhìn ra. Còn nói một đám tiến sĩ quá yếu, nói cũng sẽ không hiểu. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Còn có tất cả công pháp cuối cùng chính là diệt vong. Luyện đến nhất định cấp độ sau sẽ tao ngộ phản phệ. Đây cũng không phải là nói bậy sao. Hiện tại toàn thế giới hơn 90% người đều đang luyện thời đại mới công pháp những thứ này. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người lọt vào phản phệ. Người có thể sẽ nói không có luyện đến nhà. Thế nhưng là thần bảng 30 vị trí đầu cường giả, hẳn là đều đối riêng phần mình công pháp luyện đến mức lô hỏa thuần thanh đi. Này làm sao nói? Bọn hắn làm sao còn không có bị phản phệ? Làm sao còn không có diệt vong? Diệp Quân Lâm nói ra hai điểm, đều là không có chút nào logic căn cứ có thể nói. Tất cả đều là cá nhân hắn phán đoán cùng động kinh lời nói. Cái này khiến mọi người như thế nào tin? Dù là hắn là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn thấy mọi người dáng vẻ, cũng biết mình nói nửa ngày kỳ thật căn bản vô dụng. Cũng minh bạch hiện tại không cách nào chứng minh. Nói chính bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Nhất là các đại công pháp cuối cùng là diệt vong, điểm này càng là không cách nào nghiệm chứng. Trước mắt mà nói, kỳ lân bọn hắn vẫn là không có luyện đến cấp bậc kia tới. Diệp Quân Lâm cũng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, giống như thần bảng trước 10 cường giả, dựa vào đều không phải thời đại mới kỳ ngộ hoặc là công pháp một loại. Ví dụ như trước đó Hắc Ám Thượng Đế, ví dụ như Thiên Sách Thiếu Soái, ví dụ như Diệp Vô Đạo Chi Lưu. Bọn hắn đều không phải nói dựa vào thời đại mới kỳ ngộ đến thu hoạch được tăng lên. Bọn hắn dựa vào nhưng tất cả đều là mình lúc đầu công pháp những thứ này. Mà lại Diệp Quân Lâm quan sát qua, thần bảng trước 10 thậm chí trước 20 đều là như thế. Cũng không phải là dựa vào thời đại mới những cái này tốc thành phương pháp. Cái này kỳ thật cũng nói một vấn đề, thời đại mới tốc thành phương pháp nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất. Nhiều lắm là cũng chính là đến thần bảng 30 vị trí đầu. Lại rất khó hướng phía trước. Trên cơ bản tốc thành phương pháp cực hạn chính là thần bảng hơn 20 tên. Về phần Lý Tử Nhiễm trước kia tại sao lại đứng hàng thần bảng trước 10, đó là bởi vì trước kia nàng là bị Hắc Ám Thượng Đế ma luyện ra đến. Cùng thời đại mới tốc thành phương pháp quan hệ không lớn. Không đúng. Diệp Quân Lâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Đây chẳng phải là nói kỳ lân bọn hắn gần như đã đến rồi. Bọn hắn gần như đã đến cực hạn biên giới rồi. Cái này tốc thành công pháp hạn mức cao nhất cứ như vậy cao. Trên cơ bản đã đến đầu. Lần này đi rừng rậm nguyên thủy khiêu chiến về sau, rất nhiều người tiến bộ đều rất kiệt suất lớn, nhất là Lý Tử Nhiễm Chi Lưu. Nhưng kỳ lân, thanh long bọn hắn vẫn như cũ là tại riêng phần mình thứ tự bồi hồi. Bọn hắn cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Đủ để chứng minh tốc thành phương pháp cực hạn đã đến. Kỳ lân, Bạch Hổ, Tiêu Phong, Tiểu Kiếm các ngươi những người này kiên quyết không thể lại tiếp tục luyện. Các ngươi có mấy người luyện thêm, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề. Những người khác đoán chừng còn chưa tới cực hạn, các ngươi xác thực đã nhanh. Diệp Quân Lâm lại quay người nhìn về phía Tu La Chiến Thần cùng Phiền Thắng Nam, còn có các ngươi hai cái cũng là. Tận mau dừng lại, nếu không sẽ gặp phải phản phệ. Chuyện này cấp tốc, trong lúc nhất thời ta không cách nào cho các ngươi giải thích rõ ràng.
nhưng nếu như các ngươi muốn tin tưởng lời của ta, liền lập tức từ bỏ. Ta đây là tại cứu các ngươi, không phải đang hại các ngươi. Diệp Quân Lâm trịnh trọng nói. Phiền Thắng Nam thở dài nói, chúng ta đương nhiên biết ngươi không có khả năng đang hại chúng ta. Nhưng là bây giờ ngươi một điểm căn cứ đều không có. Liền để chúng ta từ bỏ riêng phần mình công pháp, đây có phải hay không là có chút tạm được rồi, ta muốn cái căn cứ. Tu La Chiến Thần cười lạnh, chẳng lẽ ngươi sợ đuổi không kịp chúng ta, cố ý nói nghiêm trọng như vậy để chúng ta từ bỏ. Thanh Long một tỏ thái độ, tất cả mọi người sửng sốt. Thanh Long lại muốn từ bỏ. Hắn tại thời khắc sống còn lựa chọn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Cứ việc đây là Diệp Quân Lâm, là lão đại của hắn. Nhưng cái này muốn nhắc lên rất rất lớn dũng khí đến. Từ bỏ công pháp của mình là rất khó. Nhìn thấy Thanh Long cái này chủ tâm cốt tỏ thái độ, Chu Tước, Kỳ Lân bọn hắn cũng phải vô ý thức tỏ thái độ, lựa chọn tin tưởng Diệp Quân Lâm, từ bỏ công pháp của mình. Lúc này Thanh Long lại ngăn cản bọn hắn. Đồng thời vụng trộm cùng bọn hắn nháy mắt. Mọi người muốn tuân theo nội tâm ý nghĩ, không muốn mù quáng theo. Lão đại ai cũng tin tưởng hắn, cần phải căn cứ tình huống thực tế đến lựa chọn. Thanh Long một phen, tất cả mọi người minh bạch ý tứ. Kỳ thật Thanh Long là không thể nào tin được Diệp Quân Lâm lời nói này. Hắn cùng ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau. Tin tưởng Diệp Quân Lâm người, lại không tin công pháp chuyện này. Bởi vì không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng bây giờ lão đại đau khổ cầu khẩn để bọn hắn từ bỏ. Thanh Long IQ EQ cũng rất cao, hắn tự nhiên không nghĩ Diệp Quân Lâm khó xử. Thế là đứng ra chủ động tại Diệp Quân Lâm bên này, vô điều kiện tin tưởng hắn, nguyện ý từ bỏ công pháp. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ. Nhưng vì làm dịu cục diện, không để Diệp Quân Lâm xấu hổ, lại không làm cho tất cả mọi người khó xử. Thế là hắn lựa chọn hy sinh tự mình một người, đến bảo toàn tất cả mọi người. Hắn có thể từ bỏ công pháp không luyện, thậm chí có thể biến thành một người bình thường. Nhưng những người khác tiếp tục luyện, không cần từ bỏ. Không thể không nói, Thanh Long một chiêu này rất là khéo. Bảo toàn tất cả mọi người. Sẽ không để cho Diệp Quân Lâm cảm thấy xấu hổ cô đơn, cũng sẽ không để mọi người cảm thấy khó xử. Không biết sợ tinh thần. Mọi người nhao nhao đều hướng Thanh Long ném đi ánh mắt tán thưởng. Thật không hổ là lão đại ca. Mặc dù Thanh Long không phải mọi người ở trong thực lực mạnh nhất, lại là nhất có lực khống chế, nhất có lãnh tụ khí chất. Lớn nhỏ sự tình đều là hắn tại làm quyết định. Lão đại không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là ngươi không có bất kỳ cái gì căn cứ. Hiện tại Thanh Long đứng tại ngươi bên này, chúng ta ngược lại là có thể nhìn xem, chúng ta tiếp tục luyện có vấn đề gì. Kỳ Lân bọn hắn từng cái tỏ thái độ. Bọn hắn muốn tiếp tục tu luyện công pháp. Nhìn xem phải chăng giống Diệp Quân Lâm nói như vậy có vấn đề, sẽ tao ngộ phản phệ, đi hướng diệt vong. Áo vải sát thần cũng đứng dậy, Diệp tiên sinh, người đã từng chỉ điểm qua ta. Ta cũng coi là lão giang hồ, chẳng qua ta xác thực phát hiện không được vấn đề, người thuyết pháp thật không có gì căn cứ. Chẳng qua đường đường chính chính tin tưởng Diệp Quân Lâm cũng có. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên lúc này đứng dậy. Chúng ta vô điều kiện tin tưởng ca ca, chúng ta từ bỏ, không luyện. Hai người này ngược lại là không có Thanh Long nhiều như vậy ý nghĩ. Chính là đơn thuần tin tưởng Diệp Quân Lâm. Trước kia tin tưởng Diệp Quân Lâm. Hiện tại vẫn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn đến đây, mới nhiều một tia vui mừng. Thanh Long ý nghĩ hắn cũng minh bạch. Thế nhưng là hắn không nghĩ trơ mắt nhìn các huynh đệ, các đồ đệ đi hướng diệt vong a. Vạn nhất đến lúc hắn trưởng khống không được, giải cứu không được bọn hắn đâu. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Ở đây ai chết đều không được. Nhưng hiện tại bọn hắn không nghe mình lại không thể cưỡng chế bọn hắn đi làm. Như vậy đi, Côn Luân công nghiệp không phải có cỡ lớn phòng thí nghiệm sao? Các ngươi có thể đem các loại công pháp chuyển đổi thành tư liệu số liệu, sau đó tiến hành thống nhất phân tích. Nhìn xem có phải là có nguy hại, nhìn xem ta nói liền biết. Diệp Quân Lâm xách một cái đề nghị. Mã Nhã công nghiệp đều có thể làm được. Côn Luân công nghiệp chỉ cần đi làm, cũng có thể nghiên cứu ra được. Dạng này thật có thể chứ? Thanh Long hỏi. Có thể, đem tất cả công pháp thu thập lại, chuyển đổi thành số liệu hoàn toàn có thể. Diệp Quân Lâm nói. Không được. Mọi người tất cả mọi người nhìn sang. Hóa ra là Tiêu Phong lên tiếng. Không được. Diệp Quân Lâm hỏi. Lão đại đem công pháp của chúng ta cho ngươi, chúng ta không có chút nào lời oán giận.
nhưng làm công pháp của chúng ta át chủ bài bại lộ cho những người khác, không được. Cái này tương đương với đem chúng ta ưu khuyết điểm cùng tính mạng toàn bộ giao cho người khác. Chúng ta không yên lòng, cho dù là Côn Luân công nghiệp. Tiêu Phong nói thẳng. Đúng, chúng ta không yên lòng đem chúng ta hết thảy giao cho những người khác. Chúng ta không có cảm giác an toàn, cũng không yên lòng. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Côn Luân công nghiệp cũng không phải Thanh Long mấy người. Bọn hắn tự nhiên không yên lòng. Thấy thế, Thanh Long lập tức nói, như vậy đi. Huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy người công pháp, ta lại thu thập một chút công pháp, đại khái 100-200 loại. Chuyển hóa thành số liệu nghiên cứu, hẳn là có thể chứ. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, hẳn là có thể. Cơ số nhỏ, nhưng hiệu quả khẳng định đồng dạng. Được, vậy chúng ta đi chuẩn bị ngay. Những người khác liền không cần lo lắng. Thanh Long mang theo Kỳ Lân bọn hắn rời đi. Đi vào bên ngoài. Mấy người lập tức hỏi, Thanh Long, thật chẳng lẽ muốn đem công pháp của chúng ta những cái này thu thập lại làm nghiên cứu? Ngươi là thật tin tưởng lão đại nói tới. Chấm. Thanh Long cười cười nói, dĩ nhiên không phải. Chỉ có thể tạm thời lừa gạt lão đại. Nếu như ta không làm như vậy, ở đây tất cả mọi người sẽ không đáp ứng, lão đại mặt mũi để nơi nào. Cho nên người đầu tiên là hy sinh đứng tại lão đại bên này, đằng sau lại đáp ứng số liệu phân tích cái này sự tình, đều là vì ổn định lão đại. Đám người tán thán nói. Thanh Long cho mọi người phân tích, chuyện này cứ như vậy, chúng ta không có khả năng đi làm số liệu phân tích nghiên cứu. Bởi vì cái này căn bản là không thể nào sự tình. Nếu quả thật có vấn đề, lấy các ngươi thần bảng hàng đầu thực lực, khẳng định sớm phát hiện. Mà không phải lão đại phát hiện, lão đại hiện tại năng lực có hạn A, hắn làm sao có thể hiểu thấu đáo đến ngàn vạn công pháp cuối cùng đâu. Không phải lão đại làm sao có thể chỉ xếp tại chuẩn thần bảng mấy ngàn nhiều tên. Chu Tước lo lắng hỏi, vậy nếu như lão đại biết chúng ta căn bản không có đi làm, hắn trách tội xuống nên làm cái gì? Hiện tại ta đã bỏ đi hết thảy. Về sau chuyên tâm chỉ luyện lão đại giao cho ta công pháp cơ bản. Ta không có vấn đề, một khi lão đại trách tội xuống, ta sẽ ôm lấy hết thảy, gánh chịu tất cả trách nhiệm. Thanh Long bất đắc dĩ nói. Ai, chính là khổ Thanh Long ngươi, hy sinh một mình ngươi đến bảo toàn tất cả chúng ta. Kỳ Lân mấy người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, trong chúng ta võ học của ta thiên phú thấp nhất, thực lực cũng là yếu nhất. Ta hy sinh đáng giá. Các ngươi phải thật tốt luyện a, thiếu một mình ta, các ngươi áp lực vẫn là rất lớn. Thanh Long cười cười. Chúng ta sẽ cố gắng, đem chúng ta riêng phần mình công pháp luyện đến cực hạn. Cũng làm cho lão đại nhìn xem chúng ta công pháp cuối cùng có phải là diệt vong. Tất cả mọi người rất có lòng tin. Muốn chứng minh cho Diệp Quân Lâm nhìn. Một bên khác Diệp Quân Lâm, lập tức lấy Hắc Ám Thượng Đế danh nghĩa bắt đầu cho Thánh Kinh tổ chức hạ lệnh. Để Thánh Kinh tổ chức trưởng khống 1/3 thế lực từng bước một từ bỏ luyện công pháp. Chẳng qua thế lực cùng nhân số quá nhiều. Một lần tính thực hiện không có khả năng. Phải chậm rãi từng bước một tới. Nhất là rất nhiều người đều sẽ hoài nghi. Ví dụ như Đại Hạ Minh Tu La chiến thần bọn người, chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mà lại mình nói qua cái này sự tình, nếu như cưỡng ép tới, có thể sẽ để bọn hắn hoài nghi. Cho nên cái mệnh lệnh này, Diệp Quân Lâm cũng không phải oanh oanh liệt liệt hạ. Là lặng lẽ để Minh Tà Thần nhóm một chút xíu áp dụng. Cũng là vì phòng ngừa chư thần phòng thí nghiệm hoặc là những người khác biết. Tất cả mọi người là lặng lẽ từ bỏ, mặt ngoài hoặc là đối ngoại đều là nói đang luyện. Về phần Đại Hạ Minh những cái này đại hạ thế lực, Diệp Quân Lâm nghĩ nghĩ, tạm thời vẫn là không muốn thông báo. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mọi người hảo ý đem tất cả công pháp giao cho ngươi. Để ngươi tu luyện nhanh chóng tăng lên. Ngươi lại ngược lại là tốt, nói luyện những công pháp này sẽ gặp phải phản phệ diệt vong loại hình. Ngươi đây là tại tổn thương mọi người tâm a. Nhìn xem Thanh Long vì bảo hộ ngươi, nguyện ý từ bỏ hết thảy. Tất cả mọi người tại suy nghĩ cho ngươi. Ngươi đây, có vì mọi người ngẫm lại sao? Lý Tử Nhiễm nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tranh luận, chính là bởi vì ta vì mọi người suy nghĩ, ta mới khiến cho mọi người từ bỏ. Bằng không, tất cả mọi người sẽ gặp phải phản phệ, cuối cùng diệt vong. Ngươi hoàn toàn là ăn nói linh tinh, căn bản không có bất kỳ cái gì căn cứ. Mà lại ngươi là lấy đứng tại điểm cao góc độ tới khuyên nói mọi người. Thế nhưng là thực lực của ngươi đủ đứng tại điểm cao sao? Ngươi có bản sự kia sao? Còn nữa nói công pháp có vấn đề, nhiều cường giả như vậy mình sẽ không phát hiện sao?
Liền ngươi phát hiện, những công pháp này ngươi nhìn sao? Nghiên cứu sao? Diệp Quân Lâm gật gật đầu, ta tiêu tốn một ngày một đêm thời gian, đem tất cả công pháp đều thôi diễn một lần. Mỗi một cửa ta đều thôi diễn đến cực hạn, bởi vậy ta mới nói tất cả công pháp nhưng thật ra là một loại đồ vật. Liền ngươi, Lý Tử Nhiễm biểu thị thật sâu hoài nghi. Những công pháp này, xếp tại thần bảng trước mấy chục kỳ lân, Tiêu Phong những cái này siêu cấp cường giả đều chưa nói xong toàn tìm hiểu thấu đáo, thôi diễn đến cực hạn. Ngươi một cái chuẩn thần bảng 6-7 ngàn tên liền nói toàn bộ thôi diễn đến cực hạn rồi. Đây không phải trò cười sao? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chẳng lẽ trừ Nam Yên cùng Văn Lôi, những người khác không tin ta sao? Các ngươi là không tin ta người này, vẫn là chưa tin lời ta nói. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Không tin ngươi, là căn cứ vào rất nhiều nhân tố. Ngươi không có thuyết phục người chứng cứ, thực lực ngươi không mạnh. Nếu như ngươi nói sư phụ ta Hắc Ám Thượng Đế, đem tất cả công pháp thôi diễn đến cực hạn, toàn bộ phân tích thấu triệt. Nàng nói tất cả công pháp kỳ thật đều là cùng một loại, nàng nói loại công pháp này cuối cùng là phản phệ cùng hủy diệt. Như vậy ai cũng phải tin tưởng, nhưng ngươi chút thực lực ấy cùng ngươi địa vị bây giờ, không có người sẽ tin tưởng. Lý Tử Nhiễm nói ra một sự thật tới. Cũng là bởi vì Diệp Quân Lâm thực lực không đầy đủ. Địa vị không cao. Nói lời không có tin phục lực. Tốt a. Diệp Quân Lâm một mặt bất đắc dĩ. Nếu như bây giờ hắn lấy Hắc Ám Thượng Đế thân phận nói rõ hết thảy, mọi người có thể sẽ từ bỏ. Nhưng nếu quả thật chính là chư thần phòng thí nghiệm dở trò quỷ. Như vậy sẽ rút dây động rừng. Đoán chừng sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Ngươi chẳng lẽ có kế hoạch gì a? Cố ý nói như vậy. Lý Tử Nhiễm nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi. Ta có thể có kế hoạch gì? Diệp Quân Lâm tâm tình không tốt. Ta khuyên ngươi chân thật luyện đi, cách chúng ta 3 tháng kỳ hạn chỉ có 8 ngày. Lý Tử Nhiễm muốn để Diệp Quân Lâm an tâm một điểm. Diệp Quân Lâm không để ý đến nàng. Trực tiếp đi vào bên ngoài, một người giải sầu. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Diệp Quân Lâm lần này xem ai có thể bảo hộ được ngươi. Chết đi. Hóa ra là Diệp Quân Lâm cửu nhân. Rừng rậm nguyên thủy giết hắn không thành sau. Bọn hắn một mực đi theo Diệp Quân Lâm đi vào đại hạ. Kỳ thật Diệp Quân Lâm chung quanh luôn luôn đi theo rất nhiều người. Diệp Quân Lâm sớm biết, chỉ là không để ý tới thôi. Hắn nơi nào có không đi lý một chút côn trùng. Nhưng lần này nhảy ra một đám người. Lan, ta phiền đây, lại phiền ta, toàn giết. Diệp Quân Lâm không nhịn được nói. Chúng ta giết ngươi liền là được. Đám người lập tức nhào tới. Ba. Ba. Chấm. Diệp Quân Lâm triệt để bị chọc giận, mấy bàn tay vỗ xuống, hơn 10 vị cường giả một cái đều không có lưu lại. Đều bị đập thành xương máu. Cái này việc nhỏ xen giữa tuyệt không ảnh hưởng đến Diệp Quân Lâm tiếp tục tản bộ. Trong nháy mắt 8 ngày thời gian trôi qua. Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm 3 tháng kỳ hạn thời gian đến. Lúc này mọi người đi xem Diệp Quân Lâm xếp hạng giật nảy mình. Chuẩn thần bảng 1 vạn người trên danh sách không có hắn. Mọi người tỉ mỉ nhìn mấy chục lượt, đều không có Diệp Quân Lâm danh tự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ, Diệp Quân Lâm rời khỏi chuẩn thần bảng. Tại bây giờ thời đại này, tiến bộ hơi chậm một chút chính là lui bước. Bởi vì ngươi đối thủ cạnh tranh quá hung tàn. Bọn hắn không biết ngày đêm tu luyện, hỏa tiễn tăng lên lấy. Ngươi chậm rãi luyện, thậm chí dậm chân tại chỗ. Cái này cũng không chính là lui bước sao. Sớm tối phải làm cho đào thải. Hiện tại thời đại mới, người người đều có thể tu luyện, từng cái tăng lên nhanh chóng. Thần bảng cùng chuẩn thần bảng khả năng thời gian thực đổi mới. Đối với Diệp Quân Lâm rơi ra chuẩn thần bảng, mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cho tới nay, Diệp Quân Lâm phần lớn thời gian vẫn là đang luyện hắn đi qua công pháp. Chỉ cần luyện qua đi đồ vật, chính là tại lui bước. Ví dụ như Thanh Long. Lần này hắn là triệt để từ bỏ công pháp của mình, lựa chọn hy sinh chính mình, đến bảo toàn mọi người. Cái này 8 ngày, hắn liền tay tu luyện Diệp Quân Lâm dạy cho hắn. Cho nên Thanh Long là một điểm tiến bộ đều không có. Thực lực dậm chân tại chỗ. Lại nhìn thần trên bảng. Thanh Long theo thần bảng 564 tên lui bước đến 578 tên. Ngắn ngủi 8 ngày, liền lui bước nhiều như vậy. Bởi vì thời thời khắc khắc toàn bộ thần bảng đều là tại tiến bộ. Ngươi một khi trì trệ không tiến,
nhất định là rơi thứ tự. Thanh Long nhìn xem bảng danh sách xếp hạng, không khỏi thở dài một tiếng, ai? Đoán chừng ta rời khỏi thần bảng chỉ là vấn đề thời gian. Khả năng không chỉ là thần bảng, thời gian dài, liền chuẩn thần bảng đều muốn rời khỏi. Liền cùng lão đại đồng dạng. Kỳ Lân vô ý thức đạo. Nhìn thấy Thanh Long sắc mặt khó coi, Kỳ Lân ý thức được tự mình nói sai. Thanh Long lắc đầu, không sao cả. Coi ta làm ra cái này quyết định thời điểm, cũng đã dự liệu đến kết quả này. Chỉ cần các ngươi ổn định, hoặc là tiến lên liền được rồi. Mọi người bắt đầu xem xét riêng phần mình xếp hạng, Kỳ Lân, Tiêu Phong bọn hắn cùng trước đó gần như không có khác biệt. Nhiều lắm là trước tiến hay thối sau một hai tên. Đều tại bình thường phạm vi bên trong chấn động. Kỳ thật bọn hắn cũng không phát hiện, gần như mỗi người đều đến cực hạn. Lại hướng lên đoán chừng liền sẽ vô cùng khó khăn. Chẳng qua bọn hắn không có ý thức được vấn đề này, còn cảm thấy là phi thường bình thường. Lý Tử Nhiễm, thần bảng thứ 34 tên, T. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm xếp hạng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quá khủng bố, quá khoa trương. 3 tháng trước, Lý Tử Nhiễm còn vẻn vẹn cái bị phế sạch người. Sau 3 tháng, trực tiếp giết tới thần bảng thứ 34 tên. Mà lại nàng vẫn còn tiếp tục tiến lên. Cái này khiến Kỳ Lân bọn hắn đều mở rộng tầm mắt. Đối mặt Lý Tử Nhiễm, bọn hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Căn bản không sánh bằng Lý Tử Nhiễm A. Quá yêu nghiệt. Quá khủng bố. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Tử Nhiễm lại có thể giết trở lại thần bảng trước 10 đi. Mà lại hiện tại thần bảng trước 10 nhưng như trước kia thần bảng không giống. Không phải một cái khái niệm. Lợi hại hơn nhiều lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta nhớ được trước đó lão đại nói, chúng ta hạn mức cao nhất cũng liền dạng này. Lại khó tiến lên mảy may. Không phải sao, chị dâu từ từ tăng vọt. Đúng à, chị dâu hiện tại cũng luyện đều là thời đại mới đồ vật. Có người nói. Nhưng bọn hắn không biết là Lý Tử Nhiễm là bởi vì Hắc Ám Thượng Đế đánh tốt cơ sở, rèn luyện ma luyện nàng đầy đủ. Tốc thành phương pháp đối nàng cũng có ảnh hưởng, nhưng cuối cùng không có đối Kỳ Lân bọn hắn ảnh hưởng như thế lớn. Đừng nghe hắn nói bậy, lời của hắn lại không có nghĩa là tính quyền uy. Lý Tử Nhiễm nói, chị dâu, người lần này xếp hạng 34, lão đại liền chuẩn thần bảng đều rơi ra đi, lần này ngươi có thể mạnh mẽ thất bại hắn, ta đều thay lão đại cảm thấy mất mặt. Đúng, đây là đối lão đại sâu nhất đả kích, hắn đoán chừng sẽ mất mặt trốn đi a. Chấm. Đám người cười nói. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Lý Tử Nhiễm chuẩn bị đi tìm. Chậm đã, các ngươi mau nhìn. Có người kinh hô. Tất cả mọi người dừng bước lại, quay đầu nhìn Chu Tước sững sờ. Chu Tước bỗng nhiên chỉ vào thần trên bảng cuối cùng danh tự. Mọi người mau nhìn lão đại danh tự. Tất cả mọi người nhìn sang. Quả nhiên thần bảng cuối cùng, cũng chính là thứ 1000 tên danh tự vậy mà là Diệp Quân Lâm. Oanh! Giờ khắc này, tất cả mọi người như bị sét đánh. Mọi người cẩn thận nhìn, nhiều lần xác nhận. Chính là Diệp Quân Lâm danh tự. Mọi người lại ấn mở cái tên này, tin tức toàn bộ bầy biện ra đến. Đây chính là bọn họ quen thuộc Diệp Quân Lâm. Chính là nam nhân kia. Liên quan tới Diệp Quân Lâm lên bảng lý do cũng có, đoạn trước thời gian, cũng chính là 8 ngày trước. Diệp Quân Lâm lấy sức một mình miểu sát đông đảo chuẩn thần bảng trước 106 vị cường giả, chuẩn thần bảng top 314 vị cường giả. Mấu chốt cái này chuẩn thần bảng trước 106 vị, có 3 vị trực tiếp là xếp tại trước 3. Cũng chính là thần bảng trước 3 dự bị. Diệp Quân Lâm đem bọn hắn đều xử lý, bởi vậy hắn xếp tại thần bảng thứ 1000 tên. Hợp tình hợp lý. Mọi người đối với chuyện này cũng không biết. Càng không biết là lúc nào phát sinh đều. Liền Diệp Quân Lâm chính mình cũng không biết. Lúc trước bị bức bách phải gấp, Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ ra tay, đem mấy cái kia toàn chụp chết. Chưa từng nghĩ một màn này bị người nhìn thấy. Từ đó đối thực lực của hắn tiến hành mới ước định, xếp hạng từ từ lên cao. Đi thẳng tới thần bảng. Dù là Diệp Quân Lâm trưởng khống 1/3 thế lực cơ cấu cũng vô dụng. Huống hồ hắn mình bây giờ còn không biết đâu. Cái này. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết lão đại sao. Làm sao thời gian ngắn ngủi, cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Nếu như ta không có tính sai, 10 ngày a, 10 ngày trước lão đại đều vẫn là chuẩn thần bảng 6.007 tên, hiện tại đi thẳng đến thần bảng rồi. Cái này khoảng cách trọn vẹn là 6-7 ngàn tên a.
hắn làm sao làm được? Bạch Hổ đưa ra một cái bén nhọn mà hỏi. Vấn đề này cũng là mọi người trong suy nghĩ nghi hoặc. Đúng a, làm sao làm được? Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Lúc này, Tiêu Phong đột nhiên vui, ta biết vấn đề ở nơi nào rồi. 10 ngày trước thời điểm, sư phụ đột nhiên thu thập mọi người chúng ta công pháp, đồng thời nghiên cứu 1 ngày 1 đêm thời gian. Sau đó cùng chúng ta nói công pháp này không thể tiếp tục luyện thêm. Tiêu Phong một nhắc nhở. Mọi người lập tức kịp phản ứng. Nói cách khác khi đó lên, lão đại kỳ thật nghiên cứu 1 ngày 1 đêm, là luyện chúng ta công pháp. Thanh Long nói. Đúng, ngay từ đầu chúng ta đánh giá thấp lão đại. Cảm thấy hắn một cái chuẩn thần bảng mấy ngàn tên tuyển thủ, làm sao có thể đem chúng ta cao thâm công pháp trong thời gian ngắn nghiên cứu triệt để. Nhưng mọi người đừng quên, lão đại thế nhưng là tuyệt thế thiên tài. Trước kia thiên phú ngay tại tất cả chúng ta phía trên, xa không phải chúng ta có thể so. Hắn 1 ngày 1 đêm tuyệt đối có thể làm được, tuyệt đối có thể hiểu thấu đáo công pháp. Hiện tại hắn tiến vào thần bảng chính là ví dụ tốt nhất. Hắn có thực lực này. Chấm. Đám người nhao nhao nói. Ha ha, ta trước đó cũng đã nói một khi lão đại nghiêm túc, luyện thời đại này công pháp, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới đỉnh phong. Bị ta nói chúng đi. Ngày xưa vương giả thiên kiêu tốc độ tiến bộ, mọi người cảm nhận được sao? Kỳ Lân một mặt hưng phấn. T. Đám người nhao nhao đổ rút khí lạnh, kiến thức đến Diệp Quân Lâm đáng sợ. Nói là 10 ngày. Kỳ thật chính là 2 ngày không đến. Toàn lực nghiên cứu thời đại mới công pháp vẻn vẹn 1 ngày 1 đêm thời gian, liền đến tình cảnh như vậy. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hoàn toàn có thể nghiền ép Lý Tử Nhiễm. Lão đại rốt cục thông suốt, hắn rốt cục tiến bộ, chờ giờ khắc này, quá lâu quá lâu. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Cái này không phải liền là mọi người muốn sao. Đợi lâu như vậy, chính là chờ hắn cất cánh. Nhưng ta có cái nghi vấn, vì sao lão đại sẽ nói ra công pháp sẽ phản vệ diệt vong loại những lời này? Chẳng lẽ lão đại thực tìm hiểu thấu đáo chúng ta tất cả công pháp, hắn nói hết thảy đều là thật. Chấm. Chu Tước lời này mới ra. Mọi người lâm vào trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Vấn đề này trong lúc nhất thời còn thật không biết giải thích như thế nào. Lý Tử Nhiễm lên tiếng nói, ta nghĩ hẳn là hắn sợ chúng ta biết hắn luyện công pháp, chuyên môn dùng để che giấu a. Chính hắn đoán chừng trong lòng cũng minh bạch, chúng ta sẽ không tin tưởng hắn. Càng sẽ không tin tưởng công pháp sẽ bị phản phệ, cuối cùng là diệt vong. Hắn nói như vậy, làm như vậy, chính là muốn để tất cả chúng ta biết, hắn chán ghét công pháp của chúng ta. Không nghĩ luyện chúng ta công pháp, dạng này tất cả chúng ta tự nhiên mà vậy liền sẽ không cho là hắn đang luyện công pháp của chúng ta. Lý Tử Nhiễm dạng này một giải thích. Mọi người toàn bộ đều hiểu. Đây là Diệp Quân Lâm cố ý tạo nên một loại giả tưởng. Trên thực tế hắn một mực đang luyện. Không tin, chúng ta đi Quân Lâm bế quan địa phương nhìn xem. Lý Tử Nhiễm mang theo mọi người đi tới Diệp Quân Lâm bế quan địa phương tầng hầm. Chỉ kiến giải tầng hầm trên mặt bàn bày đầy bọn hắn tất cả mọi người công pháp phân tích. Khắp nơi đều là trang giấy, lít nha lít nhít. Mọi người thấy sau đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai Diệp Quân Lâm là một mực đang nghiên cứu a. Mà lại cái này phân tích, cái này kiến giải, thật đáng sợ. Hắn là thật nghiên cứu triệt để. So mỗi người bọn họ lý giải còn muốn thấu triệt. Thật đem mỗi một môn công pháp đều thôi diễn đến cực hạn. Nếu không phải hắn thực lực bản thân nhịn không được. Không phải trong thời gian ngắn nhất, sợ là Diệp Quân Lâm có thể tăng lên tới mạnh nhất hoàn cảnh. Thần bảng trước 3 đều không quá đáng. Ta biết, lão đại trước đó đang nói ngàn vạn công pháp kỳ thật chính là một loại. Ta cảm thấy hắn ý tứ là muốn đem ngàn vạn công pháp hòa làm một thể, biến thành mình đồ vật. Chính các ngươi nhìn, lão đại làm nhiều như vậy phân tích, mỗi một cửa đều thôi diễn đến cực hạn, cũng không chính là muốn đem tất cả mọi thứ dung hợp được sao. Kỳ Lân cười nói. Trước đó bọn hắn liền dự đoán qua Diệp Quân Lâm tu luyện con đường. Sẽ đem bọn hắn tất cả pháp môn dung hợp lại cùng nhau, biến thành mình đồ vật. Chỉ là để Lý Triệu hai nhà đem công pháp những cái này đều chia cắt. Đó chính là, hắn vội vàng dung hợp tất cả công pháp, biến thành mình đồ vật. Chờ chúng ta phát hiện hắn luyện, cũng không có chứng cứ. Khi đó nhưng là chính hắn sáng tạo nên đồ vật, cùng chúng ta không quan hệ a. Bọn hắn phân tích rõ ràng hết thảy. Tâm tình từng cái tốt đẹp. Dù sao sáng tạo ra thuộc về công pháp của mình, còn tiến vào thần bảng. Bọn hắn so với ai khác đều hưng phấn.
bọn hắn muốn nhìn đến đều nhìn thấy. Các ngươi tin hay không, đợi chút nữa ta chọc thủng hắn, hắn khẳng định sẽ nói, hắn luyện là hắn trước kia công pháp cơ bản. Lý Tử Nhiễm cười nói. Đúng, kia là khẳng định, sư phụ, lão đại khẳng định sẽ trả lời như vậy. Tất cả mọi người cười. Như vậy Thanh Long còn muốn tiếp tục hy sinh chính mình, phối hợp lão đại sao? Có người hỏi. Không cần đi, mọi người đều biết chân tướng. Đại đa số người cảm thấy không cần tiếp tục hy sinh chính mình, phối hợp Diệp Quân Lâm diễn tập. Thanh Long lại lắc đầu, không, vì lão đại an ổn tu luyện, không ngừng phá hắn lời nói dối. Ta tiếp tục hy sinh chính mình, không quan trọng, dù sao các người bảo hộ ta là được. Mà lại hy sinh ta một cái, đổi lão đại vương giả trở về. Đáng giá. Tất cả mọi người vì Thanh Long không biết sợ tinh thần cảm động đến. Chẳng qua Thanh Long tại trong đoàn đội là lãnh tụ, là đại não. Hắn cũng không phải chiến lực chủ yếu. Cho nên cũng không quan trọng. Mọi người từ dưới đất thất sau khi ra ngoài. Liền gặp được từ bên ngoài trở về Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy tất cả mọi người tại, Diệp Quân Lâm cũng chưa cảm giác được nhiều chấn kinh. Dù sao hôm nay là hắn cùng Lý Tử Nhiễm đánh cược 3 tháng kỳ hạn. Đến so tài một chút cái này 3 tháng ai tiến bộ lớn. 3 tháng kỳ hạn đến, tới đi, ta thua. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm đột nhiên một câu, để Diệp Quân Lâm mộng. Ta thắng rồi. Diệp Quân Lâm một mặt không thể tin. Ngươi không phải thần bảng trước mấy chục sao, ta chuẩn thần bảng mấy ngàn tên sao có thể hơn được ngươi. Diệp Quân Lâm nghi ngờ nói. Không, sư phụ ngươi không có ở chuẩn thần trên bảng. Tiêu Phong nhắc nhở. Diệp Quân Lâm cười khổ, ngươi xem đi, ta liền chuẩn thần bảng đều rơi ra đi, làm sao cùng ngươi so. Thế nhưng là sư phụ ngươi bên trên thần bảng, mặc dù là cuối cùng, nhưng cũng là thần bảng. Tiêu Phong lời này mới ra. Diệp Quân Lâm quá sợ hãi. Mình thượng thần bảng rồi. Đám kia tiểu tử làm sao làm. Lão đại ngươi vụng trộm giết một đám chuẩn thần bảng siêu cấp cường giả, đều không có nói cho chúng ta biết. Thực lực ngươi có thể a? Kỳ Lân bọn người cười cười. Diệp Quân Lâm lúc này mới nhớ tới, ngày đó mấy bàn tay chụp chết yếu gà nhóm. Lại có chút bản lãnh. Đem hắn trực tiếp đẩy lên thần bảng vị trí rồi. Sư phụ ngài có phải là vụng trộm luyện chúng ta cho ngươi công pháp rồi? Ngươi tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì công pháp của chúng ta a? Ngài rốt cục nếm đến thời đại mới công pháp ngon ngọt rồi. Thoải mái đi, trực tiếp thượng thần bảng. Tiêu Phong cố ý mà hỏi. Diệp Quân Lâm lại lắc đầu, không có. Ta một mực luyện đều là đi qua công pháp cơ bản. Các ngươi đều biết. Ha ha ha. Nghe được câu trả lời này. Tất cả mọi người cười. Quả nhiên bị Lý Tử Nhiễm đoán trúng. Diệp Quân Lâm quả nhiên không thừa nhận, trả lời chính là Lý Tử Nhiễm nói đáp án. A, lão đại không thể a, ngươi luyện qua đi công pháp cơ bản, liền trực tiếp có thể trở thành thần bảng cường giả. Đám người biểu thị không tin lắm. Diệp Quân Lâm cười lạnh, Thanh Long một mực luyện tiếp, cuối cùng có thể đem thần bảng thứ hai một quyền đấm chết. Ha ha, thật sao, kia Thanh Long ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ đem thần bảng thứ hai một quyền đập chết. Tất cả mọi người bắt đầu cười Thanh Long. Hiện tại Diệp Quân Lâm trả lời, cùng trước đó mọi người phân tích dự tính đều là giống nhau như đúc. Hắn chết không thừa nhận. Sẽ chỉ nói là đang luyện trước kia công pháp. Các người đâu, ta vẫn là mọi người mau chóng từ bỏ công pháp, cùng Thanh Long đồng dạng, luyện ta cho các người công pháp cơ bản. Diệp Quân Lâm nghiêm túc dặn dò. Tốt tốt tốt, chúng ta nhất định. Tất cả mọi người tại đáp ứng. Bọn hắn cảm thấy đều là tại phối hợp Diệp Quân Lâm diễn kịch. Chính ngươi đều đang luyện, còn gọi chúng ta không luyện. Tất cả mọi người cường ngạnh nén cười, sợ hãi mình cười ra tiếng. Tất cả mọi người là một bộ xem thấu Diệp Quân Lâm dáng vẻ. Mỗi người đều ở trong lòng nói, lão đại ngươi liền tiếp tục giả bộ a. Chúng ta đều biết hết thảy. Diệp Quân Lâm nhìn thấy tất cả mọi người tại nén cười, còn tưởng rằng là đám người không tin. Hắn vội vàng thi triển ra mấy chiêu, đánh cho đất rung núi chuyển. Xem một chút đi, cái này cùng công pháp của các ngươi có quan hệ sao? Diệp Quân Lâm phải vì mình chứng minh. Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu, không có. Nhưng mọi người trong lòng nghĩ đều là, người đã dung hợp ngàn vạn công pháp, biến thành mình đồ vật. Chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết. Chúng ta làm sao lại nhìn ra được? Diệp Quân Lâm không biết mọi người trong suy nghĩ ý nghĩ. Càng không biết bọn hắn đã phân tích qua.
cho nên đều cho rằng hắn đang len lén luyện thời đại mới công pháp, chỉ là giấu giếm thôi. Không có việc gì, tiếp tục cố lên, các ngươi cũng cố lên, không muốn bị các lão đại của ngươi sư phụ siêu, liền tranh thủ thời gian chạy tới tu luyện. Lý Tử Nhiễm chỉ đi đám người. Diệp Quân Lâm cũng không quản thêm. Hắn gần đây đang tra khám phá ra cổ di tích, cổ văn minh đào được địa. Cũng chính là Kỳ Lân bọn hắn đạt được kỳ ngộ, đạt được công pháp những địa phương này. Những địa phương này trực tiếp nhất. Nói không chừng có thể tìm tới chư thần phòng thí nghiệm dấu vết để lại, thậm chí trực tiếp là chứng cứ. Bước đầu tiên xem ra cần phải tại đại hạ xuống tay. Diệp Quân Lâm rời đi Giang Bắc, mang theo Hắc Ám Thượng Đế mặt nạ, hắn muốn đi đại hạ minh. Liên hợp bọn hắn cùng đi triệu cổ di tích. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Đi tới nửa đường, một người cản đường. Mạnh. Siêu cấp mạnh. Thậm chí nói là Diệp Quân Lâm gặp qua đối thủ bên trong mạnh nhất một vị. Trước mắt Diệp Quân Lâm gặp được, chân chính có thể coi như đối thủ. Kỳ thật căn bản không có. Miễn miễn cưỡng cưỡng tính toán. Cũng liền mấy cái. Lúc đầu Hắc Ám Thượng Đế có thể miễn cưỡng tính. Quân quân mấy vị sư phụ cũng coi như. Cái này trên cơ bản chính là trước mắt thế giới này đỉnh cấp chiến lực. Thiên Sách thiếu soái cùng Thiên Sách phủ mấy đại thần tướng căn bản cũng không tính là. Bất quá đường sơ đi Thiên Cơ Các, ở trong đó mấy vị đoán chừng có thể coi là. Diệp Quân Lâm tra xét, mấy người kia trên thân chỉ có yếu ớt năng lượng chấn động, liền giống như người bình thường. Thế nhưng là hắn hiểu được, mấy người kia không đơn giản. Chẳng qua đối với hắn không có uy hiếp. Chỉ là giờ phút này trước mắt xuất hiện cái này người. Mới là có thể chân chính có chút bản lãnh người. Mạnh. Vượt qua Hắc Ám Thượng Đế, vượt qua quân quân mấy vị sư phụ. Diệp Quân Lâm trong suy nghĩ chân chính thần bảng thứ nhất tồn tại. Cái này người Diệp Quân Lâm cũng không nhận ra. Một cái nho nhã nam tử trung niên, mặc một thân trường sam màu xanh. Chỉ có điều nhìn kỹ hắn hai đầu lông mày cảm thấy rất quen thuộc. Dường như cùng người nào đó có điểm giống. Đúng rồi. Thiên Sách thiếu soái. Như vậy hắn hẳn là Thiên Sách phủ thần soái. Thiên Sách phủ người cầm lái. Rốt cục nhìn thấy. Hắn chủ động tìm tới mình, vậy nói rõ cùng Hắc Ám Thượng Đế có ân oán chính là hắn. Không để Hắc Ám Thượng Đế bước vào đại hạ cảnh nội một bước cũng là hắn. Hắc Ám Thượng Đế kiêng kỵ cũng là hắn. Muốn lấy được Thiên Kiếm Địa Đao dung hợp cũng là bởi vì hắn. Thiên Sách phủ thần soái rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến khiến người giận sôi tình trạng. Lấy Hắc Ám Thượng Đế thực lực phải dung hợp Thiên Kiếm Địa Đao, mới có thể đánh với hắn một trận. Đây mới là chiến lực trần nhà. Thiên Sách thiếu soái, chiếu phụ thân ngươi cách rất xa a. Ngươi không nên đến. Thiên Sách phủ thần soái lên tiếng nói. Oanh! Diệp Quân Lâm không nói gì. Trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn không muốn biết Hắc Ám Thượng Đế cùng Thiên Sách phủ thần soái có cái gì ân oán. Cản đường của hắn, liền phải đánh thông. Thiên Sách phủ thần soái nháy mắt sửng sốt. Đoán chừng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm lại đột nhiên phát chiêu. Hai cánh tay hắn hoành ngăn phía trước, đáng sợ khí lưu đang cuộn trào, đều hình thành thực chất hóa hộ thuẫn. Đem Diệp Quân Lâm một quyền này ngăn lại. Răng rắc, nhưng căn bản không có chống bao lâu, hộ thuẫn liền vỡ vụn ra. Oanh! Sức mạnh đáng sợ đánh vào thân, Thiên Sách phủ thần soái rút lui mấy chục bước. Mỗi bước ra một bước, dưới chân đều là thật sâu ấn ký. Đại địa hoàn toàn vỡ ra. Hắn đôi mắt bên trong toát ra một vòng thật sâu chấn kinh. Đây là hắn nhận biết Hắc Ám Thượng Đế sao? Không duyên cớ không có gì lạ một quyền lại đem hắn bức lui. Cái này sao có thể? Chiếu trước kia, thực lực của hai người thế nhưng là có chênh lệch thật lớn. Cái này cũng dẫn đến Hắc Ám Thượng Đế đến nay cũng không dám bước vào đại hạ một bước. Nàng làm hết thảy, đều là vì một lần nữa trở lại đại hạ. Nhắm vào mình. Trừ phi nàng dung hợp Thiên Kiếm Địa Đao, nếu không không có cơ hội. Nhưng mà hiện thực là Hắc Ám Thượng Đế tùy tiện một quyền, mình vậy mà ngăn không được. Cái này sao có thể? Khó trách gần đây liên quan tới Hắc Ám Thượng Đế truyền thuyết càng ngày càng nhiều. Chiến lực của nàng cũng bị miêu tả càng ngày càng khoa trương. Ngay từ đầu Thiên Sách phủ thần soái xem thường, nhưng hôm nay hắn có chút tin tưởng. Hắc Ám Thượng Đế không biết trải qua cái gì, dẫn đến thực lực tăng trưởng đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Rất tốt, ngươi tiến bộ rất nhiều, liền để ta thử xem ngươi chân chính át chủ bài. Thiên Sách phủ thần soái cả người khí thế biến đổi. Hắn tựa như một vòng liệt nhật rơi xuống,
trực tiếp chiếu Diệp Quân Lâm. Cái kia đáng sợ khí chất như là kinh khủng nhất liệt diễm, muốn đem người đốt cháy. Hắn trên hai tay phảng phất dung hợp một ngôi sao năng lượng. Đáng sợ khủng bố đến cực điểm. Thiên sách phủ thần soái giờ phút này thấu lộ ra ngoài chí dương khí tức, so thiên kiếm còn kinh khủng hơn nhiều. Cái này nam nhân áp đảo đệ nhất thần khí phía trên. Diệp Quân Lâm vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Như thường đấm ra một quyền. Ầm ầm. Lưỡng cường giao kích, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đảo ngược. Một đạo huyết tiễn vọt mạnh. Cộc cộc cộc. Thiên sách phủ thần soái trọn vẹn rời khỏi mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, đôi mắt bên trong tràn đầy tan không ra chấn kinh. Hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất bị thiên đao vạn quả một lần, nóng bỏng đau nhức. Thậm chí cả người thân thể cũng phải nát nứt nổ tung. Vẻn vẹn một quyền, hắn liền bị trọng thương. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong giáng lâm. Thiên sách phủ thần soái chưa từng có bại qua. Có thể trở thành thiên sách phủ người cầm lái. Trừ lãnh tụ năng lực bên ngoài, còn phải là thực lực khủng bố. Năm đó một cái thiên kiếm nơi tay, không biết chém từng giết bao nhiêu cường địch. Liền quân quân mấy vị sư phụ đều chỉ có thể bái phục chịu thua. Nhất là phía sau hắn bế quan nhiều năm như vậy, thiên sách phủ sự tình toàn quyền mặc kệ. Thực lực của hắn đã tới một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Kết quả vẫn là bại. Còn thua với ngày xưa bị hắn toàn diện nghiền ép, bởi vì hắn một câu cảnh cáo, mấy chục năm không dám bước vào đại hạ bại tướng dưới tay. Nàng đến tột cùng trải qua cái gì? Tại sao lại tăng lên tới mức độ này? Xem ra, nàng còn chưa tiến toàn lực. Nếu như nàng lại oanh ra một quyền, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng vẫn là xem ở ngày xưa tình cảm, tha mình một mạng. Nhưng hắn làm sao biết, bây giờ Hắc Ám Thượng Đế đã không phải là hắn nhận biết vị nào. Đây là Diệp Quân Lâm. A, à, Diệp Quân Lâm phát ra kinh ngạc thanh âm. Thiên sách phủ thần soái ăn hắn một quyền. Vậy mà vẻn vẹn thụ thương, mà không có chết. Cứ việc vừa rồi mình một quyền này, vẫn tương đối tùy ý. Nhưng Hắc Ám Thượng Đế, quân quân sư phụ chi lưu. Tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thiên sách phủ thần soái lại chịu đựng. Đủ thấy hắn mạnh cỡ nào. Có thể tiếp nhận Diệp Quân Lâm một quyền bất tử nam nhân. Mình có thể đánh ra quyền thứ hai rồi. Hưng phấn. Rốt cục có cái có thể chịu đánh một điểm đối thủ. Đương nhiên khoảng cách Diệp Quân Lâm đỉnh phong còn kém xa lắm. Nếu như Diệp Quân Lâm lấy ra điệu anh mở Hắc Ám Lao Lung một quyền, vậy người khác liền không có cách nào chơi. Đang lúc Diệp Quân Lâm muốn đánh quyền thứ hai thời điểm, thiên sách phủ thần soái đột nhiên ho ra máu, đồng thời lên tiếng nói, ta thua. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Lại đến một quyền, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận thua. Thiên sách phủ thần soái nhận thua. Cái này nếu để cho thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc biết, đoán chừng sẽ khiếp sợ đến rớt xuống ba. Thần soái vậy mà lại nhận thua. Đây là tất cả mọi người trong quan niệm, vô luận như thế nào đều chuyện không thể nào. Người có thể thua, cũng không phải thần tiên, làm sao có thể một mực vô địch. Chịu thua chưa chính là một chuyện khác. Nếu để cho mọi người biết thiên sách thần soái nhận thua, đoán chừng đều muốn điên. Thiên sách thần soái thua. Đó là bởi vì hắn đối đầu thời khắc này Diệp Quân Lâm, có loại thật sâu cảm giác bất lực. Làm sao đều thắng không được. Thực lực sai biệt quá lớn. Giống như lạch trời. Hắn không thể không nhận thua. Hắn cũng không nghĩ. Cũng không có biện pháp. Thật đánh không lại. Tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên sách phủ thần soái đầu hàng, Diệp Quân Lâm không nói gì thêm. Trực tiếp từ bên cạnh hắn vượt qua. Ta. Thiên sách phủ thần soái ánh mắt phức tạp. Từ nay về sau, đại hạ liền từ Hắc Ám Thượng Đế tiêu giao. Nàng giống như có chút không giống. Thiên sách phủ thần soái từ Hắc Ám Thượng Đế trên thân tìm không ra một tia khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ là nàng thực lực tăng trưởng về sau, cả người hoàn toàn biến rồi. Thiên sách phủ thần mặt đẹp trai bên trên tràn đầy thật sâu nghi hoặc. Càng nhiều hơn chính là uể oải cùng tan tác. Bế quan mấy chục năm, lần thứ nhất ra tay. Liền thua thảm như thế. Còn nhận thua. Thiên sách phủ thần soái về thiên sách phủ. Về phần Diệp Quân Lâm đi Đại Hạ Minh. Tìm tới Tu La Chiến Thần những người này. Để bọn hắn đi thăm dò tuân một chút cổ di tích loại hình. Mặc dù mọi người đều rất hiếu kỳ Hắc Ám Thượng Đế đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng Hắc Ám Thượng Đế mệnh lệnh ai dám làm trái.
chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành. Mọi người tìm tới một chỗ bắc cảnh núi tuyết bao trùm bên trong cổ di tích. Hắc ám thượng đế thật sự có phát hiện, mau tới nhìn. Thật đúng là có phát hiện trọng đại. Vừa mới tu la mấy người còn cho Diệp Quân Lâm giới thiệu cái này cổ di tích. Sau một khắc, liền có người hô có phát hiện trọng đại. Các ngươi chờ lấy, ta đi vào. Diệp Quân Lâm cũng không muốn để tu la bọn hắn biết rất nhiều, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Đi vào di tích bên trong sau. Quả nhiên có trọng yếu phát hiện. Nguyên lai cái này di tích có nhân công vết tích. Chỉ cần cẩn thận điều tra phân rõ, liền có thể phát hiện vấn đề. Cái này cổ di tích nhân tạo vết tích quá rõ ràng. Chính là có người tận lực chế tạo cái này cổ di tích, ở bên trong cất đặt các loại bảo vật, dược tề, công pháp vân vân. Căn bản không phải cổ xưa thời kỳ còn sót lại. Hoàn toàn chính là cố ý. Chủ yếu trước đó Côn Luân công nghiệp khai quật ra, liền bị các loại bảo vật công pháp choáng váng đầu óc. Không có người cẩn thận điều tra nghiên cứu. Bởi vậy không có phát hiện vấn đề. Tăng thêm lúc ấy toàn các nơi trên thế giới đều có các loại di tích móc ra, mọi người càng sẽ không hoài nghi. Trọng yếu nhất chính là, khi đó toàn thế giới đều ở vào trong chiến loạn, khắp nơi đều là đang chém giết lẫn nhau, đều tại chiến tranh. Tất cả mọi người là nghĩ bức thiết muốn đề cao thực lực. Vừa vặn lúc này, cổ di tích, cổ văn minh những cái này theo thời thế mà sinh. Mọi người đạt được kỳ ngộ về sau, thực lực phi tốc tăng lên. Chỉ biết công pháp trong này dược tề có thể khiến người ta tăng lên điên cuồng. Ai sẽ đi để ý di tích này là lúc nào? Chỉ có thể nói toàn thế giới tất cả mọi người, đều bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu óc. Cổ di tích, cổ văn minh cùng đông đảo kỳ ngộ đều là người vì khống chế. Trước đó Diệp Quân Lâm liền suy đoán là chư thần phòng thí nghiệm tạo nên thời đại mới. Hiện tại xem như có tính thực chất chứng cứ. Có chứng cứ biểu hiện cổ di tích là nhân công tạo, người vì điều khiển. Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi. May mắn Mã Nhã công nghiệp số liệu phân tích ra công pháp vấn đề, mới khiến cho hắn ý thức được vấn đề này. Bằng không, còn rất khó phát hiện. Nếu như bây giờ tin tức này thả ra, đoán chừng rất nhiều người không tin. Nhưng khi khắp nơi cổ di tích, cổ văn minh đều bị điều tra ra là nhân công tạo, như vậy toàn thế giới liền sẽ chấn kinh. Thậm chí sẽ xuất hiện náo động. Chính yếu nhất chính là sẽ rút dây động rừng. Mặc kệ cái này phía sau màn hắc thủ có phải là chư thần phòng thí nghiệm, Diệp Quân Lâm đều không muốn đánh cỏ động rắn. Tạm thời tin tức này vẫn là muốn bắt đầu phong tỏa. Bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. Từ giờ phút này bắt đầu, liên quan tới nơi này phát hiện bất luận cái gì bí mật đều muốn bảo thủ. Nếu không giết không tha. Diệp Quân Lâm từ di tích sau khi ra ngoài. Tu La chiến thần mấy người tiến lên lập tức hỏi, hắc ám thượng đế ngài phát hiện cái gì? Ta sự tình các ngươi không nên nghe ngóng. Diệp Quân Lâm chừng Tu La mấy người liếc mắt. Tất cả mọi người bị hù dọa. Lọt vào đầy đủ trấn nhiếp về sau, Diệp Quân Lâm tin tưởng những người này sẽ không lại ra bên ngoài nhiều lời một chữ. Từ nơi này mở về sau, Diệp Quân Lâm lại liên tục tự mình tra mấy cái từng có kỳ ngộ địa phương. Cẩn thận xem xét về sau, kết quả đồng dạng. Đều là nhân tạo. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lại để cho Minh Tà Thần bọn hắn tại trong phạm vi toàn thế giới đi thăm dò những cái này cổ di tích, cho hắn số liệu chính xác. Hắn tin tưởng tiếp xuống từng bước một lục soát xuống dưới, khẳng định sẽ có phát hiện trọng đại. Cứ như vậy, mọi người công pháp càng là không thể luyện. Nhưng chính mình nói, bọn hắn sẽ không nghe. Nếu là hắc ám thượng đế thân phận, đi nói những cái này. Tuyệt đối không thích hợp. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Quân Lâm lâm vào khó xử bên trong. Một bên khác, Thiên Sách phủ thần soái tại Diệp Quân Lâm một quyền dưới, nhưng thật ra là bản thân bị trọng thương. Chẳng qua hắn ăn vào đặc chất dược vật, rất cực nhanh nặng thương thế khôi phục. Đồng thời khí thế so thụ thương trước còn muốn đáng sợ. Hắn khẳng định không muốn lấy thụ thương dáng vẻ đi Thiên Sách phủ. Dù sao rời đi mấy chục năm, trở lại, bị trọng thương, sao có thể đi? Rất nhanh. Thiên Sách thần soái đi vào Thiên Sách phủ cổng. Rất nhanh, Thiên Sách phủ thủ vệ liền đem hắn ngăn lại. Ta là... Thiên Sách thần soái vừa muốn nói chuyện. Đằng sau lập tức lao ra một người hô lớn, thần soái. Tham gia thần soái. Đồng thời hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thần soái, cái gì, thần soái trở về rồi. Thiên Sách phủ thần soái trở về. Thần soái trở về. Chấm. Rất nhanh. Từng đạo thanh âm vang vọng Thiên Sách phủ.
mỗi trong một cái góc, đều có người nghe được. Trong lúc nhất thời, thiên sách phủ đều oanh động. Thậm chí không ít bế quan các cường giả cũng nhao nhao ra tới. 12 đại thần tướng lúc đầu chỉ có 4 vị tại chức, nhưng thần soái trở về. Trọn vẹn 12 vị thần tướng toàn bộ ra tới. Bọn hắn bế quan, chính là đang chờ thần soái trở về giờ khắc này. Thậm chí liền một chút cổ xưa cấp nhân vật cũng toàn bộ đến. Không chỉ có như thế. Nhận được tin tức Bảo Long nhất tộc các mạch cường giả cũng nhao nhao đi vào. Đây tuyệt đối là thiên sách phủ gần vài chục năm nay nhất chuyện đại sự. Lúc trước thiên sách thần soái rời đi, biến mất mấy chục năm. Có rất nhiều người kỳ thật phản đối. Dù sao hắn là thiên sách phủ người cầm lái. Quốc không thể một ngày vô chủ. Thiên sách phủ cũng giống như vậy. Lãnh tụ nhất định phải tại. Nhưng thiên sách phủ thần soái khăng khăng muốn rời khỏi, kia là muốn tăng thực lực lên, đạt tới một cái trước nay chưa từng có trình độ. Hắn chính là vì đề cao thực lực, mới từ bỏ hết thảy rời đi. Lúc rời đi đợi, thiên sách phủ thần soái nói một câu, hắn trở về, chính là vô địch thời điểm. Bây giờ thiên sách thần soái trở về. Mọi người lý giải chính là thiên sách thần soái đã vô địch. Không phải hắn sẽ không trở về. Bái kiến thần soái. Thần soái vô địch thiên hạ. Chấm. Đám người toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cùng nhau hô to. Đây là lãnh tụ của bọn họ. Đây là bọn hắn người mạnh nhất. Thiên sách thần soái, vô địch thiên hạ. Thần soái ngài không biết chúng ta đợi giờ khắc này đợi bao lâu. Ô ô, mấy đại thần tướng lệ nóng doanh tròng. Bởi vì rất có thể thiên sách thần soái sẽ không trở về. Muốn vô địch quá khó. Khả năng truy đuổi cả đời, cũng không dám xưng một tiếng vô địch. Dù là tại quá khứ vẫn là tại thời đại mới, ai dám xưng một tiếng vô địch. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Vô địch quá khó. Trước đó mọi người liền đã làm tốt thiên sách thần soái sẽ không trở về dự định. Bọn hắn một mực đang bồi dưỡng thiên sách thiếu soái, hy vọng hắn về sau có thể tiếp ban, trở thành thiên sách phủ lĩnh tụ mới. Thiên sách phủ ở trên người hắn tiêu tốn không ít tài nguyên. Thậm chí thiên sách thần soái rời đi trước, cũng tại thiên sách thiếu soái trên thân hạ rất nhiều thời gian, lưu lại rất nhiều thứ. Thiên sách thiếu soái bế quan địa phương chính là thiên kiếm vùng đất phong ấn. Đây là thiên sách thần soái cố ý, dùng thiên kiếm chí dương khí tức đến rèn luyện thiên sách thiếu soái. Chấm. Đây hết thảy đều là tại vì thiên sách thần soái về không được mà làm chuẩn bị. Thậm chí mọi người không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Cứ việc có rất nhiều người đang chờ đợi. Nhưng hôm nay thiên sách thần soái trở về. Nói rõ hắn vô địch. Đương nhiên cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vô địch. Mà là tại hiện hữu phạm vi bên trong. Thiên sách thần soái mình trong nhận thức biết, tại hắn biết đến tất cả cường giả bên trong, bao quát một chút ẩn thế không ra cường giả bên trong, hắn là vô địch. Hắn mới xuất quan. Hắn mới có thể trở về. Phụ thân. Phù phù. Thiên sách thiếu soái quỳ rạp xuống thần soái trước đó. Lệ nóng doanh tròng. Mạnh mẽ dập đầu ba cái. Phụ thân, hài nhi chờ giờ khắc này quá lâu quá lâu. Thiên sách thiếu soái khóc đến cùng hài tử đồng dạng. Phụ thân, một tuổi trẻ nữ tử xuất hiện. Hắn là thiên sách thần soái tiểu nữ nhi, cũng khóc thành nước mắt người. Hoan nghênh thần soái trở về. Thần soái trở về thời điểm, chính là vô địch thời khắc. Chấm. Thiên sách phủ trên dưới cùng nhau hô. Mau dậy đi, mau dậy đi. Thần soái đem mọi người từng cái kéo. Thiên sách thiếu soái kích động nói, phụ thân ngài trở về, vậy liền mang ý nghĩa ngài đã là vô địch. Thiên sách thần soái một cái lảo đảo. Hắn vừa mới bị người đánh bại. Phụ thân của ta vô địch thiên hạ. Tiểu nữ nhi cũng kích động nói. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Thiên sách thiếu soái cũng là như thế. Kiêu ngạo tự hào. Mơ ước một ngày cuối cùng đã tới. Phụ thân ta đã vô địch thiên hạ. Hắn đã tưởng tượng đến đi ngang hình tượng. Trước đó hắn vẫn là kiêng kỵ rất nhiều người. Nhưng hôm nay phụ thân trở về. Hắn bất luận kẻ nào không còn e ngại. Phốc, khục khục, hụ 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 hụ. Nghe nói như thế, thiên sách thần soái che miệng ho khan, thân thể mạnh mẽ run rẩy, càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn mỗi nói một câu vô địch, thiên sách thần soái liền phải ho khan. Đến cuối cùng, một mực ho khan, một mực không dừng được. Cả người sắc mặt đỏ lên, nước mắt lưu không ngừng. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Thần soái ngươi làm sao rồi? Đám người vội vàng xúm lại đi lên, quan tâm nhìn xem hắn.
ta khụ khụ, ta không sao, khục khục. Chẳng ai ngờ rằng, một cái vô địch thiên hạ như thần tồn tại. Vậy mà ho khan thành dạng này. Quả thực muốn cùng chết đồng dạng. Cái này truyền đi, đoán chừng phải để người ta chê cười chết. Vô địch thiên hạ. Tại hắn khẳng định muốn trở về trước đó, đúng là cho rằng như vậy. Hắn căn cứ tự thân chiến lực, tăng thêm thời đại này cường giả đến tổng hợp phân tích. Hắn chính là vô địch. Dù sao bị hắn một mực đè ép hắc ám thượng đế đều đã là thần bảng thứ nhất, chiến lực trần nhà. Thần bảng là có đủ nhất tính quyền uy. Nhất là hắc ám thượng đế càng là hoành ép thần bảng tất cả mọi người một mảng lớn, chân chính ý nghĩa không có đối thủ. Nhưng hắc ám thượng đế bị hắn một mực ép bao nhiêu năm. Như vậy hắn chính là vô địch. Đại hạ bên này ẩn thế cường giả, cùng thiên sách phủ bảo long nhất tộc cường giả. Hắn đều là hiểu rõ. Bên ngoài, hắn chính là vô địch. Bởi vậy hắn quyết định trở về thiên sách phủ. Vừa vặn nghe được gần đây hắc ám thượng đế tại đại hạ ẩn hiện. Hắn trực tiếp đi tìm hắc ám thượng đế tung tích. Không nghĩ tới thật tìm được. Kết quả bị triệt để đánh bại. Toàn phương vị nghiền ép chính mình. Để hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Hắn trực tiếp nhận thua. Đây là hắn sỉ nhục nhất một ngày. Từ nhỏ đã là thiên kiêu hắn, bị bất luận kẻ nào đều ký thác kỳ vọng. Một lòng mục đích đúng là vô địch vô địch. Đứng thẳng ở cái tinh cầu này đỉnh cao nhất. Nhưng hắn lần này thua thảm. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vô địch. Vô địch cái rắm. Vừa trở về thiếu chút nữa để người cho giết. Nếu không phải phục dụng chân quý nhất dược vật, đến bây giờ mình vẫn là trọng thương đâu. Tốt, các ngươi đừng nói, ta không sao. Chậm tới thiên sách thần soái vội vàng nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Người tới, đem phụ thân trở về cùng vô địch thiên hạ tin tức phát ra ngoài. Ta xem một chút ai dám xem thường ta thiên sách phủ nửa phần. Thiên sách thiếu soái lập tức nói. Đây là thiên sách phủ vài chục năm nay lớn nhất tin tức, cũng là đại hạ nhất chuyện đại sự. Hắn liền phải tuyên truyền đúng chỗ. Phốc, cộc cộc cộc. Chỉ là thiên sách thần soái sau khi nghe được, thất tha thất thểu kém chút mới ngã xuống đất. Lại vô địch. Mẹ ngươi vô địch à. Còn muốn gọi toàn thế giới biết mình vô địch. Tức điên. Giờ khắc này, thiên sách thần soái lửa công tâm, kém chút một ngụm máu phun ra. Nghịch tử. Nghịch tử à. Hết chuyện để nói. Đây là hắn cả một đời nhất mất mặt sỉ nhục nhất sự tình, lại bị người nhiều lần bóc vết sẹo. Nhiều lần đi nói. Còn muốn báo cho toàn thế giới. Thiên sách thần soái có loại chết đi coi như xong cảm giác. Ta van cầu các ngươi đừng nói. Hắn đều muốn khóc. Thần soái ngươi vừa mới cùng người đối chiến rồi. Lúc này thiên cơ các bên trong truyền ra một thanh âm. Phốc, thiên sách thần soái đầu đều muốn nổ. Lại có người sách. Ta, là. Thiên sách thần soái chỉ có thể thừa nhận xuống tới. Dù sao thiên cơ các mấy vị lão tiền bối không đơn giản. Nhìn ra được, người trải qua một trận đại chiến A. Thiên cơ các bên trong tiền bối nói. Vâng, gặp một cái siêu cấp cường giả. Thiên sách thần soái gật gật đầu. A, vừa xuất quan liền đại chiến. Vậy đối phương nhất định siêu cấp mạnh A. Tiểu nữ nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiên sách thiếu soái tự cho là thông minh mà nói. Nếu như ta không có đoán sai, phụ thân đối thủ hẳn là thần bảng thứ nhất hắc ám thượng đế A. Thiên sách phủ thần soái. Liền ngươi thông minh đúng không? Liền ngươi biết là hắc ám thượng đế à? Nghịch tử. Thật sự là nghịch tử. Thiên sách thần soái thật muốn chọc giận nổ. Cái này nghịch tử luôn luôn đâm miệng vết thương của hắn, một đao lại là một đao. Cái khác mấy đại thần tướng lập tức phụ họa nói, đúng, chúng ta từng nghe hắc ám thượng đế cùng thần soái ngài ở giữa có liên quan. Ngươi cho hắn hạ một đầu lệnh cấm, trung thân không được bước vào đại hạ. Thế nhưng là gần đây hắc ám thượng đế tấp nập hoạt động. Tại đại hạ Giang Bắc xuất nhập. Chắc hẳn thần soái sau khi ra ngoài, cái thứ nhất nhằm vào khẳng định là hắc ám thượng đế. Không cần hoài nghi, thần soái vừa mới khẳng định cùng hắc ám thượng đế giao thủ. Thần soái chúng ta nói rất đúng không đúng. Chấm. Mấy đại thần tướng nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy tranh công nhìn xem thiên sách thần soái. Giờ khắc này, thiên sách thần soái có loại hung hăng rút mấy cái tát xúc động. Mẹ nó. Một đám ngu xuẩn. Có bệnh, hung hăng sách, lại nhìn những người khác, đều đang nhìn mình. Mấy vạn người cùng một chỗ nhìn xem mình, đang chờ mong một đáp án. Đúng,
Ta vừa mới hoàn toàn chính xác cùng Hắc Ám Thượng Đế giao thủ. Có chút chật vật để mọi người chê cười. Thiên Sách Thần Soái ngượng ngùng nói. Phụ thân, vậy ngài là đánh bại đương kim thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế rồi. Thiên Sách Thiếu Soái tự cho là thông minh cố ý hỏi. Hắn ý tứ rất đơn giản, muốn Thiên Sách Thần Soái chính miệng nói ra đánh bại Hắc Ám Thượng Đế sự thật. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết phụ thân của mình đánh bại gần đây vô địch Hắc Ám Thượng Đế. Muốn trước kia, đánh bại Hắc Ám Thượng Đế có lẽ không có gì. Nhưng hôm nay Hắc Ám Thượng Đế bị nói khoác đến thần thoại. Đương nhiên Hắc Ám Thượng Đế làm được sự tình một kiện so một kiện rung động, hoàn toàn là thần minh cấp bậc. Bất luận kẻ nào đều hy vọng có người chiến thắng hắn. Hoặc là nói căn bản là không phục. Nhất là Thiên Sách Thiếu Soái Chi Lưu, càng hy vọng Thiên Sách phủ người có thể chiến thắng hắn. Hiện tại hắn phụ thân làm được. Làm nhi tử là kiêu ngạo. Hiện tại chỉ muốn nghe phụ thân lớn tiếng nói ra. Thiên Sách Thiếu Soái vô cùng chờ mong. Những người khác cũng là như thế. Đây là toàn bộ Thiên Sách phủ kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng Thiên Sách Thần Soái nhìn xem nhi tử gương mặt này, thật hận không thể xé nát. Mạnh mẽ rút mấy bàn tay, lại đem miệng khâu lên. Mình sợ nhất cái gì, không muốn nhất cái gì, hắn liền hết lần này tới lần khác nói cái gì. Nhưng cái này trong lúc mấu chốt, tất cả mọi người mong đợi muốn nghe chính mình nói ra tới. Nếu như mình nói ra thất bại, kia tất cả mọi người sẽ thất lạc. Thậm chí Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc sẽ chịu đủ đả kích, thậm chí sẽ trở thành sỉ nhục. Bị toàn thế giới chọc cười. Hắn tuyệt đối không thể nói ra tình huống chân thật. Đúng, ta đánh bại Hắc Ám Thượng Đế. Thiên Sách Thần Soái tại mọi người bức bách dưới, nói ra trái lương tâm đáp án tới. Nhưng cái này trong lúc mấu chốt, hắn không nghĩ để đám người thất vọng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ha ha ha, cái gì thần bảng đệ nhất, cái gì áp đảo thần trên bảng. Phụ thân ta mới là áp đảo thần trên bảng. Như thế gian không vô địch chi nhân. Cha ta liền sáng tạo kia vô địch chi pháp. Thiên Sách Thiếu Soái so bất luận kẻ nào đều kích động. Những người khác cũng đều phi thường kích động. Đây là Thiên Sách phủ vài chục năm nay nhất sôi trào bắn nổ một ngày. Thần Soái trở về không nói, còn trực tiếp đánh bại Hắc Ám Thượng Đế. Ta cần một người yên lặng một chút, ta còn có chuyện khác. Thiên Sách Thần Soái cuống quýt kiếm cớ rời đi. Tự mình một người trốn đi. Nếu như đợi tiếp nữa. Quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Không đúng sao, Hắc Ám Thượng Đế. Yên tĩnh, Thiên Sách Thần Soái ý thức được không thích hợp. Hắn một mực bị thất bại làm choáng váng đầu óc. Không có suy nghĩ qua một vài vấn đề. Hiện tại yên tĩnh xuống tới, hắn liền dễ dàng phát hiện vấn đề. Hắc Ám Thượng Đế thân phận, người khác không rõ ràng. Hắn có thể không rõ ràng sao? Hắc Ám Thượng Đế đã từng là sư muội của hắn, một mực ái mộ hắn. Chẳng qua về sau Hắc Ám Thượng Đế cưới Thiên Sách Thiếu Soái mẫu thân, nhưng rất nhanh ngoài ý muốn chết đi. Hắc Ám Thượng Đế nhân cơ hội này cùng Thiên Sách Thần Soái cùng một chỗ, đồng thời có một tử. Nhưng cuối cùng, Thiên Sách Thần Soái mới biết được Thiên Sách Thiếu Soái mẫu thân nhưng thật ra là Hắc Ám Thượng Đế giết chết. Trong cơn tức giận, hắn đem Hắc Ám Thượng Đế đánh thành trọng thương. Xem ở hài tử phân thượng, mới không giết nàng. Chẳng qua đưa nàng khu trục ra đại hạ. Trung thân không để cho nàng phải bước vào đại hạ một bước. Nếu không giết không tha. Bởi vì cừu hận, Hắc Ám Thượng Đế mới có thể tại hải ngoại không ngừng nghỉ mở rộng thế lực, đề cao mình. Vì chính là có một ngày, có thể quang minh chính đại bước vào đại hạ, trực tiếp cùng Thiên Sách phủ ngang vai ngang vế, cùng Thiên Sách Thần Soái trực tiếp đối thoại. Vì thế nàng kìm nén một hơi. Lý Tử Nhiễm đây đều là con cờ của nàng. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Quân Lâm xuất hiện, đưa nàng giết. Thiên Sách Thần Soái tự nhiên biết nữ nhân này có bao nhiêu hận mình. Loại kia hận là không cách nào tưởng tượng. Nếu như nàng đánh bại mình, khẳng định phải nói một câu nói, người cũng không gì hơn cái này. Nhưng hắn vừa mới gặp phải Hắc Ám Thượng Đế, từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Trực tiếp bắt đầu đánh. Dù là đánh bại mình, xoay người rời đi. Một câu đều không nói. Nữ nhân này hận mình mấy chục năm. Đánh bại mình về sau. Làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu. Cái này không bình thường. Không có chút nào bình thường. Nếu như nàng đánh bại mình, không biết nàng sẽ kích động thành cái gì quỷ bộ dáng. Sao có thể bình tĩnh thành dạng này? Không đúng. Nơi nào xảy ra vấn đề?
Chẳng lẽ nói vậy căn bản không phải thật Hắc Ám Thượng Đế? Chỉ là mang mặt nạ thôi. Bỗng nhiên, Thiên Sách Thần Soái ý thức được vấn đề này. Còn nữa nói, hắn đối chân chính Hắc Ám Thượng Đế, sư muội của hắn, quá quen thuộc. Chỉ cần nàng ôm lấy báo thù tâm lý, thực lực của nàng sẽ đề cao, nhưng cuối cùng có hạn chế, không cách nào đạt tới vô địch cảnh giới. Nói cách khác, từ đầu đến cuối sẽ bị hắn ép một đầu. Đúng. Chân chính Hắc Ám Thượng Đế là không cách nào thắng mình. Tuyệt đối. Đây là khẳng định. Mà lại gần đây Hắc Ám Thượng Đế rõ ràng sinh động, thủ hạ Thánh Kinh tổ chức động tác rất nhiều. Cái này cùng trước đó Hắc Ám Thượng Đế rõ ràng không phù hợp. Thực lực cũng không phù hợp. Trước đó các phương cơ cấu cho ra chiến lực phân tích, Hắc Ám Thượng Đế cùng thần bảng thứ hai thứ ba không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay lắc mình biến hóa, hoàn toàn là nghiền ép. Không đúng. Thay người. Hắc Ám Thượng Đế thay người. Vừa mới mình gặp phải Hắc Ám Thượng Đế là giả. Không phải sư muội của mình. Chân chính chiếm cứ thần bảng thứ nhất là giả Hắc Ám Thượng Đế. Về phần sư muội của mình đi đâu rồi? Khả năng chết rồi. Khẳng định xảy ra chuyện. Trước đó, Thiên Sách Thần Soái du lịch thời điểm, đi qua Thánh Kinh tổ chức tổng bộ. Cũng chính là giam giữ lấy Diệp Quân Lâm Hắc Ám Lao Lung. Hắn nhìn thấy qua. Hắn khẳng định bên trong giam giữ người. Còn nếm thử mở ra. Nhưng hắn cũng biết Hắc Ám Lao Lung ý vị như thế nào. Kia là xuất từ đại hạ đồ vật. Khi đó, là hắn biết sư muội có động tác. Về sau hắn lại trở về Thánh Kinh tổ chức tổng bộ. Lúc kia Diệp Quân Lâm đã rời đi, Hắc Ám Lao Lung bị đánh vỡ, nơi nào cũng triệt để biến. Hắn mới biết được sư muội bên kia tuyệt đối ra đại sự. Hiện tại kết hợp đến xem. Bây giờ giả Hắc Ám Thượng Đế đại khái xuất chính là đánh vỡ Hắc Ám Lao Lung ra tới người. Sư muội của mình hơn phân nửa đã chết rồi. Cái này vô địch tồn tại đeo lên mặt nạ, làm bộ thành Hắc Ám Thượng Đế. Vừa mới cùng mình đối chiến người chính là hắn. Trách không được một quyền có thể dây mất mình. Hơn nữa nhìn hắn liền dùng một chút xíu lực. Kia là có thể mở ra Hắc Ám Lao Lung tồn tại a. T. Thiên Sách Thần Soái hít sâu một hơi, đã xuất thân mồ hôi lạnh. Đáng sợ. Khủng bố. Hắc Ám Thượng Đế trách không được có thể đáng sợ như thế. Hóa ra là vị này. Hắn đến cùng là ai? Thiên Sách Thần Soái giật mình tỉnh lại. Cũng là dự cảm đến chênh lệch. Đối phương liền Hắc Ám Lao Lung đều có thể ở bên trong đánh vỡ. Một cái hắn. 100 cái hắn đều không đủ nhét kẽ răng. Thế nhưng là nói trở lại, loại tồn tại này là như thế nào bị sư muội nhốt tại Hắc Ám Lao Lung bên trong? Nếu như nhốt vào trước đó có thực lực thế này, 1000 cái sư muội đều không được a. Trừ phi chỉ có một khả năng. Bị giam tiến Hắc Ám Lao Lung bên trong người, thực lực là ở bên trong đạt được đề cao. Đang bị giam đi vào trước đó, hắn thực lực là không bằng sư muội. Trời ạ! Đến cùng là dạng gì thiên tài, có thể chưa từng như sư muội thực lực, đến đánh vỡ Hắc Ám Lao Lung thực lực. Không cách nào tưởng tượng. Cho hắn 1000 năm. Đoán chừng cũng không thể từ bên trong mở ra. Là ai? Sư muội quan chính là ai? Phải tra một chút liền biết. Không hổ là Thiên Sách Thần Soái. Thực lực mưu lược đều online tồn tại. Rất nhanh vậy mà phân tích đến một bước này. Chấm. Bên ngoài. Phụ thân thật kỳ quái a. Hắn đến cùng làm sao rồi? Hắn trở về chính là vô địch a. Hắn đánh bại Hắc Ám Thượng Đế chính là vô địch a. Chúng ta nói hắn vô địch. Hắn giống như không vui vẻ, còn rất thống khổ dáng vẻ. Thiên Sách thiếu soái cùng muội muội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khả năng đây chính là cường giả vô địch tịch mịch đi. Hắn vô địch, các ngươi cảm thấy hưng phấn, nhưng có ai có thể lý giải nỗi thống khổ của hắn đâu. Không có đối thủ tịch mịch. Mấy đại thần tướng nói. Ha ha, cũng thế. Vậy ta liền đem tin tức tuyên bố ra ngoài đi. Chấm. Bây giờ thời đại khác biệt. Trước kia Thiên Sách phủ chi lưu, toàn bộ đều phải ẩn thế, tận khả năng ẩn nấp. Nhưng bây giờ thế nhân đều biết. Rất nhanh, Thiên Sách phủ đem tin tức phát ra, Thiên Sách thần soái bế quan trở về, trực tiếp đánh bại thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế, đã là vô địch thiên hạ. Tin tức vừa phát ra đến, toàn thế giới đều chấn kinh. Thiên Sách thần soái đánh bại Hắc Ám Thượng Đế. Trong lúc nhất thời tin tức truyền hùng hùng hổ hổ. Thật đáng sợ đi. Dạng này Hắc Ám Thượng Đế đều bị đánh bại, Thiên Sách thần soái được nhiều mạnh. Đại hạ quả nhiên tàng long ngọa hổ.
Thật sự là cấm địa. Về sau gặp được đại hạ phải đi trốn. Chấm. Thế nhân bị chấn nhiếp, hưng phấn nhất không ai qua được Thiên Sách thiếu soái. Đây là phụ thân của hắn a. Chẳng qua kinh hãi nhất không phải người khác, là Diệp Quân Lâm. Thiên Sách thần soái trở về sự tình, hắn so bất luận kẻ nào đều sớm biết. Thế nhưng là vì sao truyền tới tin tức, vì sao là hắn bị đánh bại rồi? Không biết xấu hổ như vậy. Thiên Sách thần soái chính mình cũng nhận thua. Quay đầu liền nói thắng mình. Còn toàn thế giới tuyên truyền. Thiên Sách thần soái trở về, đã là vô địch thiên hạ. Diệp Quân Lâm. Ngay cả mình cũng không dám xưng một tiếng vô địch, Thiên Sách thần soái cái này bại tướng dưới tay, cái này nhỏ cặn bã liền dám nói vô địch thiên hạ rồi. Không nói những cái khác. Tiện nghi của mình sư phụ thực lực gì, Diệp Quân Lâm cũng không biết. Nhưng tuyệt đối trên mình. Mình không thể nào là vô địch. Cái này cặn bã càng không khả năng là. Hắn chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Một bên khác, Thiên Sách thần soái tỉnh táo hoàn tất về sau, lập tức ra tới. Khi biết Thiên Sách phủ đem mình trở về vô địch tin tức truyền khắp toàn thế giới thời điểm. Hắn phù phù một tiếng trực tiếp mới ngã xuống đất. Đem đám người mạnh mẽ giật nảy mình. Lúc đầu hắn nghĩ đến nói láo, tạm thời ổn định người một nhà. Thật không nghĩ đến người một nhà giết mình a. Trở tay liền đem tin tức toàn bộ thả ra. Lần này toàn thế giới biết, Hắc Ám Thượng Đế cũng biết. Không biết hắn sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Thiên Sách thần soái kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Cảm giác cách tử vong rất gần. Nhìn xem Thiên Sách thiếu soái những người này, hắn lòng giết người đều có. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Thiên Sách thiếu soái bọn người không thể tưởng tượng nổi. Tranh thủ thời gian tra cho ta một chút, Hắc Ám Thượng Đế mấy năm gần đây quan qua ai? Thiên Sách thần soái hỏi. A, là Diệp Quân Lâm. Thiên Sách thiếu soái nghi ngờ trả lời. Những người khác cũng đều trả lời, đúng, là quan Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm bị giam 3 năm, ra tới về sau hoàn toàn theo không kịp thời đại. Hắn một mực xếp tại chuẩn thần bảng mấy ngàn tên. Hiện tại hắn bắt đầu luyện thời đại mới công pháp về sau, tiến bộ cấp tốc, đã tiến vào thần bảng. Mặc dù là cuối cùng, Thiên Sách thần soái kích động nói, là hắn chính miệng thừa nhận sao? Đúng, không sai, hắn nói qua là Hắc Ám Thượng Đế đóng hắn 3 năm. Bởi vì vợ hắn Lý Tử Nhiễm là Hắc Ám Thượng Đế đồ đệ. Ta còn nghe nói Diệp Quân Lâm khuyên thê tử cùng Hắc Ám Thượng Đế đoạn tuyệt quan hệ, một mực đang nói Hắc Ám Thượng Đế đang lợi dụng nàng. Còn đóng hắn trọn vẹn 3 năm. Chấm. Mọi người lao nhao nói. Nhưng nghe đến nơi này, Thiên Sách thần soái đối với sự tình đã thực truy. Diệp Quân Lâm ngay tại lúc này Hắc Ám Thượng Đế, cái kia đem Hắc Ám lao lung đánh vỡ người. Vũ lực giá trị ở vào đỉnh phong tồn tại. Còn có vị nào vừa ra trận, liền đem thiên kiếm hai ngón tay vỉnh đoạn người cũng là hắn. Vì cứu thê tử, hắn mới ra tay. Kỳ thật, ba cái thân phận là cùng một người. Rất nhanh, Thiên Sách thần soái liền trải vuốt tốt hết thảy. Hiện tại Diệp Quân Lâm mang theo khối này mặt nạ, mang ý nghĩa thật Hắc Ám Thượng Đế đã chết rồi. Cứ việc Hắc Ám Thượng Đế bị giết, chẳng qua Thiên Sách thần soái nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có một tia giải thoát. Sư muội hắn không có cách nào giết, hiện tại có người thay hắn giết cũng không tệ. Thê tử thù xem như báo. Nghi hoặc. Toàn trường người đều 10 phần nghi hoặc. Thiên Sách thần soái hỏi cái này để làm gì? Phụ thân ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiên Sách thiếu soái nghi ngờ hỏi. Với ngươi không quan hệ. Thiên Sách thần soái lại hỏi, đúng, Diệp Quân Lâm. Chẳng lẽ trước kia Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, cũng là kia tiểu thiên tài phụ thân? Đúng, là hắn. Đám người gật đầu. Trách không được, con của hắn, có này thiên phú bình thường. Thiên Sách thần soái cảm thán một tiếng. Tất cả mọi người cảm giác rất là kỳ quái. Phụ thân, người đối Diệp Quân Lâm hiếu kỳ như vậy làm gì? Một tên phế nhân thôi. Hắn thiên phú cao, ta có thể một đầu ngón tay treo lên đánh hắn. Thiên Sách thiếu soái đối Diệp Quân Lâm là chẳng thèm ngó tới. Dù sao dựa theo thần bảng xếp hạng, hắn một cái trước 10, Diệp Quân Lâm một cái cuối cùng. Giữa hai bên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Liền ngươi. Ngươi có thể cùng hắn so. Thiên Sách thần soái đều muốn hộc máu. Diệp Quân Lâm vừa mới đánh bại mình. Hắn mới là vô địch thiên hạ. Ngươi một cái cặn bã bên trong cặn bã, cùng người ta so. A, Thiên Sách thiếu soái sửng sốt. Những người khác cũng đều sửng sốt.
thần soái dường như rất xem trọng Diệp Quân Lâm, không tiếc được đến rèm pha con của mình. Cha, Diệp Quân Lâm một cái thần bảng cuối cùng người, cùng ta làm sao so? Hắn chính là như kiến cỏ, con của ngươi những năm này tiến bộ vẫn là rất lớn. Thiên Sách thiếu soái dựa vào lý lẽ biện luận. Không nghĩ tại trước mặt phụ thân thừa nhận mình so phế vật còn muốn kém. Thiên Sách thần soái lấy ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Ý tứ chính là ngươi không được. Cũng là, Diệp Quân Lâm cùng ta không cách nào so sánh được, nhưng con của hắn, cái kia thiên phú hoàn toàn chính xác khủng bố đến cực hạn. Hiện tại nghe nói vứt bỏ mấy vị lão tổ tông giáo hết thảy, mình xông ra một con đường đến. Lại còn thành công, đứa bé kia thực lực trước mắt hẳn là không dưới ta. Thiên Sách thiếu soái đây là duy nhất đố kỵ một đứa bé thời điểm. Chẳng qua không có cách nào. Thiên phú chênh lệch quá lớn. Nàng có thể tự sáng chế thuộc về mình đường tới. Hắn không được. Mặc cảm. Đứa bé kia thiên phú vạn cổ không một. Trước mắt tìm không ra có thể so sánh. Thiên Sách thần soái gật gật đầu. Hắn càng hiểu. Đứa nhỏ này là Thiên Sách phủ, là đại hạ tương lai. Chẳng qua trước mắt đàm không được xa như vậy. Giống như mạnh như vậy thiên phú, tại ba ba của nàng trước mặt không có gì dùng. Diệp Quân Lâm một loại ở nơi đó. Thiên Sách thần soái tiếp tục hỏi. A, phụ thân, ngài hỏi cái này làm gì? Ta đi xin lỗi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thiên Sách thần soái lời này mới ra. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Như bị sét đánh. Xin lỗi. Thiên Sách thần soái cho Diệp Quân Lâm xin lỗi. Đây là làm sao rồi? Tại mọi người xem ra hoàn toàn khó mà tin nổi sự tình a. Dựa vào cái gì cho Diệp Quân Lâm xin lỗi? Ta biết, phụ thân nhất định là bởi vì Hắc Ám Thượng Đế nguyên nhân. Mới cho Diệp Quân Lâm nói xin lỗi. Nếu không phải Hắc Ám Thượng Đế, Diệp Quân Lâm sẽ không đóng, vợ hắn cũng sẽ không bị lợi dụng thu làm đồ đệ. Phụ thân ngượng ngùng ta đã biết Hắc Ám Thượng Đế cùng ngài quan hệ. Nàng là sư muội của ngươi. Các ngươi có quan hệ một đoạn. Chấm. Thiên Sách thiếu soái nói. Hắn thấy, phụ thân nhất định là vì Hắc Ám Thượng Đế sự tình mà đi nói xin lỗi. Thiên Sách thần soái nhìn xem nhi tử, hắn thật muốn chọc giận chết rồi. Liền ngươi biết nhiều lắm. Miệng nhỏ một mực bá 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 nói không dừng lại. Các ngươi đừng quản, nói cho ta Diệp Quân Lâm ở nơi đó. Thiên Sách thần soái thật có chút không kiên nhẫn. Đám người kia từng cái cùng có bệnh giống như. Phụ thân, Diệp Quân Lâm một mực đang giang bắc, muốn ta mang ngài đi sao? Thiên Sách thiếu soái chủ động xin đi. Thiên Sách thần soái quét mắt nhìn hắn một cái, không cần. Ta một người đi là được. Chẳng qua lúc này, Thiên Sách thần soái chợt thấy mình tiểu nữ nhi. Cái này tiểu nữ nhi là hắn tại du lịch lúc tu luyện, nhặt được một đứa cô nhi, nhìn thiên phú không sai. Cố ý thu làm con gái nuôi. Tại hơn 10 tuổi thời điểm đưa đến Thiên Sách phủ tới. Bây giờ cũng 20. Thiên Sách thần soái xuất từ Hiên Viên nhất tộc. Tiểu nữ nhi đặt tên là Hiên Viên Thanh Nhã. Đi, Thanh Nhã theo vi phụ cùng đi. Thiên Sách thần soái không biết là gì ý nghĩ, vậy mà mang theo tiểu nữ nhi cùng đi. Hiên Viên Thanh Nhã mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo phụ thân tiến về. Phụ thân lần này trở về sau, làm sao cùng biến thành người khác đồng dạng. Ta có chút xem không hiểu hắn. Thiên Sách thiếu soái tự lẩm bẩm. Đúng a, rõ ràng đã là vô địch thiên hạ, rõ ràng đánh bại thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế. Nhưng cho người ta một loại làm sao cẩn thận từng ly từng tí, mọi chuyện e ngại cảm giác. Mọi người cũng đều nghi hoặc nhao nhao. Xem không hiểu. Thực sự xem không hiểu. Rõ ràng thắng, làm sao cùng thua đồng dạng. Sau đó không lâu, Thiên Sách thần soái hai người tới Giang Bắc. Tìm được Diệp Quân Lâm một nhà nơi ở. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Lý Tử Nhiễm vừa vặn đụng phải bọn hắn. Không chỉ có hỏi thăm. Diệp phu nhân ngài tốt, chúng ta đến từ Thiên Sách phủ, tìm một cái Diệp Quân Lâm tiên sinh. Thiên Sách thần soái cười nói. Hiên Viên Thanh Nhã một mặt mộng. Đường đường Thiên Sách phủ thần soái, đánh bại thần bảng thứ nhất, vô địch thiên hạ tồn tại. Vậy mà đối Lý Tử Nhiễm như vậy hèn mọn. Truyền đi, Thiên Sách phủ đều muốn bị chê cười chết. Hiên Viên Thanh Nhã lập tức nói. Phụ thân ngài làm gì như thế đâu? Nàng thân phận gì, ngài thân phận gì a? Đừng nói lung tung. Thiên Sách thần soái chừng nữ nhi liếc mắt. Tốt, mời đến. Lý Tử Nhiễm cũng không nói gì. Để hai người tiến vào.
đi vào Diệp Quân Lâm bên ngoài biệt thự, Thiên Sách Thần Soái để nữ nhi chờ ở bên ngoài. Thiên Sách Thần Soái thấp thỏm tiến vào biệt thự. Diệp Quân Lâm thật sớm liền phát hiện Thiên Sách Thần Soái. Ngay tại nghi hoặc hắn vì sao tìm đến mình. Không có lý do a. Mình lại không có bộ mặt thật gặp người. Ngươi là người phương nào? Tới tìm ta làm gì? Diệp Quân Lâm cố ý hỏi dò. Tiên sinh cũng không cần ngụy trang. Ta đã biết thân phận của ngài. Ngài chính là bây giờ Hắc Ám Thượng Đế. Đánh vỡ Hắc Ám Lao Lung chính là ngươi. Trước đó không lâu ta gặp phải người cũng là ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, tiên sinh hẳn là giết thật Hắc Ám Thượng Đế đi. Thiên Sách Thần Soái nói. Ừm. Cái này khiến Diệp Quân Lâm sững sờ. Thiên Sách Thần Soái nhìn thật sự có tài a, vậy mà biết thân phận chân thật của mình. Cái này là cái thứ nhất biết hết thảy. Bội phục. Có chút đồ vật. Đoán chừng là hắn nhận biết chân chính Hắc Ám Thượng Đế, từ đó suy tính ra. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Diệp Quân Lâm cười hỏi. Đây là trừ Hỏa Vân Tà Thần bên ngoài, cái thứ nhất chân chính biết mình thực lực chân thật người. Minh Tà Thần bọn hắn mặc dù biết mình mạnh, nhưng mạnh cỡ nào không biết. Nhưng Thiên Sách Thần Soái rõ ràng là hoàn toàn biết đến. Diệp tiên sinh, ta tới tìm ngươi xin lỗi, Thiên Sách Phủ truyền tới tin tức, cũng không phải là ta bản ý. Chẳng qua ta cũng là vì bản thân tư dục, tuyệt không đem thua với chuyện của ngươi nói ra. Mới đưa đến ta kia nghịch tử cho rằng ta đánh bại ngài, đã vô địch thiên hạ. Thiên Sách Thần Soái thật sâu cúi đầu. Diệp Quân Lâm cười, ta làm là chuyện gì đâu. Không sao cả, đối với những cái này hư danh ta không quan tâm. Còn nữa nói, ai dám xưng vô địch, thế giới này ngọa hổ tàng long vẫn là rất nhiều. Không ai dám nói là tuyệt đối vô địch. Chấm. Giờ phút này. Phía ngoài Lý Tử Nhiễm đám người đã biết Thiên Sách Thần Soái thân phận. Cái này khiến bọn hắn cực độ chấn kinh. Đây chính là đánh bại Hắc Ám Thượng Đế cường giả vô địch a. Chân chính áp đảo thần trên bảng tồn tại. Thiên Sách Phủ chi chủ a. Trách không được nữ nhi của hắn sẽ kiêu ngạo như thế, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngay từ đầu có không ít người nghĩ giáo huấn một chút, nhưng biết thân phận về sau, đám người dọa đến kém chút quỳ xuống đất. Hiên Viên Thanh Nhã cũng bị đám người cúng bái. Mọi người ủng hộ rầm rộ. Càng ngày càng nhiều để người biết Thiên Sách Thần Soái đến Giang Bắc, Diệp Quân Lâm trong nhà. Nhất là Lý Triệu hai nhà nhất là tích cực. Toàn bộ chạy đến. Không nói cùng Thiên Sách Thần Soái nhờ vả chút quan hệ, kết bạn cũng tốt. Về sau truyền đi cũng dễ nghe a. Vô địch thiên hạ Thiên Sách Thần Soái tới qua trong nhà của chúng ta. Các ngươi làm sao tới rồi? Các ngươi không phải cũng đến rồi. Chúng ta là đến xem vô địch thiên hạ cường giả. Chúng ta cũng là, đây chính là thiên hạ đệ nhất a. Liền Hắc Ám Thượng Đế đều đánh bại. Chấm. Tất cả mọi người điên cuồng hơn. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Hiên Viên Thanh Nhã cười. Xuất phát từ nội tâm vì phụ thân kiêu ngạo. Ta là thiên hạ đệ nhất nữ nhi. Sau đó không lâu, Tiêu Phong bọn hắn cũng tới. Kiếm Tà Thần mấy người cũng tới. Thậm chí liền Thanh Long Kỳ Lân bọn người đến. Vô địch thiên hạ người ai không muốn nhìn một chút. Nháy mắt biệt thự liền xúm lại mấy trăm hơn ngàn người. Trong biệt thự. Thiên Sách Thần Soái đem mình cùng Hắc Ám Thượng Đế yêu hận tình cửu nói một lần. Để Diệp Quân Lâm hiểu rõ từ đầu đến cuối. Ngươi không cần khẩn trương, ta không trách ngươi. Ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Thiên Sách Thần Soái trở nên kích động, đa tạ tiên sinh. Quả nhiên cao nhân đều là đạm mạc danh lợi. Ta nhìn tiên sinh gần đây có rất nhiều động tác. Tiên sinh là đang tra cái gì? Chẳng lẽ cùng chư thần phòng thí nghiệm có quan hệ? Tiên sinh cần ta hỗ trợ sao? Thiên Sách Thần Soái không hổ là người thông minh. Từ Diệp Quân Lâm gần đây trong động tác, liền có thể phân tích một vài vấn đề. Đây là những người khác nhìn đoán không ra. Không thể không nói hắn có thể trở thành Thiên Sách Phủ chủ tử, trừ thực lực bên ngoài, chính là mưu lược cùng lĩnh lực. Diệp Quân Lâm cười cười. Cùng người thông minh liên hệ quả nhiên thoải mái. Đúng, ta đang tra chư thần phòng thí nghiệm cùng thời đại mới biến hóa. Diệp Quân Lâm đem mình việc cần phải làm đại khái cùng Thiên Sách Thần Soái nói một chút. Quả nhiên, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta ngược lại là có rất nhiều dấu vết để lại. Thiên Sách Thần Soái cùng Diệp Quân Lâm bắt đầu giao lưu. Những năm gần đây, hắn cũng đặc biệt chú ý tới chư thần phòng thí nghiệm. Có rất nhiều dấu vết để lại bị hắn phát hiện. Những cái này đối Diệp Quân Lâm trước mắt kế hoạch vẫn rất có dùng.
Diệp Quân Lâm trọn vẹn cùng Thiên Sách Thần Soái giao lưu nửa giờ. Chỉ cần tiên sinh một câu, ta lập tức đến giúp đỡ. Thiên Sách Thần Soái nói. Thật đúng là cần ngươi hỗ trợ, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi một chút nhiệm vụ, cần ngươi bí mật đi hoàn thành. Lấy thân phận của ngươi không xong khó, chẳng qua muốn bí mật tiến hành. Diệp Quân Lâm cười nói. Thu hoạch dạng này một vị tướng tài đắc lực, thật sự là trời trợ giúp Diệp Quân Lâm. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Sách Phủ chi chủ cũng phải cấp Diệp Quân Lâm làm việc. Hết thảy vì đại hạ, ta muôn lần chết không chối từ. Thiên Sách Thần Soái tự nhiên đáp ứng. Diệp Quân Lâm làm đây hết thảy, đều là vì đại hạ, vì thế giới này. Hắn không có lý do không giúp đỡ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu là Diệp Quân Lâm rất mạnh rất mạnh. Đôi bên đạt thành hợp tác. Đây đối với Diệp Quân Lâm kế hoạch tiếp theo có trọng đại trợ giúp. Ví dụ như vạn nhất xảy ra chuyện, Diệp Quân Lâm cần vận dụng Thiên Sách Phủ lực lượng, dựa theo trước kia là không có cách nào. Thiên Sách thiếu soái loại kia cưỡng hàng, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hiện tại hắn lão tử tại, dễ làm nhiều. Diệp Quân Lâm muốn làm gì, chuyện một câu nói. Diệp tiên sinh ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Cuối cùng, Thiên Sách Thần Soái lộ ra khó xử thần sắc. À, ngươi nói. Diệp Quân Lâm muốn biết là thỉnh cầu gì. Khó nói như vậy lối ra sao? Ta hy vọng tiên sinh, không, nhất tự Tịnh Kiên Vương có thể cưới ta tiểu nữ nhi. Ta tiểu nữ nhi là những năm này lịch lúc luyện nhặt được cô nhi, trước mắt xuân xanh 20, tư sắc thượng giai. Thiên phú cực cao, trước mắt hẳn là thần bảng trước 10 thực lực. Là Thiên Sách Phủ tiểu công chúa, thân phận bên trên cùng trên thực lực khả năng chiếu nhất tự Tịnh Kiên Vương kém rất nhiều. Nhưng cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Chấm. Đây mới là Thiên Sách Thần Soái mang tiểu nữ nhi đến nguyên nhân. Diệp Quân Lâm lúc trước hắn khẳng định đã là ai. Nếu như tiểu nữ nhi cùng hắn thành hôn, chỗ tốt vô hạn. Thứ nhất, Diệp Quân Lâm triệt để liền cùng Thiên Sách Phủ buộc đến cùng một chỗ, chính là người một nhà. Thứ hai. Lấy Diệp Quân Lâm cùng tiểu nữ nhi thiên phú, sinh ra hài tử nói không chừng so quân quân thiên phú cao hơn, đây là Thiên Sách Phủ tương lai, là đại hạ tương lai. Chấm. Trên cơ bản, nếu như Diệp Quân Lâm cùng tiểu nữ nhi cùng nhau lời nói. Thiên Sách Phủ cùng đại hạ hiện tại cùng tương lai đều đặt nền móng tốt. Bảo hộ đại hạ mấy trăm năm tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên cũng có Thiên Sách Thần Soái tư tâm. Hy vọng tiểu nữ nhi gả tốt một chút. Muốn gả liền gả cái tốt nhất. Làm Thiên Sách Thần Soái điều thỉnh cầu này sau khi ra ngoài. Diệp Quân Lâm đều mộng. Đem nữ nhi gả cho mình. Có phải là điên rồi? Hắn nhìn xem Thiên Sách Thần Soái nói, uy, lão ca có lầm hay không a? Ta có ra thế, hai tử của ta đều lớn như vậy. Các ngươi Thiên Sách Phủ tương lai, hiện tại đem ngươi nữ nhi gả cho ta, không phải khôi hài sao? Cái này có cái gì? Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi cái này quan niệm so ta còn bảo thủ đâu. Người bình thường hoàn toàn chính xác cả đời một người đầy đủ. Nhưng như ngươi loại này tồn tại, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Cưới nhiều mấy cái không quan trọng. Nói đến tục một điểm, nhiều sinh mấy một thiên tài ra tới. Thiên Sách Thần Soái cười nói. Diệp Quân Lâm, có sao nói vậy? Trừ Lý Tử Nhiễm bên ngoài, hắn không nghĩ tới những nữ nhân khác. Nhất là có Quân Quân về sau. Hiện tại để hắn tử cưới một cái, càng là không thể nào tiếp thu được. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngày trước không nên gấp gáp cự tuyệt, nữ nhi của ta ngay tại bên ngoài, người ra tới nhìn xem. Thiên Sách Thần Soái căn bản không cho Diệp Quân Lâm cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem hắn kéo đến bên ngoài ra tới. Phía ngoài tràng cảnh, đem hai người cũng giật nảy mình. Làm sao nhiều như vậy người? Lít nha lít nhít, xuống lại đến khắp nơi đều là... Nhìn thấy Thiên Sách Thần Soái ra tới, mọi người nhao nhao xúm lại đi lên. Tích cực cùng Thiên Sách Thần Soái chào hỏi. Mọi người thấy hắn cùng Diệp Quân Lâm sóng vai ra tới. Đối Diệp Quân Lâm chỉ có ước ao ghen tị. Thiên Sách Thần Soái tìm hắn trò chuyện thời gian dài như vậy. Khẳng định là bởi vì Quân Quân mặt mũi. Quân Quân thế nhưng là Thiên Sách Phủ tương lai, lịch luyện đều có mấy vị tổ tông đi theo. Thần Soái thân là Thiên Sách Phủ chi chủ, trở về sau tự nhiên coi trọng. Đến xem Diệp Quân Lâm cũng bình thường. Lý Tùng Khuê bọn người chua chua nói. Ai, hắn chính là sinh nữ nhi tốt, chúng ta làm sao không có vận khí này đâu. Sinh hài tử một cái so một cái đần. Tất cả mọi người là rất là bất đắc dĩ. Thiên Sách Thần Soái lôi kéo Diệp Quân Lâm, đi vào Hiên Viên Thanh Nhã trước mặt,
đây chính là tiểu nữ. Thanh Nhã, ta quyết định đem ngươi gả cho một Diệp tiên sinh. Nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt, kích động nói, Diệp tiên sinh đã đồng ý. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức an bài cho các ngươi hôn sự. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thần soái lời này vừa ra tới, toàn trường đều an tĩnh. Đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Chết lặng. Tất cả mọi người chết lặng. Khó mà tin nổi nhìn xem thiên sách thần soái mấy người. Trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Đều không có người nói chuyện. Cái gì, đem thần soái chi nữ gả cho Diệp Quân Lâm. Quyết định này quá mức oanh động. Tựa như một quả bom rơi xuống, đem nơi này oanh kích phải vỡ vụn. Mỗi người đều kinh ngạc. Không thể tin. Tất cả mọi người sửng sốt. Nhất là Lý Tử Nhiễm, mặt mũi tràn đầy không tin. Khiếp sợ nhìn xem Diệp Quân Lâm. Hắn vậy mà đáp ứng muốn cưới những nữ nhân khác rồi. Trách không được cùng thiên sách thần soái thương lượng thời gian dài như vậy. Ầm ầm. Sự đả kích này đối Lý Tử Nhiễm có chút lớn. Trong lúc nhất thời, nàng lửa công tâm, tim ngòn ngọt. Nếu không phải nàng cố nén, đoán chừng sẽ ngay tại chỗ hộc máu. Ha ha. Cùng Hiên Viên Thanh Nhã so ra, mình quả thật kém. Không nhân ra bối cảnh cao, không nhân ra thực lực mạnh, còn không người nhà trẻ tuổi. Diệp Quân Lâm nếu là cưới Hiên Viên Thanh Nhã, đoán chừng lập tức lên như diều gặp gió. Người ta một cái là thiên sách phủ tiểu công chúa, một cái là nhất tự tịnh kiên vương, nhiều xứng a. Hắn hiện tại lại thích ứng cái này thời đại mới. Tương lai, nhất định là thần bảng trước 10 tồn tại. Không quan tâm ta bình thường. Lý Tử Nhiễm bước chân thất tha thất thểu, nếu không phải Văn Lôi cùng Chu Nam yên vịn. Sợ là muốn tại chỗ mới ngã xuống đất. Anh ta làm sao dạng này? Đáp ứng cái gì a? Chu Nam Yên nóng nảy thẳng dậm chân. Nam nhân a, ha ha. Văn Lôi cũng cười lạnh. Những người khác cũng là cực độ chấn kinh. Thiên sách thần soái làm sao đem tiểu nữ nhi gả cho Diệp Quân Lâm đâu? Cái này sao có thể? Chẳng qua rất nhanh Lý Triệu hai nhà, nghĩ đến một loại khả năng tính, thiên sách thần soái muốn đem tiểu nữ nhi gả cho Diệp Quân Lâm nguyên nhân là muốn để bọn hắn sinh ra một cái hoặc là nhiều cái thiên tài ra tới. Quân Quân chính là ví dụ tốt nhất. Trở thành thiên sách phủ tương lai. Dạng này thiên tài ai không muốn nhiều đến mấy cái. Hiện tại thiên sách thần soái trở về, biết chuyện này về sau, tự nhiên suy nghĩ nhiều bồi dưỡng mấy một thiên tài. Biện pháp tốt nhất chính là Diệp Quân Lâm nhiều sinh mấy cái, cố ý đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Dạng này sinh ra tới hài tử tất cả đều là thiên sách phủ, hắn có thể trực tiếp bồi dưỡng. Đều không cần cái khác như vậy phiền phức. Không thể không nói. Cái này một trong số đó lý do thật làm cho bọn hắn đoán đúng. Chẳng qua theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm chính là bị xem như sinh con công cụ. Thật tình không biết thiên sách thần soái là vì buộc lại Diệp Quân Lâm. Thanh Long, Tiêu Phong, Kiếm Tà Thần bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Cũng là kỳ quái nhìn xem Diệp Quân Lâm. Lão đại, sư phụ, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Chị dâu, sư mẫu, đối ngươi không rời không bỏ. Nàng biến thành sát nhân cuồng ma, cũng là bởi vì báo thù cho ngươi. Ngươi lại vứt bỏ nghèo hèn vợ, muốn cưới người khác. Thất vọng. Đá ưng huynh đệ này cùng các đồ đệ, đối Diệp Quân Lâm triệt để thất vọng. Cái này người làm sao dạng này? Quả thực quá đáng ghét. Tên xúc sinh này a, thật không phải là người. Lý Triệu hai nhà các trưởng bối triệt để giận. Đối Diệp Quân Lâm giận mắng. Diệp Quân Lâm triệt để mộng. Mình lúc nào đáp ứng rồi? Người này có bị bệnh không? Diệp Quân Lâm thật hận không thể hiện tại một quyền đấm chết thiên sách thần soái. Tiền trảm hậu tấu a. Mấu chốt có một chút nói, Diệp Quân Lâm hiện tại giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Đây chính là thiên sách thần soái nói a. Nhất ngôn cửu đỉnh. Loại nhân vật này sẽ nói lời nói dối sao? Không có khả năng. Hắn như là quân vương đồng dạng, thậm chí là ngôn xuất pháp tùy. Làm sao lại nói dối? Muốn nói cũng là Diệp Quân Lâm nói dối. Cho nên hắn giải thích căn bản là vô dụng. Phụ thân ai cùng ta kết hôn? Diệp Quân Lâm, liền hắn cũng xứng. Lúc này vang lên một đạo khinh thường thanh âm. Mặt mũi tràn đầy xem thường, cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm chẳng qua thần bảng thứ 1000 người, mà ta thần bảng trước 10. Hắn lấy cái gì cùng ta so? Tiếp theo, ta tuổi còn trẻ, chưa gả cưới, mà hắn chẳng những kết hôn, hài tử đều lớn như vậy. Ta không có khả năng gả cho một cái người có vợ.
Thứ ba, phụ thân ngươi biết đoàn người xưng hô Diệp Quân Lâm tại sao không? Sinh con công cụ. Vô luận thực lực, tiềm lực, thân phận bối cảnh hoặc là niên kỷ những cái này căn bản không xứng đôi. Diệp Quân Lâm ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không có khả năng. Bởi vì thiên sách thần soái nói qua Diệp Quân Lâm đã đáp ứng. Liền Hiên Viên Thanh Nhã đều coi là Diệp Quân Lâm là mạnh mẽ yêu cầu cưới mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dù sao một câu nói như vậy dễ dàng để người hiểu lầm. Rõ ràng là thiên sách thần soái cầu Diệp Quân Lâm cưới mình nữ nhi. Nhưng cái này lời vừa nói ra, giống như là Diệp Quân Lâm cầu muốn cưới thiên sách phủ tiểu công chúa. Cầu vội vàng đồng dạng. Hoàn toàn không giống ý tứ. Diệp Quân Lâm đều muốn tức điên. Thiên sách thần soái tên chó chết này. Thật muốn ném vào trong thùng rác. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ âm thầm. Xem ta như thế nào đánh ngươi tên chó chết này. Phốc. Nghe được nữ nhi nói như vậy, thiên sách thần soái quả thực muốn hộc máu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nữ nhi ngươi là không biết a. Ngươi mới là con cóc a. Người ta là thiên Nga. Chỉ là Hiên Viên Thanh Nhã một mặt cao ngạo nhìn xem Diệp Quân Lâm. Tại nàng thậm chí ở đây phần lớn người xem ra, Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào đều là không xứng với Hiên Viên Thanh Nhã. Diệp Quân Lâm ưu thế duy nhất chính là sinh con công cụ. Chí ít hắn gen lợi hại, hắn hậu đại đại khái suất là thiên tài. Nhất là cùng Hiên Viên Thanh Nhã loại này gen tốt kết hợp, càng có thể đản sinh ra thiên tài tới. Nhưng một cái nam nhân biến thành sinh con công cụ, đây chính là sỉ nhục. Hiên Viên Thanh Nhã nàng thế nhưng là thiên sách phủ tiểu công chúa, làm sao có thể cùng một cái đã kết hôn có hài tử nam nhân đi kết hôn. Phụ thân, không chỉ là ta không nghĩ tiếp nhận phần này sỉ nhục. Ta nghĩ, thiên sách phủ đều không chịu đựng nổi phần này sỉ nhục đi. Nếu là truyền đi, ta cùng một cái có thê tử có tiểu hài nam nhân kết hôn. Đoán chừng thiên sách phủ sẽ bị chế nhạo a. Hiên Viên Thanh Nhã đầu não rất rõ ràng, lấy thiên sách phủ danh dự tới dọa thiên sách thần soái. Thiên sách thần soái nhìn xem nữ nhi nói, nữ nhi a, người muốn nghe phụ thân. Phụ thân là vì muốn tốt cho ngươi, gả cho Diệp tiên sinh trăm lợi mà không có một hại. Tin tưởng ta, hắn tuyệt đối là người tốt nhất vị hôn phu ứng cử viên. Hiện tại khả năng nhìn không ra, đợi đến tương lai ngươi liền minh bạch. Thiên sách thần soái rất là khó chịu. Nữ nhân còn cùng hắn so thực lực. Quả thực buồn cười. Vị này chính là đưa ngươi phụ thân nhẹ nhõm đánh bại. Hắn nhưng là vô địch thiên hạ tồn tại a. Một khi hắn thực lực chân chính công bố ra, toàn thế giới không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho hắn. Đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Phụ thân ta nghe ngươi chính là không sai. Thế nhưng là chuyện khác đều có thể. Chuyện này không được, ta vô luận như thế nào không cho gả cho Diệp Quân Lâm. Mà lại phụ thân ta biết ngươi ý tứ, ta cùng Diệp Quân Lâm kết hôn, sẽ sinh ra đến tuyệt thế thiên tài. Ngươi là vì thiên sách phủ tốt, nhưng không thể hy sinh hạnh phúc của ta. Hiên Viên Thanh Nhã thái độ kiên định. Tuyệt không cho thiên sách thần soái bất cứ cơ hội nào. Nàng nhìn xem Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm ngươi dẹp ý niệm này đi. Muốn cưới ta, không có khả năng, ngươi không có tư cách này. Ngươi ngay trước thê tử ngươi mặt đáp ứng cưới ta, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Để lại một câu nói. Hiên Viên Thanh Nhã chạy đi. Xấu hổ. Phàm là cùng Diệp Quân Lâm có liên quan người đều cảm giác xấu hổ vô cùng. Quá mất mặt. Bị người ta chỉ vào mũi mắng. Không có so đây càng mất mặt. Lý Tử Nhiễm trực tiếp khóc. Đúng vậy à. Diệp Quân Lâm ở ngay trước mặt chính mình, đáp ứng cưới người ta. Quá vũ nhục. Thiên sách thần soái cũng có chút mắt trợn tròn. Bản lĩnh vô tâm chi tội một câu, có thể gây nên phản ứng lớn như vậy. Giống như là bị tử thần để mắt tới. Hắn quay đầu xem xét, quả nhiên cách đó không xa Diệp Quân Lâm nhìn chòng chọc vào hắn. Đôi mắt bên trong tràn ngập sát khí. Hắn đã có thể cảm nhận được Diệp Quân Lâm thân thể sao trời vỡ vụn lực lượng phun trào, cỗ này uy áp chính hướng phía hắn đè xuống. Hắn đã cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Kia cái gì, ta đi trước một bước, ta đi xem một chút nữ nhi. Thiên sách thần soái ý thức được tự mình nói sai. Lập tức kiếm cớ rời đi. Lại không rời đi, sợ là đời này đều không có cơ hội rời đi. Hắn rời đi. Diệp Quân Lâm vội vàng muốn đuổi kịp đi. Chẳng qua lúc này đám người ngăn lại hắn. Làm sao, muốn đuổi tới thiên sách phủ đi cưới người ta. Diệp Quân Lâm ngươi làm sao như vậy không muốn mặt đâu.
Lý Văn Hải mấy người nổi giận nói. Lý Văn Uyên vợ chồng hận không thể giúp Diệp Quân Lâm mấy lần. Ngay trước bọn hắn cùng nữ nhi trước mặt, muốn cưới những người khác. Đây không phải đánh bọn hắn mặt sao? Diệp Quân Lâm ngươi có ý tứ gì? Có phải là cảm thấy mình tiến vào thần bảng, thích ứng thời đại này tiết tấu? Liền phải vứt bỏ thê nữ rồi. Xem người ta là thiên sách phủ tiểu công chúa, liền nghĩ cưới người ta rồi. Không sai, thiên sách thần soái là đáp ứng. Nhưng ngươi cho rằng người ta nhìn chúng ngươi sao? Chỉ có điều ngươi bị xem như sinh con công cụ. Người ta để ngươi cưới, là bởi vì ngươi có thể sinh ra thiên tài đến. Thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. Lý Văn Uyên vợ chồng lạnh giọng răn dậy. Những người khác cũng đều phẫn nộ trừng mắt Diệp Quân Lâm. Nhao nhao đối với hắn thất vọng. Cho dù là đồ đệ những thứ này. Nguyên nhân bọn hắn cũng minh bạch. Diệp Quân Lâm biết thế giới này tàn khốc. Cùng dĩ vãng sinh ra to lớn chênh lệch. Dù là hiện tại tiến vào thần bảng. Chênh lệch vẫn như cũ lớn. Khoảng cách ngày xưa hắn đỉnh phong vẫn là rất rất xa. Như vậy phải làm gì? Có thiên sách phủ loại này cơ hội tốt, Diệp Quân Lâm làm sao lại bỏ qua? Tại Thanh Long trong con mắt của bọn họ, Diệp Quân Lâm đã không phải là cái kia Diệp Quân Lâm. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Giải thích cái giám a. Sự thật đều bày ở trước mắt, còn cần đến ngươi giải thích. Lý Tùng Khuê bọn người giận mắng. Chậm đã, để hắn giải thích, ta nghe một chút. Lý Tử Nhiễm thanh âm vang lên. Tốt, ta giải thích với các ngươi dưới. Là thiên sách thần soái mang theo nữ nhi tới tìm ta, cầu ta cưới nữ nhi của hắn. Nói bọn hắn không quan tâm hết thảy, chỉ hy vọng ta cưới nữ nhi của hắn. Còn nói nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Mấu chốt tiểu tử này mẹ hắn nói dối. Hắn nói ta đồng ý cưới nữ nhi của hắn, nhưng ta căn bản không có đồng ý a. Hắn liền mang ta ra tới nhìn hắn nữ nhi, cản đều ngăn không được. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Ngươi nói thiên sách thần soái cầu ngươi cưới nữ nhi của hắn. Lý Tử Nhiễm cười lạnh hỏi. Đúng, không sai, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Còn nói là hắn nói láo, nói ngươi đồng ý cưới nữ nhi của hắn. Lý Tử Nhiễm tiếp tục hỏi. Đúng vậy a, tiểu tử này nói láo, hắn biết sai. Sợ hãi ta đánh hắn, lập tức liền chạy. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Phốc, giờ khắc này, tất cả mọi người muốn hộc máu. Thiên sách thần soái sợ hãi bị đánh. Sợ hãi Diệp Quân Lâm cho nên chạy rồi. Diệp Quân Lâm ngươi tên hỗn đản đồ chơi. Đừng khoác lác, đừng nói láo được hay không. Lý Tử Nhiễm triệt để giận. Thiên sách thần soái sợ hãi ngươi đánh hắn. Thật có lỗi, hắn nhưng là vừa mới đánh bại thần bảng thứ nhất. Hắn so sư phụ ta Hắc Ám Thượng Đế còn mạnh hơn a. Hắn dựa vào cái gì sợ hãi người đánh hắn? Còn có thiên sách thần soái nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn ngữ như pháp chỉ người sẽ nói láo. Ngươi nếu là không có đáp ứng, hắn sẽ nói láo nói ngươi đáp ứng rồi. Đừng làm cười, hắn loại này thân phận, làm sao có thể nói láo? Diệp Quân Lâm ta cầu van ngươi, đừng chơi một bộ này. Có cái gì tốt nói láo? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ngươi nếu là làm, liền hào phóng thừa nhận. Lý Tử Nhiễm tức giận đến đều khóc. Liền cùng Diệp Quân Lâm nghĩ đồng dạng. Một khi thiên sách thần soái nói lời này. Không có bất luận kẻ nào tin tưởng lời hắn nói. Dù sao thiên sách thần soái thân phận bày ở nơi nào. Hắn cái thân phận này, cho người cố định tư duy chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt sẽ không nói dối. Nhất là vì Diệp Quân Lâm càng sẽ không đi nói dối. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn cần dùng loại này ti tiện thủ đoạn sao? Tổng kết xuống tới, chính là Diệp Quân Lâm đang nói láo. Dù là hiện tại Diệp Quân Lâm đem thiên sách thần soái gọi tới, cho mọi người giải thích, cũng vô dụng. Tư duy hình thái. Không có người sẽ tin tưởng. Đúng, sư phụ ngươi đều làm, ngươi liền thoải mái thừa nhận. Hiện tại mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, lại trang vô dụng. Tiêu Phong tức giận. Những người khác cũng đều rối rít nói, đúng, làm. Làm gì không dám thừa nhận chứ? Ta làm, ta thừa nhận cái dám. Diệp Quân Lâm có chút giận. Mấu chốt giải thích không rõ ràng. Đáng tiếc a, Diệp Quân Lâm ngươi muốn cưới người ta. Nhưng thiên sách phủ tiểu công chúa căn bản chướng mắt ngươi a. Người ta nói, người có vợ có nữ còn muốn lấy người khác, chính là không muốn mặt. Mấu chốt Tử Nhiễm ngay tại trước mặt, còn đáp ứng cưới người ta. Thật sự là không muốn mặt đến cực hạn. Mọi người cười lạnh. Ca. Chuyện này ngươi thật sự làm không đúng.
tranh thủ thời gian cho chị dâu xin lỗi. Chu Nam Yên không nghĩ sự tình làm lớn chuyện, đứng ra để Diệp Quân Lâm xin lỗi. Đúng, lão đại, sư phụ tranh thủ thời gian cho chị dâu, sư mẫu xin lỗi. Nam nhân đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm, nói lời xin lỗi, nàng liền tha thứ ngươi. Đám người nhao nhao thúc giục Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm rất tức giận. Chẳng qua nàng cũng đang chờ Diệp Quân Lâm một cái xin lỗi. Chỉ cần Diệp Quân Lâm xin lỗi, nàng liền tha thứ. Nàng làm Diệp Quân Lâm nhất thời bị choáng váng đầu óc. Nhưng Diệp Quân Lâm nhìn đám người một cái nói, ta lại không sai. Ta đạo cái gì xin lỗi? Một câu, Diệp Quân Lâm chọc giận ở đây tất cả mọi người. Hắn đây là quyết tâm vứt bỏ nghèo hèn vợ rồi. Một lòng muốn cưới Thiên Sách phủ tiểu công chúa rồi. Thất vọng. Tràn đầy thất vọng. Liền cái xin lỗi cũng không chịu. Đây không phải càng thêm có quỷ sao? Lý Tử Nhiễm trực tiếp khóc. Tốt a, vậy ta cho ngươi tự do. Ngươi muốn làm gì liền làm gì đi thôi. Lý Tử Nhiễm tức giận. Nào biết Diệp Quân Lâm trực tiếp rời đi. Tốt, ta rời đi trước, chờ ta trở lại lại giải thích. Diệp Quân Lâm ở trước mặt tất cả mọi người rời đi. Đám người. Mọi người người đều muốn tê dại. Diệp Quân Lâm thật đúng là rời đi rồi. Để hắn đi thì đi. Cái này không rõ ràng là Thiên Sách phủ sao. Hắn làm sao biến thành dạng này rồi. Mọi người thật sâu không hiểu. Sư mẫu ngài yên tâm. Một khi hắn có dị tâm, ta đứng tại ngươi bên này, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Phong bọn hắn bắt đầu tỏ thái độ. Còn có ta, nếu như hắn thật khư khư cố chấp, như vậy chúng ta thật muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta từ đầu đến cuối sẽ đứng tại ngươi bên này. Ngươi yên tâm. Mọi người phải vì Lý Tử Nhiễm chỗ dựa. Cảm ơn mọi người, chẳng qua không có việc gì. Lớn không được chính là ly hôn. Thời đại này cái gì không có trải qua. Còn sợ ly hôn sao? Lý Tử Nhiễm xem thường đạo. Nếu như tình huống thật là như vậy, ly hôn có thể, chúng ta đều duy trì. Tăng thêm quân quân cũng lớn, không quan trọng. Lý Văn Uyên vợ chồng nói. Vâng. Lớn không được liền ly hôn mà. Chúng ta đều duy trì. Tiêu Phong Thanh Long bọn hắn cũng đều duy trì. Ai? Chu Nam Yên nóng nảy dậm chân. Rõ ràng một câu giải thích rõ ràng sự tình. Diệp Quân Lâm không phải náo như thế lớn. Nàng lập tức rời đi, chạy đi tìm Diệp Quân Lâm. Để hắn trở về, đem sự tình giải thích rõ ràng. Ly hôn, tuyệt đối không được. Một bên khác. Thiên Sách thần soái cùng tiểu nữ nhi vừa tới Thiên Sách phủ không bao lâu. Diệp Quân Lâm liền chạy đến. Để Thiên Sách thần soái cút ra đây bị đánh. Diệp Quân Lâm thanh âm tại Thiên Sách phủ vang vọng. Đây chính là Thiên Sách phủ A. Mạnh nhất cổ võ cơ cấu. Bên trong cường giả như mây. Bây giờ, Thiên Sách thần soái trở về, 12 đại thần tướng toàn bộ bế quan kết thúc tụ hội. Thiên Sách phủ chân chính hạch tâm lực lượng đều tại. Làm sao lại có người chạy tới khiêu khích a? Đây là ghét bỏ mình mệnh nhiều không? Rất nhanh chấn động các nơi, một cái tiếp một cái ra tới. Hơn vạn cường giả, đem Diệp Quân Lâm gắt gao vây quanh. Từng cái điểm nộ khí tăng vọt. Khiêu khích Thiên Sách phủ người, chết. Ngoá nó, Diệp Quân Lâm thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi đúng không? Giết! Thiên Sách thiếu soái nghe được Diệp Quân Lâm khiêu khích phụ thân của mình, hắn là triệt để giận. Trước đó mấy lần cũng liền nhịn, hiện tại một mà tiếp khiêu khích. Hắn chịu không được. Hiên Viên Thanh Nhã cũng cười lạnh một tiếng, Diệp Quân Lâm a, bị ta cự tuyệt về sau, ngươi liền tức hổn hển rồi. Chuyên môn chạy tới Thiên Sách phủ gây sự rồi. Tại Hiên Viên Thanh Nhã xem ra, Diệp Quân Lâm là muốn lấy nàng, bị nàng cự tuyệt, rơi vào đường cùng dùng loại biện pháp này đến náo. Ngươi dạng này ngược lại để ta càng thêm xem thường, khiêu khích Thiên Sách phủ chính là muốn chết. Hiên Viên Thanh Nhã cũng đi theo ra. Diệp Quân Lâm nhìn xem càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập, càng phát ra phẫn nộ. Nếu như hôm nay, Thiên Sách thần soái không cho hắn một cái tốt bàn giao. Hắn không ngại biểu hiện ra một đợt vũ lực, đến chân áp Thiên Sách phủ. Để bọn hắn biết ai là thế giới này lớn tiểu vương. Thiên Sách thiếu soái lao ra về sau, trực tiếp hướng về phía Diệp Quân Lâm đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Đang lúc Diệp Quân Lâm muốn động thủ thời điểm, Thiên Sách thần soái đột nhiên xuất hiện, đem nhi tử ngăn lại. Tất cả mọi người lui về, chuyện này có hiểu lầm. Thiên Sách thần soái nói. Phụ thân, có hiểu lầm gì đó. Diệp Quân Lâm khiêu khích ta Thiên Sách phủ đã không phải là lần một lần hai. Để ta giết xong việc.
Thiên Sách thiếu soái âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Sách thần soái quỷ dị nhìn xem nhi tử. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, liền ngươi. Liền ngươi lão tử đều bị người ta treo lên đánh. Ngươi còn muốn giết hắn. Gạo cơm ăn chống đỡ đi. Chính là để ngươi ăn đến quá no bụng, mới có loại này thiên mã hành không ý nghĩ. Đúng, Diệp Quân Lâm đã không phải là lần một lần hai khiêu khích. Những người khác cũng rối rít nói. Bọn hắn cũng đều xem sớm không quen Diệp Quân Lâm. Đều nhanh cút trở về cho ta. Thiên Sách phủ ta là thần soái, vẫn là các ngươi là thần soái. Muốn tạo phản sao? Lời này mới ra. Mọi người mới một cái tiếp một cái trở về. Thiên Sách thần soái cũng lau mồ hôi lạnh. Ta đều là muốn tốt cho các ngươi a. Nếu là đem vị này bức gấp. Hắn vừa ra tay, các ngươi những người này nơi nào ngăn được. Từng cái không đều là muốn chết sao. Ta cứu các ngươi a. Đều trở về, cút nhanh lên. Thiên Sách thần soái xua đuổi nói. Cuối cùng, Thiên Sách thiếu soái cùng Hiên Viên Thanh Nhã bọn hắn cũng đều rời đi. Nháy mắt, giữa sân chỉ còn lại Diệp Quân Lâm cùng Thiên Sách thần soái hai người. Thiên Sách thần soái vung tay lên, một đạo khí lưu vô hình vách tường tại sau lưng hình thành. Đây là phòng ngừa những người khác nghe được hắn cùng Diệp Quân Lâm nói chuyện. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngài làm sao? Làm sao tới rồi? Thiên Sách thần soái run run rẩy rẩy mà hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi còn có mặt mũi sao? Không có sự tình liền nói bậy. Hiện tại huyên náo ta cùng người nhà gần như yếu quyết nứt. Để ta tại đồ đệ các huynh đệ mặt mất hết người. Diệp Quân Lâm phẫn nộ quát. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ta chỉ là vô tâm chi tội, nhiều lời đầy miệng. Kỳ thật cũng là vì tiểu nữ nhi có thể gả cho ngươi a. Ta không có ý khác. Mời ngài thông cảm a. Thiên Sách thần soái bắt đầu cho Diệp Quân Lâm xin lỗi. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, ngài liền đem tiểu nữ cưới đi. Ta van cầu ngài. Thiên Sách thần soái thậm chí không tiếc cúi đầu, cầu Diệp Quân Lâm đáp ứng. Con gái của ngươi không phải cự tuyệt sao? Nói ta không xứng với nàng sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh. Phi, ngài đừng muốn nghe nàng nói loạn. Chẳng qua Nhất tự Tịnh Kiên Vương ý lời này của ngươi là đáp ứng rồi. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quân Lâm đều muốn tức điên. Cái này Thiên Sách thật là đẹp trai là thật ngốc, vẫn là giả ngu a. Cố ý. Nghe không hiểu tiếng người. Giận. Diệp Quân Lâm thật giận. Thiên Sách thần soái lập tức cảm nhận được Diệp Quân Lâm trên thân bàng bạc uy áp cùng sắc bén sát ý. Hắn lập tức hoảng. Oanh. Diệp Quân Lâm không cho hắn bất luận cái gì cơ hội giải thích. Một quyền đánh xuống. Phốc. Thiên Sách thần soái há mồm phun ra máu tươi. Phù phù. Cả người cũng không chịu nổi cái này to lớn uy áp, mới ngã xuống đất. Răng rắc. Răng rắc. Đầu gối của hắn xen vào khắp mặt đất. Cả người vô cùng chật vật. Nếu không phải hắn sớm thiết hạ khí lưu vách tường ngăn cản, sợ là toàn bộ Thiên Sách phủ đều muốn hủy đi một nửa. Răng rắc răng rắc. Giờ khắc này, Thiên Sách thần soái chỉ cảm thấy trong thân thể khí quan gân mạch tại từng khúc vỡ ra. Bên ngoài thân càng là tràn ra từng đạo tinh mịn vết máu. Hắn phảng phất muốn tùy thời nổ tung giống như. Thân thể thừa nhận lớn nhất đau khổ. Là hắn cả một đời cũng không thể nghiệm qua. Đây là tử vong tiến đến cảm giác. Tử thần chân chính giáng lâm. Thiên Sách thần soái sắc mặt đại biến. Hắn ý thức được sai lầm của mình. Đem Diệp Quân Lâm bức bách đến giết người tình trạng. Ngay tại thân thể của hắn nổ tung một khắc này, Diệp Quân Lâm thu lực. Nể tình ngươi là vì đại hạ làm việc, tha cho ngươi một mạng. Phàm là có lần sau, ta nhất định giết ngươi. Lớn không được, Thiên Sách phủ thần đẹp trai vị trí để ta làm. Cảnh cáo xong về sau, Diệp Quân Lâm rời đi. Thiên Sách thần soái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một quyền này, Diệp Quân Lâm gần như muốn hắn mệnh. Hắn hiện tại thật là thân thể bị trọng thương, khoảng cách tử vong liền kém một chút. Hắn đặc biệt minh bạch một việc, Diệp Quân Lâm trước mặt tuyệt đối không thể nói mò. Nếu không thật khó giữ được tính mạng. Hiện tại Thiên Sách thần soái cái này thoi thóp bộ dáng, nếu là khiến người khác nhìn thấy. Chính hắn đều gánh không nổi cái này người. Bị đánh thành dạng này. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lại lấy ra tinh xảo chất gỗ hộp thuốc tới. Bên trong lúc đầu có 3 viên dược hoàn. Đây là Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc, liên hợp đại hạ các lớn y học thế gia nghiên cứu ra đến 3 viên vô thượng thánh dược. Dược hiệu rất đơn giản, gần như có công hiệu khởi tử hồi sinh. Có thể đem thoi thóp người nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất.
cũng là nháy mắt đem công lực của người ta tăng lên tới cực hạn. Cho dù là thiên sách thần soái cấp bậc này, cũng có thể tăng lên công lực, vượt qua hắn đỉnh phong không ít. Thế nhưng là vô thượng thánh dược liền mang ý nghĩa thưa thớt. Cần thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế. Mà lại phương pháp luyện chế hà khắc. Hết thảy liền luyện chế ra đến 3 viên. Vì chính là bảo mệnh dùng, bảo hộ thiên sách phủ tương lai dùng. 3 viên vô thượng thánh dược, có 1 viên dựa theo ước định là muốn giao cho quân quân. Còn thừa 2 viên là cho thiên sách thần soái. Đi qua mấy chục năm. Cái này 2 viên vô thượng thánh dược căn bản không dùng đến. Tại thiên sách thần soái xem ra, hắn đời này trên cơ bản không dùng đến cái này vô thượng thánh dược thời điểm. Dù sao cái này 3 viên vô thượng thánh dược đã trải qua 8 giới thiên sách phủ thần soái. Bọn hắn đều vô dụng đến. Mình lần này thần soái cũng khẳng định không dùng đến. Trước đó là như thế này không sai. Nhưng từ khi lần này trở về sau. Trong thời gian thật ngắn, hắn vậy mà phục dụng 2 viên. Còn lại 1 viên cho quân quân. Như vậy hắn 1 viên đều không có. Lần tiếp theo thiên sách thần soái kế vị, hắn đem cái gì cho người ta? Nếu là có lý do chính đáng, đem cái này vô thượng thánh dược dùng. Thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc đám lão già này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn nơi nào có mặt nói. Nói ra, không đơn giản mình mất mặt, cũng là cho thiên sách phủ mất mặt. Chỉ có thể trước giải quyết tình hình trước mắt, đi một bước nhìn một bước. Thiên sách thần soái không chút do dự ăn vào vô thượng thánh dược. Dược lực chạy khắp toàn thân. Rất nhanh hắn đứt gãy gân mạch khí quan toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất phục hồi như cũ, bên ngoài thân vết máu cũng ai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cả người hắn khí thế bay thẳng thiên khung. Tựa như muốn đem ngày này xé rách đồng dạng. Đảo mắt công phu, hắn khôi phục như thường, đồng thời thực lực khí thế tăng lên tới so hắn đỉnh phong còn mạnh hơn. Hắn hiện tại như là một tòa đi lại cự sơn. Mỗi bước ra một bước, đều là núi lở đất nứt, càn khôn thất sắc. Oanh! Khi hắn hủy bỏ khí lưu trên vách tường, trên người uy áp như là Thái Sơn đè xuống, chậm rãi hướng toàn bộ thiên sách phủ tràn ngập. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này đáng sợ uy áp, gần như không thể thở nổi. Mạnh, quá mạnh, không hổ là thần soái, không hổ là vô địch thiên hạ. Đoán chừng vừa mới thần soái muốn cho Diệp Quân Lâm một chút giáo huấn, không có trực tiếp động thủ, vẻn vẹn tản mát ra khí thế. Liền để Diệp Quân Lâm minh bạch thiên sách phủ không thể gây. Cho hắn biết thiên sách phủ chính là như thần tồn tại. Diệp Quân Lâm đâu, đoán chừng dọa chạy, về sau đoán chừng cũng không dám lại đến thiên sách phủ. Chẳng qua Diệp Quân Lâm rời đi, ta có chút khó chịu a, nghĩ trực tiếp đem hắn giết. Chấm. Khụ khụ khục. Nghe bên cạnh đủ loại thanh âm, thiên sách thần soái ho kịch liệt. Vội vàng nhanh không rời đi. Một bên khác, Hiên Viên Thanh Nhã đem hết thảy nói cho ca ca. Phía trước Diệp Quân Lâm tới quá nhanh, còn chưa kịp nói sao. Cái gì, đem người gả cho Diệp Quân Lâm, si tâm vọng tưởng. Thiên sách thiếu soái nháy mắt giận. Hắn Diệp Quân Lâm phối cưới muội muội ta sao? Hắn có tư cách gì, trừ có thể làm sinh con công cụ, cái khác đâu? Có làm được cái gì, mà lại có vợ có nữ, dạng này người để muội muội ta gả, ta 100 cái không đáp ứng. Hiên Viên Thanh Nhã cảm động nhìn xem ca ca. Đúng a, hắn không xứng a, dù là hắn không có thê nữ, cũng là không xứng. Thiên sách thiếu soái hăng hái gật đầu, đúng, không sai. Hắn chính là không xứng với muội muội ta. Phi, ai không xứng với, là em gái ngươi không xứng với người ta. Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Thiên sách thần soái đến. Hắn vừa mới phục dụng kỳ chân dị bảo đan dược, thân thể như rồng giống như hổ, tản ra kình thiên sức mạnh. Khí thế quá cường thịnh. Giống như là đi lại Thái Sơn, làm cho người ta cảm thấy ngạt thở uy áp. Cái này đám người dọa sợ. Đồng thời thiên sách thiếu soái cùng Hiên Viên Thanh Nhã hai người vì thiên sách thần soái mà kiêu ngạo. Đây là phụ thân của bọn hắn a. Quá mạnh quá mạnh. Hài nhi chúc mừng phụ thân thần công đại thành, chỉ là cái này uy áp đều có thể đem ta nghiền nát. Thiên sách thiếu soái mặt mũi tràn đầy kích động. Phụ thân thật đáng sợ, toàn thế giới ai cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Hiên Viên Thanh Nhã cũng cười. Ta, đáng tiếc thiên sách thần soái tại thịt đau a. Hắn diện mục mạnh mẽ co quắp. Trong thời gian thật ngắn, 3 viên thần dược đã không có 2 viên.
Không khoa trương mà nói cái này hai viên vô thượng thánh dược giá trị một cái đại quốc cũng không chỉ. Truyền đi một viên, đủ để gây nên toàn thế giới đại loạn. Phụ thân, chẳng lẽ người cùng Diệp Quân Lâm động thủ rồi? Hiên Viên Thanh Nhã quan sát được Thiên Sách Thần Soái có vết máu, nàng liền vội vàng hỏi. A, phụ thân ngươi chẳng lẽ đem hắn giết rồi? Thiên Sách Thiếu Soái hỏi. Thiên Sách Thần Soái mạnh mẽ chừng nhi tử liếc mắt. Nghịch tử này lời nói thật mẹ hắn nhiều. Thật muốn đem miệng khâu lên. Con mẹ nó chứ phải có giết bản lãnh của hắn. Ta hiện tại tuyệt đối đi ra ngoài đi ngang, xem ai khó chịu, liền trực tiếp diệt ai. Làm gì chật vật như vậy thê thảm. Thiên Sách Thần Soái vội vàng lướt qua cái đề tài này, đối Hiên Viên Thanh Nhã nói, nữ nhi, vi phụ đường đã cho ngươi bày không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Hiên Viên Thanh Nhã một mặt mộng, phụ thân cái gì đường. Tiếp xuống ngươi cần mình theo đuổi Diệp Quân Lâm, để hắn cưới ngươi, cái này dựa vào ngươi bản lãnh của mình, ta có thể giúp đã không nhiều. Thiên Sách Thần Soái nói, hiện tại hắn nếu là lại tham dự chuyện này quá nhiều. Diệp Quân Lâm thật sẽ giết hắn. Chỉ có thể dựa vào nữ nhi mình theo đuổi Diệp Quân Lâm, đi đả động hắn. Cái gì, để ta chủ động theo đuổi Diệp Quân Lâm? Hiên Viên Thanh Nhã cùng Thiên Sách Thiếu Soái đều là một mặt không thể tin. Hiên Viên Thanh Nhã không xác định lại hỏi thăm một lần. Đúng a, đây chính là ngươi cuối cùng lại cơ hội duy nhất, lập tức đi làm, nếu là muộn, đoán chừng liền có người đoạt. Thiên Sách Thần Soái thúc giục nói. Không phải, phụ thân. Diệp Quân Lâm đến cùng có cái gì tốt? Ngươi làm gì muốn đem muội muội gả cho hắn, còn muốn chủ động theo đuổi? Thiên Sách Thiếu Soái không hiểu hỏi. Tốt, mời ngươi ngậm miệng, mời ngươi lăn ra ngoài. Thiên Sách Thần Soái trực tiếp đem nghịch tử đuổi đi ra. Hiện tại là một chút đều không muốn nghe hắn nói. Thiên Sách Thiếu Soái một mặt mộng. Trước kia luôn luôn yêu thương phụ thân của mình, lần này trở về sau, giống như là biến thành người khác. Phụ thân ta biết ngươi lý do, ngươi như thế tác hợp ta cùng Diệp Quân Lâm, chính là hắn gen tốt, sinh ra tới hài tử đại khái suất là thiên tài. Thế nhưng là Thiên Sách phủ dùng loại phương pháp này không khiến người ta chế nhạo sao? Phụ thân ngươi nhất định phải bồi dưỡng thiên tài, sao không để Diệp Quân Lâm cùng vợ hắn Lý Tử Nhiễm nhiều sinh mấy cái? Dạng này sẽ không ảnh hưởng bất luận kẻ nào, quả thực một công nhiều việc. Hiên Viên Thanh Nhã nghĩ kế nói. Ai? Thiên Sách Thần Soái thở dài một hơi. Ngươi thật sự cho rằng ta là muốn đứa bé. Nữ nhi ngươi không hiểu dụng ý của ta. Ngươi hãy nghe ta một lần được hay không? Thiên Sách Thần Soái tận tình khuyên bảo. Đứa nhỏ này thật sự là không rõ a. Ngươi không đáp ứng. Đem bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Phụ thân muốn ta đáp ứng cũng không phải là không được. Nhưng cũng nên để ta biết lý do chứ. Hiên Viên Thanh Nhã vẫn là cần một cái lý do. Thiên Sách Thần Soái nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, như vậy đi, ngươi trước tiên ở Diệp tiên sinh bên người hoạt động tiếp xúc một chút, ta nghĩ rất nhanh ngươi liền minh bạch chỗ bất phàm của hắn, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết dụng ý của ta. A, à, đây coi như là ta giao cho ngươi nhiệm vụ, cùng Diệp tiên sinh trước tiếp xúc mấy tháng, cái này có thể làm được a? Nếu như đến lúc đó ngươi còn không nguyện ý, vậy coi như. Hiên Viên Thanh Nhã lúc này mới đáp ứng, tốt, cái này có thể. Như vậy ngươi bây giờ liền đi tìm hắn đi, nhớ kỹ cẩn thận quan sát, rất nhanh ngươi liền sẽ đạt được đáp án. Hiên Viên Thanh Nhã rời đi Thiên Sách phủ đi tìm Diệp Quân Lâm. Thiên Sách Thiếu Soái vẫn như cũ một mặt mộng. Một bên khác, Diệp Quân Lâm trở về. Vài trăm người ánh mắt đều giống như giết người đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Ý kia giống như đang nói, ngươi còn có mặt mũi trở về. Để ta làm cái giải thích. Diệp Quân Lâm vừa nói dứt lời, liền bị Lý Văn Uyên đánh gãy. Không cần giải thích, ngươi cùng Tử Nhiễm ly hôn đi. Hiện tại thời đại biến, các ngươi ai cũng dựa vào không được ai, đã ngươi có tốt hơn đường ra, liền ly hôn đi. Chúng ta lựa chọn để ngươi tự do. Những người khác rối rít nói, đúng, ly hôn. Thanh Long, Tiêu Phong, Kiếm Tà Thần bọn hắn cũng nhao nhao mở miệng nói, lão đại, sư phụ đã dạng này, liền ly hôn đi. Chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chấm. Oanh. Tất cả mọi người để cho mình ly hôn, Diệp Quân Lâm mộng. Cái này đều là mình trước kia người tín nhiệm nhất ha. Uy uy uy, các ngươi tỉnh táo một điểm, ta đến giải thích một chút. Thiên Sách Thần Soái là muốn đem nữ nhi của hắn gả cho ta không sai. Nhưng ta căn bản không có đáp ứng. Là Thiên Sách Thần Soái nói bậy, huống chi nữ nhi của hắn cũng không có khả năng đáp ứng.
Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì sự tình. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Nhưng cái này giải thích tái nhợt bất lực. Lý Tử Nhiễm cười, người cảm thấy mọi người sẽ tin sao? Thiên Sách Thần Soái sẽ nói láo. Hắn loại này thân phận địa vị sẽ vì ngươi đi nói dối. Ngươi cũng không nghĩ một chút, làm sao có thể? Lại nói ngươi vừa mới đi làm cái gì rồi? Vừa mới ta đi tìm Thiên Sách Thần Soái, vì trừng phạt hắn, ta đem hắn đả thương. Hắn hiện tại thoi thóp. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, ngươi đem Thiên Sách Thần Soái đả thương rồi? Đừng thổi. Mọi người cũng không tin. Các ngươi không tin, có thể đi với ta nhìn xem. Hắn là thật muốn đem tất cả mọi người kéo đi qua nhìn một chút. Tốt, chúng ta liền đi nhìn xem ngươi như thế nào đem Thiên Sách Thần Soái đả thương. Đám người nhao nhao đáp ứng. Tất cả mọi người muốn đi tại chỗ vạch trần Diệp Quân Lâm lời nói dối. Không có người sẽ tin tưởng. Lúc này Chu Nam Yên bỗng nhiên chạy trở về. Chị dâu là thật, ca ca thật đả thương Thiên Sách Thần Soái. Ta tận mắt thấy. Chu Nam Yên thở hồng hộc nói. Chu Nam Yên ở phía trước Diệp Quân Lâm rời đi về sau, lập tức chạy đi tìm hắn. Vừa vặn đuổi tới Thiên Sách phủ thời điểm, Diệp Quân Lâm đã động thủ. Mà lại hắn cũng phát hiện nàng đi vào, chỉ là không để ý. Bởi vậy nàng vừa vặn nhìn thấy Diệp Quân Lâm đả thương Thiên Sách Thần Soái một màn. Chị dâu kiên quyết không thể ly hôn, ca ca không có nói sai. Hết thảy khẳng định là Thiên Sách Thần Soái điều khiển, cùng ca ca không quan hệ. Chấm. Chu Nam Yên điên cuồng biện giải, đưa nàng nhìn thấy hết thảy đều biểu đạt ra tới. Nhưng là ở đây không ai tin nàng. Mọi người chỉ coi là nàng vì không để ca ca chị dâu ly hôn, mới có thể hướng về Diệp Quân Lâm nói chuyện. Dù sao nàng nói sự tình là một kiện hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Dù là ngươi nói Diệp Quân Lâm trước mắt là thần bảng trước 10, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Chớ nói chi là đem Thiên Sách Thần Soái bị đả thương. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nam Yên ngươi cũng đừng hướng về hắn. Chuyện này chúng ta đều cảm thấy chị dâu làm đúng. Tất cả mọi người không muốn nghe Chu Nam Yên. Liền Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy, Chu Nam Yên chính là giúp ca ca nói chuyện. Tốt, các ngươi không tin, vậy liền đi. Diệp Quân Lâm vừa muốn đi ra ngoài. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, không cần đi. Mọi người tập trung nhìn vào, hóa ra là Hiên Viên Thanh Nhã đến. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem nàng. Phụ thân ta căn bản liền không bị bất luận cái gì tổn thương. Khí thế của hắn hoành ép toàn bộ Thiên Sách phủ, so đỉnh phong còn muốn đáng sợ, ta vừa mới tận mắt thấy. Hiên Viên Thanh Nhã giải thích nói. Ha ha, quả nhiên, Diệp Quân Lâm ngươi còn có lời gì muốn nói. Tất cả mọi người nghe được Hiên Viên Thanh Nhã giải thích, toàn bộ đều cười. Đối bọn hắn đến nói, Hiên Viên Thanh Nhã lời nói mới là sự thật. Huống chi, Hiên Viên Thanh Nhã nói thật đúng là sự thật. Thiên Sách Thần Soái nơi nào có một điểm thụ thương dáng vẻ. A, à, lần này đến phiên Diệp Quân Lâm kinh ngạc. Còn có Chu Nam Yên. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Quân Lâm một quyền kia. Thiên Sách Thần Soái làm sao có thể không có việc gì. Nhất định không có khả năng. Không có khả năng, hắn vừa mới tiếp nhận ta một quyền kia, không chết cũng là cùng với nặng thương thế, làm sao có thể không có việc gì. Diệp Quân Lâm cũng rất là kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần thứ nhất gặp được mình thời điểm, Thiên Sách Thần Soái liền bị trọng thương. Thế nhưng là vừa mới còn có phía trước hắn đến Giang Bắc tìm mình thời điểm, cả người đều là không có chuyện gì. Không hề giống là nhận trọng thương bộ dáng. Kết hợp Hiên Viên Thanh Nhã vừa nói lời đến xem, Thiên Sách Thần Soái căn bản không có việc gì, khí thế so trước kia càng mạnh. Hơn phân nửa là có cái gì thiên tài địa bảo giúp đỡ. Để hắn nháy mắt xóa đi thương thế, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Huống chi là Thiên Sách phủ người cầm lái, chuyện này rất dễ dàng làm được. Lần này càng giải thích không rõ. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng lười đi giải thích. Giải thích nhiều, không ai tin, cần gì chứ. Chu Nam Yên ở bên cạnh lo lắng xuông. Chỉ là nàng nói toạc trời, không có người sẽ tin một chút. Diệp Quân Lâm lần này ngươi không lời nói đi. Khoác lác cũng phải có cái độ A. Không thể cái gì đều thổi A. Người ta Thiên Sách phủ công chúa đều nói thần soái không có việc gì, người còn có lý do gì. Chấm. Đám người nhao nhao cười nhạo nói. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm nói láo tự sụp đổ.
Hiên Viên Thanh Nhã cười lạnh nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, thật sự là không nghĩ tới a, loại này nói láo ngươi đều vung được đi ra. Im lặng, đả thương phụ thân ta, ngươi làm sao nghĩ ra được? Diệp Quân Lâm nhìn xem nàng hỏi, ngươi vì cái gì lại tới rồi? Quả thực buồn cười, cố ý hỏi người ta làm gì đến rồi? Đám người cười lạnh liên tục. Vâng thưa phụ thân, để cho ta tới quan sát ngươi một đoạn thời gian, nói ngươi không tầm thường. Ta đây, cố ý tới nhìn ngươi một chút có gì chỗ bất phàm. Cũng để cho phụ thân bỏ đi đem ta gả cho ý nghĩ của ngươi. Hiên Viên Thanh Nhã cười lạnh nói. Các ngươi yên tâm tốt, ta là sẽ không gả cho Diệp Quân Lâm. Các ngươi không cần náo ly hôn cái gì. Dù là Diệp Quân Lâm muốn cưới ta làm sao có thể đáp ứng. Hắn như thế nào xứng với ta? Hiên Viên Thanh Nhã lại đối Lý Tử Nhiễm bọn hắn nói. Nói cho đám người, nàng cùng Diệp Quân Lâm không có khả năng. Mặc kệ Diệp Quân Lâm nghĩ như thế nào, nàng sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng càng như vậy nói, tất cả mọi người đối Diệp Quân Lâm việt sinh khí. Diệp Quân Lâm chúng ta cần tỉnh táo một chút, vừa vặn ngươi bây giờ cũng không cần chúng ta bảo hộ. Chúng ta tách ra một đoạn thời gian tu luyện đi. Lý Tử Nhiễm nói ra. Đúng. Chúng ta duy trì chị dâu, mọi người lẫn nhau tỉnh táo một đoạn thời gian đi. Mặc dù Thiên Sách Phủ công chúa nói như vậy, nhưng điều này nói rõ tương lai một đoạn thời gian nàng đều muốn đi cùng với ngươi. Tách ra, nhất định phải tách ra. Chấm. Sau đó, phần lớn người đều rời đi. Chỉ còn lại Diệp Quân Lâm mấy người. Chu Nam Yên lôi kéo Diệp Quân Lâm cánh tay, ca làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Không có việc gì. Trước cứ như vậy đi. Diệp Quân Lâm nói. Ngươi không đi. Hắn lại nhìn về phía Hiên Viên Thanh Nhã. Hiên Viên Thanh Nhã một mặt cao lãnh, phụ thân để ta quan sát ngươi một đoạn thời gian, ta liền lưu tại nơi này. Nhìn xem ngươi có thể có cái gì thông thiên bản lĩnh. Hiên Viên Thanh Nhã không để ý Diệp Quân Lâm sắc mặt, trực tiếp vào ở. Chu Nam Yên khẩn trương nhìn xem. Ý là để Diệp Quân Lâm nghĩ một chút biện pháp. Theo nàng đi thôi. Diệp Quân Lâm mới không để ý tới. Chỉ là đối Thiên Sách thần soái lão gia hỏa này càng hận hơn. Lần nữa dứt khoát một quyền đập chết được rồi. Liền để hắn uống thuốc cơ hội đều không có. Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Thanh Nhã liền ở tại trong biệt thự. Rất nhanh, nàng liền phát hiện tại biệt thự tầng hầm bế quan Hỏa Vân Tà Thần. Phát giác được trên người hắn yếu ớt, đồng thời càng ngày càng yếu khí tức, tăng thêm nàng nhìn ra, Hỏa Vân Tà Thần luyện đều là rất cơ sở công pháp. Cái này có thể luyện ra, buồn cười. Hiên Viên Thanh Nhã cười lạnh nói, học không đến Thiên Sách Phủ vô thượng công pháp, nhưng bây giờ thời đại mới bên ngoài nhiều như vậy công pháp, tùy tiện luyện cái đều được, luyện loại này cơ sở nhất. Đơn thuần có bệnh, người nơi này bế quan khổ luyện 10 năm còn không bằng người ta một tháng. Hiên Viên Thanh Nhã đối với Hỏa Vân Tà Thần luyện hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Bên cạnh Chu Nam Yên nói ra, lúc đầu ta cũng giống như người ý nghĩ. Cảm thấy dạng này luyện là vô dụng nhất, lãng phí thời gian. Thẳng đến ta nhìn thấy anh ta thực lực chân chính, đây mới thực sự là con đường cường giả, ta hiện tại cũng dạng này luyện. Hiên Viên Thanh Nhã kinh ngạc nhìn xem Chu Nam Yên, người ca thực lực chân thật. Ngày ấy, ta tận mắt thấy anh ta đánh bại phụ thân của ngươi. Chu Nam Yên thẳng thắn. Chỉ là Hiên Viên Thanh Nhã lập tức liền tức giận. Tốt, ngươi đừng nói, tiểu nha đầu còn nói láo. Cùng ngươi ca giống nhau như đúc. Hiên Viên Thanh Nhã cả giận nói. Phụ thân thế nhưng là nàng kiêu ngạo. Thế nhưng là vô địch tồn tại. Làm sao có thể bị người đánh bại. Nhất là Diệp Quân Lâm. Khó nhất. Chấm. Diệp Quân Lâm mấy ngày nay vội vàng tra đủ loại di tích, không ngừng có tin tức truyền đến. Ngụy tạo di tích là càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, vừa mới tiếp vào tin tức mới nhất, tại Đại Hạ phương Tây nơi nào đó trong núi lớn xuất hiện di tích. Có rất nhiều người đã bí mật tranh đoạt, nghe nói ra một môn đáng sợ thần công, kim cương bất hoại thần công. Có phải hay không là giả? Lập tức phái người đi thăm dò. Diệp Quân Lâm cảm thấy hiện tại xuất hiện di tích khả năng hay là giả. Tại vừa lúc đi ra, nói không chừng có thể tra được càng nhiều. Ví dụ như cái này di tích là nhân công ngụy tạo. Như vậy vừa mở ra thời điểm, kỳ thật cẩn thận xem xét, manh mối sẽ càng nhiều. Thậm chí chỗ tối liền có giả tạo di tích người, dạng này liền có càng nhiều phát hiện. Nói không chừng sẽ còn trực đảo Hoàng Long. Một lần tìm tới phía sau màn hắc thủ. Diệp Quân Lâm lập tức thu xếp Đại Hạ Minh người đi tìm.
Lúc này di tích ra tới tin tức rất nhiều người đều biết. Ví dụ như Côn Luân Công nghiệp, cùng Đại Hạ các thế lực lớn đều muốn nhao nhao tiến về. Dù là Kỳ Lân bọn hắn sau khi nghe được, cũng muốn đi xông vào một lần. Đám người cấp tốc tại Giang Bắc tập hợp, chuẩn bị xuất phát đến cướp đoạt di tích. Liền Hiên Viên Thanh Nhã đều có hứng thú, chuẩn bị cùng Thanh Long bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Không cần đi, cái này căn bản là cái giả di tích. Đi cũng là lãng phí thời gian. Mọi người chuẩn bị tiến về thời điểm, Diệp Quân Lâm ngăn lại bọn hắn. Dựa theo Diệp Quân Lâm gần đây cùng Thánh Kinh tổ chức tổng kết. Di tích này phần trăm 80-90 là giả. Giả. Tất cả mọi người sửng sốt. Khó mà tin nổi nhìn xem hắn. Bởi vì lúc trước có mấy chỗ di tích đều là giả. Dù sao ta trong lúc nhất thời giải thích với các ngươi không rõ ràng. Tóm lại, các ngươi tin tưởng ta, di tích khẳng định là giả. Nếu như các ngươi đi, liền sẽ bên trên làm. Diệp Quân Lâm chăm chú nhìn đám người. Lý Tử Nhiễm bên này mọi người đã không tin Diệp Quân Lâm, chỉ là Hiên Viên Thanh Nhã đột nhiên gọi lại đám người. Tốt, vậy chúng ta liền tin hắn một lần. Phụ thân nói hắn có bất bình phàm chỗ, ta ngược lại muốn xem lần này hắn có phải là nói là thật. Hiên Viên Thanh Nhã thật muốn nhìn Diệp Quân Lâm có hay không chỗ bất phàm. Vừa vặn đây là một cơ hội. Ca, ngươi xem coi thế nào. Hiên Viên Thanh Nhã nhìn về phía Thiên Sách thiếu soái. Tốt, một chỗ di tích thôi. Chúng ta liền nghe Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người không đi. Nhìn xem di tích này có phải là giả. Thiên Sách thiếu soái nói chuyện quá mạnh mẽ độ. Một câu xuống dưới, tất cả mọi người không có ý định đi tranh đoạt di tích. Các thế lực lớn thu sạch binh, Kỳ Lân bọn hắn cũng không tiến đến. Mọi người liền cược một lần Diệp Quân Lâm nói có đúng không là thật. Ngoá nó, cuối cùng là tin tưởng ta một cái. Diệp Quân Lâm lại mệnh lệnh bọn thủ hạ đi thăm dò nhìn di tích. Kiên quyết không buông tha bất cứ người nào cùng một cái chi tiết. Rất nhanh liền là di tích đào móc mở thời gian. Để các phương kỳ quái là Đại Hạ các thế lực lớn cùng siêu cấp cường giả nhóm đều không có tham dự. Đến cướp đoạt nước ngoài siêu cấp cường giả nhóm đều muốn cười. Vốn cho là đến tham gia náo nhiệt, căn bản không giành được. Lần này tốt, thật có thể có được. Không lâu sau đó tin tức truyền đến, di tích bên trong kim cương bất hoại thần công bị đông đảo cường giả cho trộm đi. Bên trong nó bảo vật của hắn công pháp cũng nhao nhao bị chia cắt. Cẩn thận thăm dò về sau, kết quả ra tới, di tích này là thật. Là thật bị khai quật ra. Cùng Diệp Quân Lâm nghĩ hoàn toàn không giống. Chủ nhân. Toàn các nơi trên thế giới vẫn là xen lẫn một bộ phận thật di tích. Chẳng qua nhân công ngụy tạo di tích chiếm đại đa số. Minh Tà Thần nói. Chẳng qua đâu, lần này di tích tranh đoạt bên trong xuất hiện một đám người thần bí. Trên người bọn họ năng lượng chấn động cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là bọn hắn rời đi quá nhanh, ta phái đi ra người không có đuổi theo. Minh Tà Thần nói. Diệp Quân Lâm kinh ngạc, chẳng phải là nói phía sau màn hắc thủ cũng muốn những cái này di tích. Hoặc là tối thiểu biết di tích bên trong đồ vật. Đúng, không sai biệt lắm, tiếp xuống ta vẫn đang tra. Chẳng qua nghe nói cái này cửa kim cương bất hoại thần công thật siêu cấp cường đại. Sự tính đạt được vị này rất nhanh sẽ đại sát tứ phương. Minh Tà Thần cảm thán nói. Ai? Diệp Quân Lâm thở dài một tiếng. Ra ngoài ý định. Không nghĩ tới di tích này vậy mà là thật. Không phải giả. Chẳng qua vui mừng là cuối cùng nghe được một điểm manh mối. Nhưng sau một khắc, Diệp Quân Lâm cửa phòng bị một chân oanh mở. Hiên Viên Thanh Nhã bọn người vọt vào. Hướng về phía hắn gầm thét. Diệp Quân Lâm ngươi không phải nói di tích này là giả sao? Tại sao là thật? Đúng, giả, ngươi cho chúng ta giải thích giải thích. Chấm. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm chỉ trích nói. Chuyện này xác thực vượt quá Diệp Quân Lâm dự kiến. Dựa theo dĩ vãng, di tích này tuyệt đối là giả. Mọi người đi lãng phí thời gian không nói, ngược lại sẽ bị người khác làm quân cờ dùng. Thật không nghĩ đến vậy mà là thật. Chuyện này ta dự tính xảy ra vấn đề. Diệp Quân Lâm nói. Ha ha ha. Hiên Viên Thanh Nhã bọn hắn đều cười. Phụ thân nói ngươi có chỗ bất phàm. Bất phàm ở nơi nào rồi? Ta còn tin tưởng ngươi một lần, kết quả đây. Ngươi cứ như vậy gạt chúng ta. Ta cũng là ngốc, ngươi nói di tích là giả. Một điểm căn cứ đều không có, ta liền tin tưởng rồi. Còn để ca ca bọn hắn cũng tin tưởng ngươi một lần. Chấm. Hiên Viên Thanh Nhã sinh khí.
Diệp Quân Lâm biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy sao? Ngươi một câu lời nói dối lừa đại hạ phần lớn thế lực đều không có đi. Liền ta cùng Côn Luân công nghiệp đều không có ai đi. Chẳng khác nào đem di tích chắp tay nhường cho người, trực tiếp để nước ngoài thế lực chia cắt. Đây chính là đại hạ khai quật ra di tích A, bị nước ngoài các thế lực chia cắt. Không biết bao nhiêu người muốn cười lời nói chúng ta, thậm chí sẽ trở thành ta cùng Côn Luân công nghiệp sỉ nhục. Cũng là ngươi để tuyệt thế thần công để bị người đoạt đi, chỉ trách ngươi. Không biết đại hạ tổn thất sẽ thêm lớn. Tiếp theo ngươi biết kim cương bất hoại thần công bị nước ngoài cường giả cướp đi là khái niệm gì sao? Bọn hắn trái lại đối phó đại hạ con dân. Đến lúc đó đại hạ sẽ sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu người sẽ chết tại kim cương bất hoại thần công phía dưới. Mà hết thảy này đều do Diệp Quân Lâm, trách hắn cho chúng ta truyền lại giả tin tức, nói cho chúng ta biết di tích là giả. Bởi vậy mới có thể đem kim cương bất hoại thần công để nước ngoài thế lực cướp đi. Đến cuối cùng Diệp Quân Lâm chính là đại hạ tội nhân. Tội không thể tha thứ. Chấm. Đằng sau theo tới thiên sách thiếu soái bọn người nhao nhao chỉ trích Diệp Quân Lâm. Đem hết thảy tội danh đều trừ đến Diệp Quân Lâm trên đầu. Thanh Long nhìn không được, nhịn không được hỏi, thiếu soái không có. Không nghiêm trọng như vậy à? Còn không nghiêm trọng như vậy, nói thật cho các ngươi biết đi. Một khi kim cương bất hoại thần công luyện thành, đem khiêu chiến thần trên bảng tất cả mọi người. Thậm chí có thể nói như vậy, dù là hắc ám thượng đế cùng phụ thân ta công kích đều không thể phá vỡ kim cương bất hoại chi thân. Thiên sách thiếu soái giải thích nói. T. Đám người đổ rút khí lạnh. Nguyên lai kim cương bất hoại thần công lợi hại như vậy à? Kim cương bất hoại thần công một khi thi triển, thể chất sẽ thành kim cương bất hoại chi thân. Bất tử bất diệt, có thể chống cự trên đời này bất luận cái gì công kích. Dù là thiên kiếm địa đao đều không thể phá vỡ. Trước mắt ta còn chưa nghe nói qua có biện pháp nào có thể phá vỡ kim cương bất hoại thần công. Đây cũng không phải là Mã Nhã công nghiệp những cái kia biến chủng người chết sống lại có thể so sánh. Mặt khác một khi tiến vào kim cương bất hoại chi thân, lực công kích sẽ tối đại hóa, quyền cước phá thiên địa, bất kỳ cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi kim cương bất hoại thần công lực công kích. Áo vải sát thần ở bên tương đối giải thích cặn kẽ. Bởi vậy, đạt được kim cương bất hoại thần công luyện đến cực hạn, là có thể hướng hắc ám thượng đế cùng thiên sách thần soái khởi xướng khiêu chiến. Nói rõ như vậy bạch về sau, mọi người mới biết được mất đi cái gì. Kim cương bất hoại thần công thật đáng sợ. Vừa được đến liền có thể hướng chiến lực trần nhà khởi xướng khiêu chiến tuyệt thế thần công. Cái này nhưng so sánh thiên kiếm địa đao loại này thần khí còn muốn lợi hại hơn. Thiên sách thiếu soái thở dài, cũng trách ta. Chính là kim cương bất hoại thần công quá lợi hại. Ta cũng cảm thấy không có khả năng tùy ý bị khai quật ra, bởi vậy mới tin vào Diệp Quân Lâm lời nói. Cảm thấy là giả. Thiếu soái chuyện này sao có thể trách ngươi? Chính là Diệp Quân Lâm yêu môn hoặc chúng. Lừa gạt tất cả mọi người. Liền thần soái đều lừa gạt đến, thần soái đều hạ lệnh không tham dự di tích tranh đoạt. Đúng vậy à, hết thảy đều quái Diệp Quân Lâm. Hắn gánh chịu hết thảy hậu quả. Thiên sách thiếu soái thủ hạ nhóm nhao nhao chỉ trích Diệp Quân Lâm. Đúng. Nếu không phải hắn, cái này kim cương bất hoại thần công chính là đại hạ. Chí ít lại vì đại hạ gia tăng một vị thần bảng trước ba cường giả. Chính là Diệp Quân Lâm, chẳng những mất đi kim cương bất hoại thần công, còn để nó rơi vào địch nhân chúng ta trong tay. Rất nhanh địch nhân liền sẽ dùng nó tới giết chúng ta. Diệp Quân Lâm rất nhanh ngươi sẽ trở thành tội nhân, đại hạ lại bởi vì ngươi mà gặp nạn. Chấm. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm, thật đều muốn hận chết. Vì cái gì chuyện gì đều muốn chặn ngang một đạo. Mấu chốt cũng đều là sai. Nhất là Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Lúc trước tất cả mọi người muốn đi di tích, Diệp Quân Lâm không phải ngăn cản. Sau đó nói láo hết bài này đến bài khác. Có ý nghĩa gì sao? Liền sẽ lòe người, làm thằng hề sao? Cái này sự tình đúng là ta dự phán sai lầm, cho mọi người nói tiếng thật có lỗi. Chẳng qua ra vấn đề gì, đều để ta tới phụ trách. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm chúng ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi nói một chút bây giờ nên làm gì? Hiên Viên Thanh Nhã hỏi. Những người khác cũng đều hùng hổ dọa người, đúng, ngươi nói một chút nên làm cái gì? Không thế nào lo liệu, không phải liền là kim cương bất hoại thần công nha, dám đến đại hạ quấy rối, ta giết chính là. Diệp Quân Lâm một mặt bình tĩnh. Cái gì kim cương bất hoại thần công? Toàn mẹ hắn là thổi. Có thể đỡ nổi ta một quyền. Chân chính chí cao vô thượng thần công ta cho các ngươi, đều không luyện a.
đều cảm thấy là vô dụng. Ngược lại đối với mấy cái này đủ loại đồ vật như thế si mê. Một đám không có thấy qua việc đời ra hỏa. Mọi người cũng đừng trách ca ca, mặc dù ca ca cái này một đợt phán đoán sai lầm. Nhưng hậu quả sẽ không nghiêm trọng, một khi uy hiếp được đại hạ, ca ca khẳng định sẽ ra tay đem hắn đánh giết. Chu Nam Yên ở bên cạnh nói. Ha ha, hắn giết kim cương bất hoại thần công đại thành người. Si tâm vọng tưởng, hắn là thần bảng thứ 1000 tên, cũng không phải thần bảng đệ nhất, thần bảng thứ nhất cũng không thể. Thiên sách thiếu soái giận dữ hét. Tốt, ca, sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, cùng chúng ta cũng có chút quan hệ. Chúng ta muốn tích cực làm chuẩn bị, người kia nếu là luyện thành kim cương bất hoại thần công, khẳng định sẽ đến đại hạ diễu võ dương oai. Hiên Viên Thanh Nhã nói. Thiên sách thiếu soái bọn người gật gật đầu, ân, không sai. Ta phải nhiều hơn phái ra nhân thủ quan sát, vừa có dị động, mọi người cùng nhau hành động. Đám người rời đi. Lý Tử Nhiễm, Thanh Long mấy người đưa cho Diệp Quân Lâm một cái tuyệt vọng đến cực điểm ánh mắt. Cũng bởi vì hắn ăn nói lung tung một câu, khiến cho đại hạ gặp phải như thế lớn uy hiếp, liền tuyệt thế thần công đều ném. Chấm. Hiên Viên Thanh Nhã ngược lại là không hề rời đi. Nàng có kế hoạch của mình. Nàng đối Diệp Quân Lâm lần thứ nhất khảo sát đã thất bại. Nếu như một lần nữa thất bại, nàng liền có thể hướng phụ thân giao nộp. Khi đó sự thật trước mặt, phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Có đôi khi ta cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin, cha ta vô địch thiên hạ đều không có ngươi tự tin như vậy. Hiên Viên Thanh Nhã cười lạnh. Đó là bởi vì hắn bị ta đánh sợ, nơi nào tự tin được. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Chu Nam Yên sợ hãi hai người khí trùng đột, vội vàng lôi đi Diệp Quân Lâm. Tốt, muội muội ngươi cũng thật tốt tu luyện đi, chờ ngươi luyện thêm một đoạn thời gian, đoán chừng ngươi cũng có thể một quyền phá vỡ kim cương bất hoại chi thể. Diệp Quân Lâm sờ sờ đầu của muội muội. Chu Nam Yên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại nàng chuyên luyện Diệp Quân Lâm giáo công pháp cơ bản. Hiên Viên Thanh Nhã thấy được nàng cùng Hỏa Vân Tà Thần đều đang luyện, cười lạnh nói, hai cái kẻ ngu. Chấm. Diệp Quân Lâm không có vội vàng. Tiếp tục cùng Minh Tà Thần bọn hắn phân tích. Ta giống như biết một chút cái gì, ngươi không phải nói có thần bí người lẫn vào trong di tích sao? Mà lần này di tích nhất vật lớn chính là kim cương bất hoại thần công. Như vậy có khả năng chính là... Diệp Quân Lâm trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái ý nghĩ tới. Cái gì? Minh Tà Thần bọn hắn hỏi. Cùng biến chủng người chết sống lại có quan hệ. Mã Nhã công nghiệp cao tầng nói qua biến chủng người chết sống lại thí nghiệm phương án là chư thần phòng thí nghiệm vị nào khủng bố bác sĩ lưu lại kế hoạch. Lúc đầu cái này thí nghiệm là muốn dùng tại cỡ lớn sinh vật dã thú bên trên. Cái phương án này mục tiêu chính là chế tạo ra bất tử bất diệt thể chất đến. Biến chủng người chết sống lại đã làm được đặc biệt tốt. Thế nhưng là không đủ hoàn mỹ. Nghe được Diệp Quân Lâm phân tích, Minh Tà Thần bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Bởi vậy, bọn hắn tới này cái di tích xem xét là vì kim cương bất hoại thần công. Nếu như đem kim cương bất hoại thần công dùng tại thí nghiệm bên trong, bất tử bất diệt kế hoạch liền hoàn mỹ. Tìm tới thần công kia, chính là muốn tăng cường. Đúng, chờ ta cùng Mã Nhã công nghiệp hỏi thăm dưới. Diệp Quân Lâm lại lấy Hắc Ám Thượng Đế thân phận cùng Mã Nhã công nghiệp cao tầng hỏi thăm. Trả lời là kim cương bất hoại thần công là không cách nào dùng tại biến chủng sống trên thân người chết. Nhưng nếu như chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch liền không nhất định. Vị nào thiết kế thí nghiệm bác sĩ siêu cấp khủng bố, nói không chừng có thể vận dụng. Manh mối. Lại là một đường tác. Minh Tà Thần tra được năng lượng chấn động rõ ràng không giống cái đám kia người rất có thể chính là chư thần phòng thí nghiệm. Tiếp tục tra đi, ta tin tưởng sớm muộn cũng sẽ nắm giữ đầy đủ đầu mối. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Sau đó một đoạn thời gian ngược lại là thường thường không có gì lạ. Tất cả mọi người đang điên cuồng trong tu luyện. Hiên Viên Thanh Nhã cũng một mực đang Diệp Quân Lâm bên người. Tại quan sát của nàng dưới, Diệp Quân Lâm tuyệt không có bất kỳ chỗ bất phàm. Về phần khổ luyện công pháp cơ bản Chu Nam Yên cùng Hỏa Vân Tà Thần thật sự là một điểm tiến bộ đều không có. Nhất là Hỏa Vân Tà Thần, khí tức trên thân càng ngày càng yếu ớt. Cảm giác không bao lâu, liền sẽ chết đồng dạng. Nhưng nàng làm sao biết? Hỏa Vân Tà Thần dạng này ngược lại là nhập môn, cùng ban đầu ở Hắc Ám Lao Lung bên trong Diệp Quân Lâm cùng với tương tự. Cái này đại biểu cho hắn hướng thành công con đường, lại mạnh mẽ phóng ra một bước. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi, không ngừng có tin tức truyền đến.
Những cái kia tại di tích đạt được còn lại các cường giả trải qua khoảng thời gian này tu luyện, đem bọn hắn đạt được công pháp cùng dược vật đều tiêu hóa. Thực lực từng cái đột nhiên tăng mạnh. Tại các nơi trên thế giới dần dần bộc lộ tài năng. Chuẩn thần bảng xếp hạng cùng thần bảng xếp hạng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên lai ở vào ổn định xếp hạng thần bảng thứ 1000, Diệp Quân Lâm, đột nhiên rớt xuống chuẩn thần bảng thứ 17 vị trí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa có người thay thế hắn tiến vào thần bảng, còn có rất nhiều người đột nhiên vào tới trước mặt hắn. Sự thực là tổng cộng có 13 người xông vào thần bảng. Thay thế thần bảng 13 người, bọn hắn rơi xuống đến chuẩn thần bảng. Trong đó lại có mấy người vượt qua bộ phận thần bảng đến rơi xuống người, bởi vậy Diệp Quân Lâm xếp tại chuẩn thần bảng người thứ 17. Rung động, quá rung động. Tất cả mọi người minh bạch, cái này vẻn vẹn di tích bên trong công pháp và thiên tài địa bảo mang tới thay đổi. Nháy mắt đem 13 người đẩy vào thần bảng, lại không biết để bao nhiêu người tại chuẩn thần trên bảng một đường kéo lên. Đáng sợ nhất chính là cướp được kim cương bất hoại thần công Hirai võ tàng ngay tại Đông Phương Châu các nơi khiêu chiến thần bảng cường giả. Hắn xếp hạng một đường tăng vọt, không ngừng tiến bộ. Bây giờ đã giết tới thần bảng thứ 50. Hắn xếp hạng vẫn còn tiếp tục lên cao. Hắn khiêu chiến đông đảo cùng tinh quốc cùng xung quanh các quốc gia thần bảng cường giả. Để hắn một lần đến thần bảng 30 vị trí đầu. Lúc này tất cả mọi người đã chấn kinh. Nhất là đại hạ các nơi. Dám biết kim cương bất hoại thần công chỗ đáng sợ. Trong thời gian thật ngắn, có thể đem người từ chuẩn thần bảng mấy ngàn tên đẩy lên thần bảng 30 người đứng đầu. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Hirai võ tàng thực lực chân thật không chỉ có riêng là thần bảng 30 người đứng đầu. Chỉ là hắn ngay tại chậm rãi khiêu chiến ở trong. Thời gian càng dài, hắn kim cương bất hoại thần công sẽ càng ngày càng thành thạo, xếp hạng cũng sẽ một đường tăng vọt. Hắn thực lực chân chính là có thể sánh vai thần bảng thứ nhất. Mà Hirai võ tàng mục tiêu kế tiếp chính là đại hạ. Hoảng. Đại hạ biết tin tức sau nhau nhau đều hoảng. Sự tình khả năng so với bọn hắn theo dự liệu càng thêm đáng sợ. Tiến bộ quá nhanh. Lúc đầu kim cương bất hoại thần công liền tốt luyện, nhưng cái này tiến bộ không gian quá lớn. Nhưng mọi người không nghĩ tới một điểm là càng sợ hãi chính là Hirai võ tàng sư phụ, lang cốc hắc mộc. Đông đảo thời đại mới xuất hiện vương giả. Thần bảng xếp hạng thứ 16 tồn tại. Kỳ thật kim cương bất hoại thần công là bị hắn đạt được. Bây giờ đồ đệ của hắn dựa vào kim cương bất hoại thần công đại sát tứ phương, vững vàng xông vào thần bảng 30 vị trí đầu. Như vậy hắn cái này là đây này. Đây mới thực sự là có thể khiêu chiến thần bảng thứ nhất cùng thiên sách thần soái tồn tại. Tin giữ một cái tiếp một cái, rung động toàn thế giới. Rất nhanh tin tức truyền ra. Lang cốc hắc mộc đem cùng đồ đệ cùng một chỗ tiến vào đại hạ, khiêu chiến các đại cường giả. Nhất là thần bảng cường giả. Đại hạ thần bảng cường giả, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Tiêu Phong bọn hắn đều là 30 về sau. Trước 30 có Lý Tử Nhiễm, thứ 27 tên. Diệp Lăng Thiên thần bảng thứ 25. Thần bảng thứ 23, 22, 21, 19 đều là đại hạ cường giả. Đại hạ thập đại thế lực ở trong lĩnh Nam cổ tộc lĩnh Nam vương thần bảng thứ 17. Thập đại thế lực Tây Bắc cổ tộc lôi thiên thần bảng thứ 16. Thanh thành một kiếm đạo kiếm lý đạo y thần bảng thứ 14. Thần bảng thứ 13. Thần bảng thứ 12. Hiên viên thanh nhã thần bảng thứ 10. Diệp vô đạo thần bảng thứ 8. Thiên sách thiếu soái thần bảng thứ 6. Phật môn kim cương rồng tăng thần bảng thứ 4. Chấm. Không thể không nói, đại hạ cường giả như mây. Thần bảng 30 vị trí đầu ghế chiếm cứ rất nhiều rất nhiều. Chẳng qua những người này tiếp xuống đều là lang cốc hắc mộc sư đổ hai cái mục tiêu. Diệp Quân Lâm báo ứng đến rồi. Bây giờ người ta luyện thành kim cương bất hoại thần công. Đến đại hạ. Kim cương bất hoại thần công đây chính là ta đại hạ công pháp A. Bây giờ người ta cầm đại hạ công pháp đến giết đại hạ người. Tới khiêu chiến đại hạ cường giả, cuối cùng còn muốn vũ nhục đại hạ. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, đại hạ liền phải quật khởi một vị siêu cấp cường giả, thậm chí có thể sánh vai hắc ám thượng đế, trực tiếp đứng hàng thần bảng đệ nhất. Diệp Quân Lâm biết ngươi để đại hạ bỏ lỡ cái dạng gì cơ hội sao? Chấm. Mọi người dự đoán tai nạn tiến đến. Tất cả mọi người tới cửa đến chỉ trích Diệp Quân Lâm. Xác thực muốn trách hắn, không có hắn chuyện này phát sinh không được. Còn có thể sinh ra một vị cường giả tuyệt thế. Hiên viên thanh nhã nhìn xem Diệp Quân Lâm cười lạnh, đây chính là bất phàm của ngươi chỗ.
chính là sẽ gặp rắc rối, sẽ nghênh đón tai nạn, thất vọng. Rất nhiều người đều đối với hắn thất vọng. Cũng là bởi vì nghe hắn, mới biến thành cục diện trước mắt. Hiện tại che ngập bầu trời đều là trào phúng đại hạ thanh âm. Đem lão tổ tông lưu lại đồ vật, tặng cho người ngoài, để người ngoài phản qua tay đến đánh chính mình. Sỉ nhục a, à. Sỉ nhục đầu nguồn chính là Diệp Quân Lâm. Yên tâm đi, khiêu chiến không có gì, cứ việc để hắn khiêu chiến đi. Nếu như bọn hắn có bất cứ uy hiếp gì, ta sẽ tùy thời ra tay đem bọn hắn chém giết. Vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai. Ta đều là đại hạ thủ hộ thần. Ừm. Diệp Quân Lâm một mặt lãnh đạm. Căn bản không có đem những này cái gọi là địch nhân để vào mắt. Phốc. Nghe vậy, mọi người toàn bộ cười ra tiếng. Đại hạ thủ hộ thần. Ha ha ha. Cái này trò đùa mở quá lớn. Đại hạ thủ hộ thần, kia phải là khái niệm gì? Có thể trợ giúp đại hạ giải quyết hết thảy nguy nan hiểm trở. Không sợ hết thảy. Dù là thiên sách thần soái loại này vô địch tồn tại, cũng không dám nói một tiếng đại hạ thủ hộ thần. Chân chính đại hạ thủ hộ thần là thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc A. Diệp Quân Lâm nói là mình một người liền có thể. Đây chẳng phải là buồn cười không? Diệp Quân Lâm chúng ta đi trước bận bịu, nếu là cuối cùng thực sự trở thành tai nạn, cái thứ nhất bắt người tế điện chiến đao. Chấm. Tất cả mọi người đi chuẩn bị. Nhưng hiếu kỳ chính là thiên sách thần soái hạ lệnh thiên sách phủ bảo long nhất tộc không tham dự việc này. Cái này khiến mọi người rất là hiếu kỳ. Dường như cái này hai lần sự tình, thiên sách thần soái đều là cùng Diệp Quân Lâm đứng chung một chỗ. Hiên Viên Thanh Nhã không rõ, phụ thân nhìn chúng Diệp Quân Lâm kia một điểm rồi. Chẳng lẽ hắn thật có không tầm thường chỗ? Chẳng qua lần này cũng là cơ hội tốt. Cuối cùng nàng sẽ đem Diệp Quân Lâm đẩy đi ra. Để hắn cùng Lang Cốc Hắc Mộc hai người đối chiến. Xem hắn đến cùng phải hay không khoác lác. Có bản lãnh hay không đem địch nhân diệt trừ. Nếu quả thật vậy đã nói rõ chỗ bất phàm của hắn. Nếu như giả, vậy hắn liền đi chết đi. Hiên Viên Thanh Nhã đã làm tốt quyết định. Thông qua lần này tới kiểm tra Diệp Quân Lâm. Chấm. Rất nhanh, Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ hai người tiến vào đại hạ. Hai người bắt đầu khiêu chiến. Pirai Võ Tàng bắt đầu khiêu chiến thần bảng 30 tên về sau cường giả. Thanh Long, Kỳ Lân bọn hắn đều có mặt. Bị khiêu chiến Kỳ Lân bọn hắn tự nhiên đáp ứng, tuyệt không lùi bước. Rất nhanh từng cái tin tức truyền đến. Thanh Long bại. Chu Tước bại. Chấm. Kỳ Lân bại. Độc Tà Thần bại. Kiếm Tà Thần bại. Chấm. Tuần Khắc bại. Tiêu Phong bại. Chấm. Pirai Võ Tàng ỷ vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đối đại hạ thần bảng các đại cường giả tiến hành quét ngang. Cùng Diệp Quân Lâm tương quan những cái này thần bảng cường giả một cái đều không lọt. Đại hạ Minh Tu La chiến thần, phiền thắng nam, thất sát phá quân mấy cái cũng toàn bộ đều bại. Còn lại Diệp Quân Lâm cũng không biết thần bảng cường giả toàn bộ bại. Lần này Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ chính là hướng về phía muốn đánh bại đại hạ tất cả thần bảng cường giả đến. Bọn hắn khí thế như cầu vồng. Pirai Võ Tàng chọn trước chiến. Lấy dễ như trở bàn tay tình thế quét ngang thần bảng 30 tên về sau tất cả cường giả. Một cái đều không lọt. Đều không ngoại lệ, toàn bộ chiến bại. Đối mặt Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tất cả cường giả đều vô kế khả thi, bó tay hết cách. Căn bản đánh không lại a. Toàn thế giới rung động. Đại hạ lâm vào thời đại mới đến nay lớn nhất khốn cảnh. Trước đó cũng bị cường giả khiêu chiến qua. Nhưng nơi nào như vậy chật vật qua. Bây giờ bị người ta đánh tới không cách nào thở dốc tình trạng. Sau đó Lang Cốc Hắc Mộc bắt đầu khiêu chiến thần bảng 30 vị trí đầu cường giả. Đứng mũi chịu sào chính là Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm gần đây tiến bộ cấp tốc, từ 34 đến 27 tên. Nàng cái thứ nhất bị khiêu chiến. Nhưng gặp được mạnh hơn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này so biến chủng người chết sống lại càng biến thái. Biến chủng người chết sống lại là đáng sợ lực phòng ngự, không cách nào đánh bại hoặc là đánh xuyên. Nhưng Lang Cốc Hắc Mộc là lực phòng ngự tiến công lực một thể. Đều như thế mạnh, gặp được chỉ có thể là tuyệt vọng. Lý Tử Nhiễm bại. Thứ hai là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cũng bị đánh bại không hề có lực hoàn thủ. Bại. Thứ 23 bại. 22 bại. 21 bại. 19 bại. Lĩnh Nam cổ tộc thứ 17 cường giả bại. Thứ 16 Lôi Thiên bại. Thứ 14 bại.
thứ 12 bại, thứ 11 bại. Thần bảng thứ 8 Diệp Vô Đạo cũng bị khiêu chiến. Cuối cùng Diệp Vô Đạo bại. Thần bảng thứ 6 Thiên Sách thiếu soái toàn lực xuất chiến, hắn nhưng là trọn vẹn cùng Thiên Sách phủ các đại cường giả nghiên cứu một đêm, như thế nào nhằm vào Kim Cương Bất Hoại thần công. Hắn so tất cả những người khác đều kiên trì lâu, nhưng cuối cùng vẫn là bại. Tuyệt chiêu của hắn thi triển đi ra, vẫn không thể nào đánh tan Kim Cương Bất Hoại chi thể. Cuối cùng thần bảng thứ 4 Kim Cương Rồng Tăng cũng bị tìm tới cửa. Rồng Tăng tu luyện bất diệt kim thân ngược lại là cùng Kim Cương Bất Hoại thần công có rất lớn trình độ tương tự. Mặc dù Rồng Tăng bất diệt kim thân cùng Kim Cương Bất Hoại chi thể trình độ phòng ngự không sai biệt lắm, nhưng Kim Cương Bất Hoại thần công còn có giống nhau trình độ lực công kích. Bởi vậy cuối cùng thần bảng thứ 4 Kim Cương Rồng Tăng cũng thất bại. Đại hạ rung động, toàn thế giới rung động. Liên Thiên Sách thiếu soái cùng Kim Cương Rồng Tăng loại này cường giả đều bị đánh bại. Còn có ai có thể ngăn được hắn? Đại hạ trực tiếp trở thành trò cười. Sỉ nhục. Lần này mang cho mọi người sỉ nhục là to lớn. Dù sao đây chính là đại hạ thần công a. Đúng, còn lại một cái thần bảng thứ 10 Hiên Viên Thanh Nhã, đi khiêu chiến nàng. Lang Cốc Hắc Mộc để mắt tới Thiên Sách phủ tiểu công chúa. Nhưng Hiên Viên Thanh Nhã giờ phút này chính cùng Diệp Quân Lâm cùng một chỗ. Những cái kia bại thần bảng cường giả giờ phút này đều tụ tập tại Diệp Quân Lâm trong biệt thự. Đối Diệp Quân Lâm nhao nhao chỉ trích. Diệp Quân Lâm bây giờ thấy đi, hậu quả đã ủ thành. Đại hạ đã trở thành trò cười, người người hổ thẹn. Trở thành sỉ nhục. Đại hạ tất cả thần bảng cao thủ đều không ngoại lệ đều bị quét ngang. Hiện tại không ai có thể ngăn lại hắn. Mấy ngày nay là đại hạ sỉ nhục nhất thời khắc hắc ám nhất. Chấm. Liên Thiên Sách thiếu soái mấy người cũng nhao nhao chạy đến, Diệp Quân Lâm ngươi có nhận hay không? Đây có phải hay không là lỗi của ngươi? Nếu không phải ngươi ngăn đón chúng ta, nói cho kia là giả. Kim Cương Bất Hoại thần công sẽ rơi vào người khác trong tay sao? Bây giờ người ta dùng Kim Cương Bất Hoại thần công đến quét ngang đại hạ, vũ nhục đại hạ. Chà đạp tôn nghiêm của chúng ta, chà đạp đại hạ võ học. Thế nhưng là lúc đầu Kim Cương Bất Hoại thần công là đại hạ. Rõ ràng có thể là chúng ta có thể cầm tới a. Bây giờ lại trở thành người khác giết chính chúng ta đồng bào thần công. Chấm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm chỉ trích. Đem phẫn nộ của bọn hắn, không cam lòng, sau khi thất bại sỉ nhục chờ tất cả tâm tình tiêu cực đều phát tiết tại hắn trên người một người. Đúng thế. Chuyện này cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ. Là hắn phán đoán sai lầm. Nhưng cũng không thể chỉ trách hắn. Nếu là chính bọn hắn đủ cường đại, sẽ xuất hiện loại sự tình này. Nói trắng ra, còn không phải mình vô năng. Hiện tại chính là vô năng sủa loạn. Còn tìm Diệp Quân Lâm đến chút giận. Diệp Quân Lâm cười. Ngược lại để đại hạ bọn này thiên kiêu các tinh anh ăn một chút thua thiệt cũng không tệ. Miễn cho từng cái tự cho là đúng thiên hạ đệ nhất. Mỗi ngày kêu gào mình thần bảng xếp hạng, cái này tiến 50 vị trí đầu, cái này 30 vị trí đầu. Cả đám đều cuồng phải không thay đổi. Lần này tốt, để người ta làm. Từng cái không đều trung thực rồi. Cái gì thần bảng cái này cái kia, gặp được Kim Cương Bất Hoại thần công, từng cái không đều là bại rồi. Từng cái cả ngày nói khoác thời đại mới công pháp như thế nào như thế nào. Hiện tại Kim Cương Bất Hoại thần công thế nhưng là vật cổ xưa. Mọi người bị cổ xưa công pháp đều ngược phải đều không biên giới. Cho nên Diệp Quân Lâm cảm thấy bị quét ngang là chuyện tốt. Chí ít có thể tôi luyện bọn hắn. Áp chế đám người nhuệ khí. Chẳng qua đối Thiên Sách thiếu soái cùng Diệp Vô Đạo đến nói đúng là sỉ nhục a. Để người ta ngược đến căn bản không hề có lực hoàn thủ. Thiên Sách thiếu soái bại, nhưng Thiên Sách phủ lại không thể ra tay, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt xuống. Nhưng Diệp Vô Đạo không thể thừa nhận sỉ nhục. Đã hướng Diệp thị cổ tộc viện binh. Những người khác cũng chỉ có thể cùng Thiên Sách thiếu soái đồng dạng. Bị dẫm đạp tôn nghiêm, nhận sỉ nhục, lại không biện pháp trả lại. Diệp Quân Lâm chuyện lần này ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Ngươi chết 100 lần đều không đủ lấy lắng lại chúng nộ. Đám người quát lớn. Vậy nếu như ta đem bọn hắn sư đồ đều giết đây? Diệp Quân Lâm cười hỏi. Đều giết rồi. Tất cả mọi người cười. Bây giờ Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ cường đại cỡ nào, ở đây những người thất bại này so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế cùng Thiên Sách thần soái cấp bậc này không ra, căn bản không ai có thể làm gì được bọn hắn sư đồ. Dù là thần bảng thứ hai cùng thứ ba đều không được.
đều không thể ngăn cản bọn hắn sư đồ. Diệp Quân Lâm nói muốn bọn hắn đều giết rồi. Quả thực buồn cười. Không tốt, Lang Cốc Hắc Mộc muốn tìm Chiến Thiên Sách phủ tiểu công chúa. Ngay tại hướng nơi này chạy đến. Lúc này có người truyền đến tin tức này. Cái gì, Lang Cốc Hắc Mộc đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Đi nhanh lên, tuyệt đối không được lại nhìn thấy hắn. Đây là những người thất bại nghe được hai người này muốn tới, lập tức tựa như là chuột gặp mèo đồng dạng, dọa đến bốn phía tán loạn. Nơi này bọn hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Bọn hắn càng không có dũng khí lại đi đối mặt Lang Cốc Hắc Mộc. Bọn hắn đã bị thật sâu thất bại. Cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Sợ. Là thật sợ Lang Cốc Hắc Mộc. Bị đánh sợ. Đã khắc vào linh hồn. Bao quát Thiên Sách thiếu soái cũng giống như vậy. Bị Lang Cốc Hắc Mộc đánh tới sợ. Cái này cũng là hắn nhân sinh bên trong thứ nhất chân chính thất bại. Các loại Thiên Sách phủ công pháp thi triển, các loại bí mật bất truyền toàn bộ dùng đến. Nhưng đối mặt Kim Cương Bất Hoại Thần Công, từ đầu đến cuối không cách nào công phá. Đó là một loại thế nào tuyệt vọng. Hắn là triệt triệt để bị Lang Cốc Hắc Mộc đánh tới sợ. Vừa nghe đến cái tên này, liền toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Muội muội ngươi yên tâm, Lang Cốc Hắc Mộc chỉ là cùng ngươi luận bàn, sẽ không giết ngươi. Để lại một câu nói, Thiên Sách thiếu soái vậy mà chạy. Những người khác so Thiên Sách thiếu soái nghiêm trọng hơn, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào tơ máu, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đi đường đều khập khiễng. Chỉ là nghe được cái tên này, liền hù đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Thời gian một cái nháy mắt, đến khiển trách Diệp Quân Lâm người toàn bộ đều chạy xong. Bọn hắn thực sự không có dũng khí lại đi đối mặt Lang Cốc Hắc Mộc. Gặp lại một lần, đoán chừng bọn hắn đều sẽ hậm hực cả một đời. Dọa chạy. Vẻn vẹn nghe được Lang Cốc Hắc Mộc danh tự, liền toàn dọa chạy. Diệp Quân Lâm thật muốn nói một câu, liền cái này. Uy, các ngươi chớ đi a, ta để các ngươi nhìn xem ta như thế nào bạo đánh bọn hắn sư đồ. Chớ đi a. Diệp Quân Lâm còn muốn giữ chặt mấy người quen xem một chút. Chỉ là từng cái giống như thoát cương chi ngựa, kéo đều kéo không ngừng. Ngươi đi một mình chịu chết đi, chúng ta thế nhưng là sợ Lang Cốc Hắc Mộc. Tất cả mọi người chạy mất. Trong nháy mắt, giữa sân chỉ còn lại Hiên Viên Thanh Nhã cùng Diệp Quân Lâm. Chu Nam Yên cùng Hỏa Vân Tà Thần ngược lại là cũng tại, chẳng qua hai người hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, bế quan tu luyện đâu. Sợ thành dạng này, ta thật sự là chết cười. Diệp Quân Lâm vui. Hắn vuốt cằm nói, đợi chút nữa phải tìm lý do đem cái này sư đồ cho giết. Lý do gì đâu, đến đại hạ gây sự, giống như chỉ là thuần khiêu chiến, cũng không giết người, cũng không có sinh linh đổ thán a. Mấy cái này lý do giống như đều không đầy đủ. Đối, có rồi. Diệp Quân Lâm đã nghĩ đến đợi chút nữa như thế nào tìm lấy cớ đối Lang Cốc Hắc Mộc hai người động thủ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Hôm nay Hiên Viên Thanh Nhã một mực rất yên tĩnh, Diệp Quân Lâm đều không chút nghe được nàng nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, Hiên Viên Thanh Nhã sắc mặt trắng bệch, thân thể đang kịch liệt run rẩy, cùng sinh một trận bệnh nặng giống như. Nàng cũng đang sợ. Vừa mới nhiều như vậy người biểu hiện, nhất là ca ca của nàng thần thái. Thật sâu kích thích đến nàng. Thiên Sách thiếu soái kia là cỡ nào một người kiêu ngạo a? Cho tới bây giờ không có bại qua. Trừ phụ thân, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sợ. Trước kia trong từ điển đều không có cái từ này. Nhưng hôm nay đối mặt Lang Cốc Hắc Mộc thành bộ dạng này. Có thể đem hắn sợ đến như vậy, đủ thấy cái này Lang Cốc Hắc Mộc có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên Hiên Viên Thanh Nhã cũng bắt đầu sợ hãi. Nàng là cái cuối cùng bị khiêu chiến thần bảng cường giả. Tương đương với đại hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như nàng bại, như vậy đại biểu toàn bộ đại hạ thần bảng cường giả đều bị triệt triệt để quét ngang một lần. Nàng gánh vác quá nặng đi, tăng thêm mọi người bị dọa thành bộ dáng này. Cái này khiến Hiên Viên Thanh Nhã sợ hãi đến sụp đổ. Cả người đều muốn hồn bất phụ thể. Diệp Quân Lâm, thật có lỗi. Người đều còn chưa tới, sợ đến như vậy. Trước đó cỗ này ngang ngược lực đâu. Không phải rất lợi hại sao? Phụ thân ngươi không phải vô địch thiên hạ sao? Làm sao từng cái sợ thành dạng này? Mà lại phụ thân các ngươi để Thiên Sách phủ mặc kệ chuyện này nguyên nhân, là biết mình sớm tối đều sẽ ra tay. Hắn liền căn bản không phải uy hiếp. Bởi vậy mới có thể yên tâm. Một đám đầu đần cái gì cũng không biết.
bị khiêu chiến cũng không phải ngươi, ngươi đương nhiên không sợ. Ngươi căn bản không biết đối mặt là dạng gì tồn tại. Hiên Viên Thanh Nhã nhìn thấy. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm cùng Hiên Viên Thanh Nhã đều cảm nhận được động tĩnh. Oanh! Một áp lực đáng sợ đánh tới. Tựa như một ngôi sao nện xuống, muốn đem Giang Bắc hủy diệt. Hiên Viên Thanh Nhã thân thể rung động run càng dữ dội. Nàng dường như thân thể như nhũn ra đến chạm bất ổn, mồ hôi lạnh càng là đánh thấu toàn thân. Chưa chiến trước e sợ. Hiên Viên Thanh Nhã đã thua triệt triệt để để. Đừng nói cùng Lang Cốc Hắc Mộc đánh, chính là cùng Hirai Võ Tàng đánh, cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Cái này, đây chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công cảm giác áp bách sao. Hiên Viên Thanh Nhã đã đang run rẩy, sợ hãi đến cực hạn. Không sai. Lang Cốc Hắc Mộc cùng đồ đệ Hirai Võ Tàng đến. Đến mức Diệp Quân Lâm nhà biệt thự chung quanh không có bất kỳ ai. Liền vụng trộm xem chiến đều không có. Kim Cương Bất Hoại Thần Công mang cho mọi người quá lớn uy hiếp. Ai cũng sợ. Mà lại kết quả mọi người đều biết. Hiên Viên Thanh Nhã thua không nghi ngờ. Không có gì hàm kim lượng một trận chiến, có nhìn hay không đều là giống nhau. Tất cả mọi người đang sợ hãi tiếp xuống bọn hắn đối đại hạ trào phúng. Đại hạ thần trên bảng cường giả đều bị quét ngang một lần a. Mà lại lập tức thần bảng lại muốn bắt đầu đổi mới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lang Cốc Hắc Mộc tương lai đến thần bảng vị trí thứ hai. Hắn đã là thần bảng thứ hai thực lực. Sau đó đoán chừng hắn sẽ hướng thần bảng thứ nhất phát ra khiêu chiến. Tương lai còn khó nói. Nhưng bây giờ đã là thực sự thần bảng thứ hai. Oanh! Nương theo lấy một đạo tiếng vang, hai cái đông đảo võ sĩ trang chuẩn bị người liền đến đến. Hiên Viên Thanh Nhã, Thiên Sách Phủ Tiểu Công Chúa, thần bảng thứ 10. Đông đảo Lang Cốc Hắc Mộc đến đây khiêu chiến. Lang Cốc Hắc Mộc bày ra khiêu chiến tư thế. Diệp Quân Lâm vừa muốn nói chuyện, lại bị Hiên Viên Thanh Nhã phẫn nộ đẩy lên một bên. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Cứ việc sợ hãi, mặc dù biết không địch lại, nhưng Hiên Viên Thanh Nhã vẫn là bên trên. Đang sợ hãi tâm lý tác dụng dưới, Hiên Viên Thanh Nhã một trận chiến này chỉ phát huy ra một nửa thực lực. Bị Lang Cốc Hắc Mộc nhẹ nhõm đánh bại. Nhìn xem ngã trên mặt đất hộc máu Hiên Viên Thanh Nhã. Lang Cốc Hắc Mộc lạnh lùng chế giễu nói, không chịu nổi một kích. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Ngươi vẫn là Thiên Sách Phủ Tiểu Công Chúa. Ngươi mang thế nhưng là đại hạ chính thống thần công. Rác rưởi như vậy, rác rưởi. Hirai Võ Tàng cũng cười nhạo nói, đại hạ không có ai sao. Thật không ai, thần trên bảng tất cả cường giả đều bị thầy trò chúng ta quét ngang, một cái có thể đánh đều không có. Một đám phế vật. Về sau, nhìn thấy đông đảo võ giả. Liền phải ngoan ngoãn kêu một tiếng ra ra, sau đó dập đầu đi vòng. Không phải gặp một lần đánh một lần. Lang Cốc Hắc Mộc cũng gật gật đầu, ta tuyên bố từ giờ trở đi, đại hạ bị ta dẫm tại dưới chân. Tất cả thần trên bảng đối thủ đều bị ta đánh bại. Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc đương nhiên không thể ra tay, bọn hắn nếu là ra tay, chính là chơi xấu. Muốn so, chúng ta liền so thần bảng cường giả. Đây là toàn thế giới công nhận. Hirai Võ Tàng còn bổ sung một câu. Ta chính là muốn dùng đại hạ thần công đến đem bọn hắn đánh phục, đánh tới sợ hãi sợ hãi. Đánh tới bọn hắn vừa nghe đến ta Lang Cốc Hắc Mộc danh tự, liền nghe tin đã sợ mất mật, hù đến tẻ ra quần. Ta muốn tên của ta Lang Cốc Hắc Mộc trở thành toàn bộ đại hạ ác mộng. Trở thành bọn hắn sợ hãi đến sách cũng không dám sách cấm kỵ. Chỉ cần ta về sau đi vào đại hạ, từng nhà đều muốn đóng cửa, trên đường cái không ai. Tiểu hài cũng không dám khóc giống. Lang Cốc Hắc Mộc bá khí nói. Sư phụ ngài đã làm được, vừa mới kỳ thật Thiên Sách thiếu soái bọn hắn ngay ở chỗ này. Nhưng vừa nghe đến ngài muốn tới, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, toàn chạy. Lập tức tin tức truyền đi, ngài sẽ thành đại hạ cấm kỵ đại ma vương. Hirai Võ Tàng ở bên cạnh suy hư. Ngã trên mặt đất Hiên Viên Thanh Nhã chảy xuống khuất nhục nước mắt. Giờ khắc này, nàng tất cả tôn nghiêm đều bị dẫm đạp. Về sau không mặt mũi gặp người. Lại không dám thấy Lang Cốc Hắc Mộc. Rời đi đi, đại hạ quá không chịu nổi một kích, một cái có thể đánh đều không có. Lang Cốc Hắc Mộc cùng đồ đệ quay người muốn rời khỏi. Chậm đã. Khi ngươi nhà phòng bếp, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp Quân Lâm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm, Lang Cốc Hắc Mộc hòa bình giếng võ tàng đều sửng sốt một chút. Còn có người.
Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có chú ý đến Diệp Quân Lâm tồn tại. Trong mắt chỉ có Hiên Viên Thanh Nhã. Thậm chí liền Bế Quan Hỏa Vân Tà Thần cùng Chu Nam Yên hai người đều không vào mắt. Bọn hắn khí tức trên thân quá yếu, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nếu là người bình thường, như vậy liền cùng trên đất bò sát con kiến đồng dạng. Chắc chắn sẽ không đi nhìn nhiều. Bởi vậy, ngay từ đầu Lang Cốc Hắc Mộc Sư Đồ liền căn bản không có đem Diệp Quân Lâm làm người, trực tiếp làm không khí đồng dạng xem nhẹ. Dạng này người, liền để bọn hắn trào phúng một câu tư cách đều không có. Người nhất nhỏ bé chính là như thế, để người ta liền nhìn ngươi liếc mắt tư cách đều không có. Nhưng lúc này nghe được thanh âm, để hai người rất là kinh ngạc. Lại còn có người. Pirai Võ Tàng nghi ngờ nói. Lang Cốc Hắc Mộc cũng bắt đầu quan sát Diệp Quân Lâm tới. Trên mặt đất nằm Hiên Viên Thanh Nhã cũng đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Quân Lâm. Lúc này hắn đứng ra, không phải muốn chết sao. Nguyên bản có thể bình yên vô sự. Ngu xuẩn phế vật. Sư phụ ta nhớ tới. Hắn là Diệp Quân Lâm. Ngày xưa tại ta Đông Đảo giết tiến giết ra, ép tới ta Đông Đảo võ giả không ngóc đầu lên được nhận hết khuất nhục. Chẳng qua thời đại mới tiến đến về sau, hắn triệt để biến thành phế vật. Hiện tại dường như xếp tại chuẩn thần bảng người thứ 17. Pirai Võ Tàng đánh giá Diệp Quân Lâm, nói ra thân phận của hắn tới. Diệp Quân Lâm làm Đông Đảo các quốc gia hạng nhất đại địch, rất nhiều người đối với hắn đều là khắc cốt minh tâm. Thậm chí có thể nói khắc vào gia phả bên trên. Hậu thế nhất thiết phải chém giết người này. Là hắn a, đều xưng hô hắn là ngày xưa vương giả. Chẳng qua chuẩn thần bảng liền cùng sâu kiến đồng dạng, không có tư cách để ta giết. Lang Cốc Hắc Mộc căn bản không có đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. Uy, người có ý tứ gì? Pirai Võ Tàng nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi. Nơi này là nhà ta, các ngươi tới tới đi đi trải qua đồng ý của ta sao? Còn tại nhà ta đã thương người, liền đi thẳng một mạch như vậy. Diệp Quân Lâm lạnh lùng mà hỏi. Pirai Võ Tàng đôi mắt bên trong sáng lên. Hắn nghe được. Diệp Quân Lâm đây là chất vấn giọng điệu. Ngươi muốn làm gì? Dựa theo quy định của ta, các ngươi liền phải lưu lại ít đồ. Diệp Quân Lâm nói. Lưu lại cái gì? Lang Cốc Hắc Mộc cũng hứng thú, muốn biết cái này sâu kiến muốn làm gì. Lưu lại mạng chó của các ngươi. Lời này mới ra. Trừ Diệp Quân Lâm bên ngoài, ở đây ba người đều là cùng nhau sững sờ. Muốn đem Lang Cốc Hắc Mộc mệnh lưu lại. Làm sao dám a? Trong đầu thế nào nghĩ? Hiên Viên Thanh Nhã đều muốn điên. Ngu xuẩn. Mười phần ngu xuẩn. Lang Cốc Hắc Mộc đều cường đại thành cái dạng gì, quét ngang đại hạ thần bảng cường giả, trở thành đại hạ ác mộng. Diệp Quân Lâm còn muốn đi khiêu khích. Đây không phải đi chịu chết sao? Phụ thân một mực nói hắn có chỗ bất phàm, Hiên Viên Thanh Nhã là một chút cũng không nhìn ra. Ngược lại là ngu xuẩn địa phương rất nhiều. Hiện tại hành vi liền siêu cấp ngu xuẩn. Ha ha ha, lấy mạng chúng ta. Đoán chừng Lang Cốc Hắc Mộc hai người đều không nghĩ tới Diệp Quân Lâm có thể nói ra lời này tới. Nhìn không được giật nảy cả mình. Tự tiện xông vào chỗ ở của ta. Nhất định phải chết, đây là ta định phép tắc. Lý do này là Diệp Quân Lâm nghĩ thật lâu mới nghĩ tới. Cái kia tới trước chết. Diệp Quân Lâm nhìn chừng chừng lấy hai người. Muốn chết. Pirai Võ Tàng không nói hai lời, lập tức xung kích đi vào. Giết chuẩn thần bảng cường giả, hắn liền kim cương bất hoại thần công đều không muốn dùng. Dù sao sâu kiến mà thôi. Pirai Võ Tàng dùng chính là Đông Đảo võ sĩ thân phận, nhanh như sấm sét, thân pháp quỷ mị như yêu. Muốn đối Diệp Quân Lâm một kích mất mạng. Chỉ là Diệp Quân Lâm khóe miệng mỉm cười. Tại Pirai Võ Tàng đột thứ đến nháy mắt, hắn đấm ra một quyền. Răng rắc. Pirai Võ Tàng thân thể tại Lang Cốc Hắc Mộc cùng Hiên Viên Thanh Nhã hai người trước mắt nổ tung, xương máu phun ra. Người hết rồi. Pirai Võ Tàng người tại chỗ hết rồi. Pirai Võ Tàng thực lực gì? Thần bảng 30 về sau, hắn đều có thể tùy tiện quét ngang. Dù là không sử dụng kim cương bất hoại thần công, hắn cũng liền thần bảng hàng đầu tồn tại. Hiên Viên Thanh Nhã mấy trong vòng 10 chiêu không có lòng tin giết chết. Nhưng Diệp Quân Lâm tùy tiện một quyền liền cho đánh chết. Thực sự là quá rung động. Hiên Viên Thanh Nhã nhìn thấy người không có một màn này, thân thể đang run rẩy. Nghĩ đến phụ thân dặn đi dặn lại. Diệp Quân Lâm có chỗ bất phàm. Vừa mới một quyền này đầy đủ. Một quyền này tuyệt đối là thần bảng hàng đầu thực lực.
Nguyên lai phụ thân nói là cái này. Chỗ bất phàm chính là Diệp Quân Lâm có được thần bảng hàng đầu thực lực. Mình quả nhiên nhìn lầm. Nguyên lai Diệp Quân Lâm thực lực mạnh như vậy, chính mình cũng không nhìn ra. Thế nhưng là, hữu dụng không? Hiện tại có thể đối mặt với có thể so sánh thần bảng thứ nhất cùng thiên sách thần soái cường giả, lang cốc hắc mộc. Vừa mới hắn dùng kim cương bất hoại thần công quét ngang đại hạ tất cả thần bảng cường giả A. Diệp Quân Lâm mạnh hơn, đoán chừng cũng chỉ là thần bảng trước 100 mà thôi. So với vị này kém đến thực sự quá xa. Kỳ thật so vừa rồi Hirai võ tàng đều kém đến rất xa, chẳng qua là hắn xem như chuẩn bị không đủ, nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Quân Lâm thực lực, còn chưa kịp sử dụng kim cương bất hoại thần công liền bị giết. Nếu như hắn sử dụng kim cương bất hoại thần công, Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là đồng dạng, mặc dù cho mình một tia kinh hỉ, nhưng Diệp Quân Lâm kết cục vẫn là chết. Diệp Quân Lâm giết chết Hirai võ tàng, ngược lại chọc giận lang cốc hắc mộc. Quả nhiên lang cốc hắc mộc nhìn thấy đồ đệ của mình bị giết, hắn liền như bị điên. Ầm ầm, trên người hắn khí thế đáng sợ lộ ra, khí thôn sơn hà, quét ngang hoàn vũ. Tốt ngươi, dám giết đồ đệ của ta, vẫn là đánh lén giết đồ đệ của ta. Hắn liền kim cương bất hoại thần công đều không dùng, ngươi liền đánh lén giết hắn. Đại hạ người quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Lang cốc hắc mộc phẫn nộ quát. Diệp Quân Lâm im lặng, cười lạnh nói, các ngươi đông đảo người mẹ hắn có thể muốn chút mặt không? Đánh lén, vừa rồi chúng ta không phải quang minh chính đại đối oanh sao? Cũng bởi vì hắn không có sử dụng kim cương bất hoại thần công, ta liền đánh lén rồi. Các ngươi thật sự là kỳ quái a, cái gì đều muốn dựa theo quy củ của các ngươi đến. Cái này mẹ hắn là sinh tử chi chiến, ta còn phải khuyên hắn đem kim cương bất hoại thần công dùng đến. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ hắn đánh chết ta, mới tính công bằng. Diệp Quân Lâm thật sự là bị tức đến. Cái này quốc gia đều là như thế. Mỗi lần luận võ hoặc là sinh tử quyết chiến, đều muốn thiết lập đủ loại phép tắc tới chơi lại. Hắn vừa mới hành vi tính đánh lén. Ti tiện chủng tộc. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Lang cốc hắc mộc đồ đệ vừa mới chết, bây giờ bị Diệp Quân Lâm ngôn ngữ châm chọc. Hắn thật muốn chọc giận nổ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Ta để ngươi kiến thức một chút kim cương bất hoại thần công tầng thứ 7. Lang cốc hắc mộc hét lớn. Kim cương bất hoại thần công hết thảy phân 9 tầng. Tầng thứ 9 là cao nhất. Nhưng trên cơ bản luyện đến tầng thứ 7 đều là lông phượng củ ấu, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 gần như không ai có thể tiếp xúc đến. Lang cốc hắc mộc thời gian ngắn đã tiếp xúc đến tầng thứ 7, đúng là hiếm thấy. Chẳng qua hắn điều khiển tầng thứ 7 cũng không thuần thục. Đoán chừng trong 10 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thậm chí sẽ tổn thương đến chính mình. Khoảng thời gian này đến nay, hắn quét ngang đại hạ thần bảng cường giả, dùng nhiều nhất kỳ thật chính là kim cương bất hoại thần công tầng thứ 5. Trên cơ bản toàn bộ đều có thể quét ngang. Duy chỉ có đối đầu thiên sách thiếu soái cùng kim cương rồng tăng thời điểm, hắn mới dùng tầng thứ 6. Những cái này thần bảng cường giả căn bản không có người có thể buộc hắn dùng ra tầng thứ 7 ra tới. Bởi vậy hắn thắng được rất nhẹ nhàng, cho nên mới sẽ cho thiên sách thiếu soái bọn hắn thiên đại sợ hãi. Từng cái bị dọa thành như thế. Thế nhưng là bây giờ lang cốc hắc mộc đối đầu Diệp Quân Lâm thời điểm, bởi vì phẫn nộ, hắn vậy mà trực tiếp sử xuất tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công. Hắn muốn để Diệp Quân Lâm chết thấu triệt, tuyệt không còn sống khả năng. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Tầng thứ 7, T. Hiên Viên Thanh Nhã mạnh mẽ hút lấy khí lạnh. Đôi mắt bên trong trên mặt tất cả đều là tan không ra hoảng sợ. Tầng thứ 6 liền đem ca ca của nàng đánh tới tự bế. Tầng thứ 7 phải mạnh đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người nói qua. Một khi lang cốc hắc mộc sử dụng tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công, là hoàn toàn có thể hướng thần bảng thứ nhất cùng thiên sách thần soái khởi xướng khiêu chiến. Mà lại có một nửa xác suất muốn thắng. Cũng thấy lang cốc hắc mộc được bao nhiêu phẫn nộ. Diệp Quân Lâm chọc giận người khác thật sự có một bộ A. Hiên Viên Thanh Nhã đã tưởng tượng đến Diệp Quân Lâm chết thảm hình tượng. Oanh! Làm lang cốc hắc mộc tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công biểu diễn ra, lập tức một cỗ tĩnh mịch khí tức xung kích toàn trường. Ngay cả trời cũng biến sắc, mây đen ép thành, ban ngày bỗng nhiên biến đêm tối. Quanh mình cắt bay đá chạy expulso, cuồng phong càn quét, toàn bộ giang bắc thành phảng phất lâm vào tai nạn ở trong. Ở vào một trận đại phong bạo bên trong. Về phần lang cốc hắc mộc,
trên người hắn quần áo lập tức vỡ nát. Thân thể trống rỗng biến lớn một vòng, từng cục cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Trước đó Lang Cốc Hắc Mộc rõ ràng 1m5 mấy phù hợp đông đảo người tiêu chuẩn cái đầu, lúc này tăng vọt thành 1m9-2m tráng hán. Mấu chốt nhất chính là hắn toàn thân hóa thành màu vàng. Cả người giống như kim loại đúc kim loại. Toàn thân trên dưới đều là hoàng kim chế tạo. Lại so hoàng kim cứng rắn ngàn vạn lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.